mãi không quên anh, có đúng không? Tiêu Thắm cong môi, bất mãn nói. Cái gì với cái gì chứ? Diệp Quân Lâm nhíu mày. Anh nói cho em biết, cả đời này anh chỉ thích một mình chị em. Những người phụ nữ không liên quan tới anh, cho dù có liên quan, cũng là có nguyên nhân với chị Y Mồ ví dụ như em. Nghe xong, sắc mặt Tiêu Thắm lập tức u ám. Thậm chí cô ta còn hơi tủi thân, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Thì ra Diệp Quân Lâm đối xử tốt với cô ta, nguyên nhân hoàn toàn là vì Lý Tử Nhiễm. Tiêu Thắm em sao thế, em khóc cái gì? Diệp Quân Lâm chợt nhận ra Tiêu Thắm khóc rồi. Không có gì. Tiêu Thắm lau nước mắt. Trên đường đi không nói một câu nào nữa. Diệp Quân Lâm đầu gỗ nên không hiểu, không biết sao lại đắc tội với Tiêu Thắm rồi. Một đường không nói chuyện. Một lúc sau, đã tới thành phố Kim Lăng. Đi vào địa giới Kim Lăng, Diệp Quân Lâm gọi điện cho quân đội Thiên Long và Long Giã. Nói cho thành phố biết rằng, tôi đã tới. Diệp Quân Lâm dặn dò. Bởi vì khi tham gia thọ yến ở nhà họ Triệu, anh từng nói, lần sau anh tới chắc chắn anh sẽ thông báo cho phía thành phố. Tướng quân, tôi đã rõ. Long Giã lập tức nói. Sau đó anh tìm được đám tổng chỉ huy của quân khu Kim Lăng, sau đó liên lạc với các lãnh đạo lớn của thành phố. Trong lúc nhất thời, cả thành phố đều xôn xao. Tướng quân Côn Luân đã tới. Vẫn chưa rõ nguyên nhân. Đó là người làm cho người ta sợ hãi. Trước đó, tập đoàn Tam Hưng làm ra những việc đáng hận, tướng quân Côn Luân cũng không tới. Thế mà bây giờ lại tới. Cái này rõ ràng là có chuyện hơi lớn rồi. Sau khi xuống cao tốc, Diệp Quân Lâm liền lái xe tới nhà họ Triệu. Trên đường cái, một đường lái như bay. Bất ngờ nhìn sang kính chiếu hậu, Diệp Quân Lâm nhìn thấy hai chiếc xe sang. Một chiếc là Lamborghini Maverick, một chiếc là Ferrari 458. Brum brum brum. Hai chiếc xe lần lượt vượt qua chiếc Mercedes-Benz A8 Diệp Quân Lâm đang lái, hơn nữa còn có tình đánh võng trước mặt Diệp Quân Lâm. Có hai người ngồi trong hai chiếc xe đó. Bọn là đều là cậu chủ ở thành phố. Trong số đó nổi tiếng nhất là Trương Đông Húc, cậu chủ giàu có nhà họ Trương. Gần đây nhà họ Trương làm ăn thuận lợi, cướp được nhiều địa bàn, thu được nhiều lợi lộc. Kia là Tiêu Thắm nhỉ, tôi liếc mắt một cái là biết đó là cô ấy. Trương Đông Húc cười nói. Đúng đúng đúng, là Tiêu Thắm. Những người khác nói. Thì ra ở giao lộ vừa nãy, bọn họ nhìn thấy Tiêu Thắm ngồi trong xe, nên đã vọt lên để xác nhận. Nghe nói nhà họ Triệu đã sắp xếp một hôn ước cho Tiêu Thắm hả? Chu Tiểu Dũng, người hay đi theo Trương Đông Húc hỏi. Đúng thế, nhưng hôm nay tôi muốn trêu ghẹo Tiêu Thắm. Cô gái này thật xinh, tôi đã nhớ thương cô ấy rất lâu rồi, ha ha. Trương Đông Húc vừa nghĩ tới Tiêu Thắm thì không kiềm chế được. Hóa ra nhà họ Triệu mạnh hơn nhà họ Trương, Trương Đông Húc không dám làm gì. Nhưng bây giờ trong cuộc chiến cướp địa bàn, nhà họ Triệu lựa chọn bo bo giữ mình, nhà họ Trương điên cuồng cướp đoạt. Bây giờ nhà họ Trương cực kỳ hưng thịnh, mạnh hơn nhà họ Triệu rất nhiều. Đương nhiên Trương Đông Húc sẽ to gan hơn, muốn trêu ghẹo Tiêu Thắm. Sau khi hai chiếc ô tô này chèn vào chiếc Audi, tốc độ nhanh chóng giảm chậm. Cuối cùng đi ở mức 20 mã lực, chạy chậm gì gì. Ai nhìn vào cũng biết đây là cố tình. Tiêu Thắm tức giận, hai mắt phun lửa. Anh dễ ơi, mấy người này cố tình đấy. Hừ, Diệp Quân Lâm không nói gì. Anh bất ngờ đánh tay lái sang bên phải, sau đó tăng tốc. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, nháy mắt đã vượt qua hai chiếc xe sang kia, nghênh ngang rời đi. Oanh! Nhìn thấy chiếc Audi nhanh chóng vượt qua. Đám người Trương Đông Húc ngây ngẩn cả người. Đây con mẹ nó là cái thao tác gì vậy? Nhanh quá rồi đấy. Khiến cho người khác không kịp phản ứng. Mau, đuổi theo cho tôi. Trương Đông Húc quát. Ferrari và Lamborghini nhanh chóng tăng tốc. Trên đường hóa thành hai tia chớp chạy như bay. Tăng tốc trên đường thẳng thì Audi không bằng xe thể thao. Chẳng bao lâu Diệp Quân Lâm đã nhìn thấy hai chiếc xe sang đang đuổi theo mình. Nhưng Diệp Quân Lâm không hề hốt hoảng, ngược lại tiếp tục tăng tốc. Phía trước có một khúc ngoặt, Diệp Quân Lâm coi như không nhìn thấy, tiếp tục tăng tốc. Hả, anh dễ anh đi chậm lại. Tiêu Thắm sợ đến nỗi nhắm mắt lại. Nhưng vẻ mặt Diệp Quân Lâm vẫn lạnh nhạt. Trong khi chiếc xe vẫn không ngừng tăng tốc.
mấy người Trương Đông Húc ở đằng sau nhìn thấy thế, cũng kinh sợ đổ mồ hôi lạnh. Mẹ ơi, thằng cha kia điên rồi hả? Phía trước có đoạn cua o như thế mà vẫn tăng tốc, anh ta dám tăng tốc như thế à? Trương Đông Húc kinh ngạc nói. Không phải à, đoạn đường này rất dễ gặp tai nạn đó. Anh ta còn dám tăng tốc, đồ điên. Lái qua đoạn cua kia, nếu mà là xe thể thao thì còn có hy vọng, chiếc xe thương vụ kia á. Đùa gì chứ? Lamborghini và Ferrari bắt đầu giảm tốc, họ muốn đi qua khúc cua một cách chắc chắn. Nhưng chiếc Audi phía trước càng ngày càng tăng tốc, sắp đi vào khúc cua. Thế này này toi rồi, kết quả ít nhất là hỏng xe người chết. Tiêu Thắm đáng thương, cô ấy xinh như vậy mà. Ngay cả Trương Đông Húc cũng tuyệt vọng nhắm mắt lại. AI! Nhưng ngay sau đó, mọi người đều có loại cảm giác, điên mắt. Chỉ thấy chiếc Audi cua một đường xinh đẹp, đi qua khúc cua với dáng thần long vẫy đuôi. Cái gì? Như này cũng được á? Mấy người trợn tròn mắt. Trong xe Audi, Diệp Quân Lâm cười cười, Tiêu Thắm, có thể mở mắt rồi. Sau khi Tiêu Thắm mở mắt, cô phát hiện chiếc xe đang vững chãi chạy trên đường thẳng. Đi qua khúc cua vừa nãy rồi á? Tiêu Thắm kinh ngạc. Con đường có rất nhiều khúc cua, Diệp Quân Lâm vẫn không giảm tốc. Trên đường thẳng, bất kể tính năng của chiếc Audi có tốt đến đâu thì cũng không thể bằng được xe thể thao. Nhưng có rất nhiều khúc cua, Diệp Quân Lâm vẫn không giảm tốc. Cho nên, chẳng mấy chốc anh đã bỏ xa hai chiếc xe thể thao phía sau. Hai chiếc xe thể thao đuổi cả nửa ngày, cuối cùng ngay cả bóng dáng của chiếc Audi cũng không thấy. Đù mé! Trương Đông Húc kinh ngạc. Anh ta thường xuyên tham gia các câu lạc bộ đua xe. Nhưng chưa bao giờ gặp tay đua giỏi như này. Tìm anh ta cho tôi nhất định phải dụ dỗ anh ta sang đây. Trương Đông Húc nói. Rất nhanh, hai người Diệp Quân Lâm đã tới nhà họ Triệu. Vừa gặp Tiêu Thắm, người nhà họ Triệu vui cười hớn hở. Nhưng nhìn thấy Diệp Quân Lâm, sắc mặt lập tức thay đổi. Hai ông bà cụ Triệu Kiến Quốc và Ngô Mộc Lan nể mặt thuốc lá và rượu đặc biệt của Diệp Quân Lâm nên mới lên tiếng chào hỏi Diệp Quân Lâm. Hai cụ, thuốc lá và rượu đặc biệt có đủ không? Diệp Quân Lâm mỉm cười hỏi. Đủ cho mấy năm luôn. Triệu Kiến Quốc trả lời. Đám người Triệu Học Thành trừng mắt nhìn Diệp Quân Lâm. Tiêu Nhược Mai còn hừ lạnh nói, Triệu Viễn người ta kéo. Một xe tới, có thể không đủ sao? Mình hết chương, tới chiều mình làm xong lên tiếp nhé. Mong cả nhà thông cảm. Đúng thế, đó là đồ Triệu Viễn đưa tới, liên quan gì với cậu? Những người khác cũng cười lạnh nói. Thấy thế, Tiêu Thắm vội vàng chuyển chủ đề, cô hỏi, ông nội bà nội, hai người gọi cháu về gấp có chuyện gì ạ? Mọi người đều nói là nhà họ Triệu xảy ra việc lớn, con hết hồn. Diệp Quân Lâm cũng nghiêm túc lắng nghe. Dù sao đây cũng là nhiệm vụ mà Lý Tử Nhiễm đã giao cho anh. Nhà họ Triệu không có việc gì, anh mới yên tâm. Triệu Học Thành và Tiêu Nhược Mai nhìn nhau cười một cái, rất là phấn khích. Triệu Kiến Quốc cũng vui vẻ cười ha ha. Để bà nói này, có người tới nhà xin kết thông rồi. Ngô Mộc Lan nói. Tiêu Thắm ngắn người, ngạc nhiên chỉ vào mình nói, hả? Không phải là cháu đấy chứ? Đúng rồi, không sai. Ngày mai thủ trưởng cũ của bà sẽ đích thân tới đây nói chuyện với ông cháu xin kết thông ra cho cháu cha ông ấy đã nhìn chúng cháu. Bà và ông cháu đều đồng ý mối hôn sự này. Chúng ta đã gặp thằng bé đó, rất là xuất sắc. Ngô Mộc Lan cười nói. Triệu Kiến Quốc cũng gật đầu, đúng, đúng đấy. Thằng nhóc đó rất là ưu tú. Chắc thằng nhóc đó sẽ là người xuất sắc nhất mà cháu từng gặp đấy. Cháu không đồng ý. Tiêu Thắm chưa nghĩ đã từ chối luôn. Con gái, con nói linh tinh cái gì đấy? Con còn chưa gặp người ta, sao đã từ chối luôn rồi vậy? Tiêu Nhược Mai không hài lòng nói. Triệu Học Thành cũng phụ họa theo, con có biết thân phận của đối tượng kết thông ra không? Cậu ta là người thừa kế của nhà họ Sở ở Hoa Hạ. Nhà họ Sở ở Hoa Hải đó là tồn tại chuẩn hoàng tộc đó. Ở Hoa Hạ, các gia tộc giàu có ở các vùng khác nhau vượt qua một mức nhất định. Không chỉ được đánh giá về những thứ như kinh tế. Nhiều hơn nữa là quyền thế và gia tộc đó có tông sư võ công tọa trần hay không. Và sẽ không lấy cách gọi của các nhà giàu bình thường để đặt tên. Sau khi vượt qua những nhà giàu như nhà họ Thẩm ở Tô Hàng và nhà họ Lôi, họ sẽ dùng tên hoàng tộc. Gia tộc được xưng là hoàng tộc,
tuyệt không phải là gia chủ từng gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng rồi làm việc mấy chục năm. Hoàng tộc phần lớn là có lịch sử 100-200 năm, là siêu gia tộc được truyền thừa từ trước. Có tôi ở đây, người nào dám bắt ép Tiêu Thấm? Những gia tộc đó có thể có lịch sử ngược về thời dân quốc, thậm chí còn lâu hơn. Thông tục hơn thì nói là gia đình hoàng gia là thành quả của nhiều thế hệ phần đầu trong hàng trăm năm tạo thành. Tuyệt không phải là thành quả của một người phần đấu mười mấy năm mấy chục năm là có thể đuổi kịp. Đó là khác biệt giữa gia tộc giàu có và hoàng tộc. Có thể được xưng là hoàng tộc ở Hoa Hạ thì có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ví dụ như Hoa Hải, đó là trung tâm kinh tế của Hoa Hạ. Nơi đây mới có hoàng tộc chân chính. Tỉnh Giang Nam chưa bao giờ có sự tồn tại của hoàng tộc. Mà gia tộc của Sở Thiên Truyền, đối tượng kết thông gia của Tiêu Thắm, là chuẩn hoàng tộc. So với nhà giàu thì mạnh hơn chút, khoảng cách so với hoàng tộc chân chính thì còn kém mấy chục năm nữa. Nhưng dù là vậy, nhà họ Sở ở Hoa Hải đè bẹp được mọi gia tộc ở tỉnh Giang Nam ML cho dù là Viên Sơn Hà khi còn sống cũng không thể so sánh được. Khi còn trẻ ông nội của Sở Thiên Truyền là Sở Nhậm Hùng cũng là dũng tướng trong quân. Bất kỳ ai cũng không dám khinh thường. Cho nên khi Sở Nhậm Hùng nói là muốn tới nhà họ Triệu xin kết thông gia, Triệu Kiến Quốc và Ngô Mộc Lam phấn khích đến nỗi không ngủ được. Nếu mà Tiêu Thắm và Sở Thiên Truyền lây nhau. Thứ nhất, nhà họ Triệu sẽ vì đây mà trở nên lớn mạnh. Thứ hai, Tiêu Thắm sẽ hạnh phúc. Ngô Mộc Lan nói, Tiêu Thắm, cháu vẫn không đồng ý hả? Bà nói cho cháu biết, gả cho nhà họ Sở là nhà họ Triệu đã ta trèo cao. Là may mắn rơi xuống đầu cháu đấy. Triệu Kiến Quốc gật đầu, phải, đúng đấy. Nhà họ Triệu ta ở nhà họ Sở ở Hoa Hải, không có bất kỳ sức nặng nào. Tiêu Thắm này, nếu cháu mà gả được vào nhà họ Sở, thì đó là may mắn to lớn đấy. Triệu Học Thành và Tiêu Nhược Mai thúc giục, còn không cảm ơn ông bà nội đi. Chuyện tốt đấy. Không phải à. Không chỉ nhà họ Sở mạnh mẽ, Sở Thiên Truyền này còn là người tuấn tú lịch sự, từ nhỏ đã là người được bồi dưỡng để trở thành người đứng đầu nhà họ Sở trong tương lai, bất kể là năng lực hay các mặt khác, quả thực là đều đứng đầu. Tiêu Thắm lấy cậu ta thì đúng hạnh phúc cả đời này luôn. Mấy người Triệu Đại Phi với Triệu Thanh Phong nói, đúng thế, sau này em gái sẽ thành mợ chủ của nhà họ Sở ở Hoa Hải, thủ phủ hàng đầu tỉnh thành, ai mà không hâm mộ em chứ? Đúng vậy. Bây giờ thành phố đang loạn, các thế lực lớn và các gia tộc đều đang tranh giành địa bàn, từng gia tộc và thế lực đều đang tìm hậu thuẫn. Tuy nhà họ Tiêu ta không quan tâm nhưng về sau chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, nếu em là gả cho nhà họ Sở ở Hoa Hải, thì tới lúc đó không kẻ nào dám động vào nhà họ Triệu ta nữa. Mọi người nhà họ Triệu liệt kê, các lợi ích ra. Nhưng điều mà người nhà họ Triệu càng muốn hơn đó là vượt qua khó khăn trước mắt. Thành phố loạn lạc. Nhà họ Triệu quá yếu thế. Nếu như không tìm một ngọn núi mà dựa vào, có thể sẽ bị nuốt bất cứ lúc nào. Vừa khéo, nhà họ Sở ở Hoa Hải muốn tới xin kết thông gia. Nhà họ Triệu lập tức đồng ý. Tiêu Thám cảm thấy muốn khóc. Cô vốn tưởng rằng, cô sẽ thoát khỏi số mệnh liên hôn của nhà giàu. Không ngờ, cuối cùng vẫn không thoát được. Không được, cháu không đồng ý, cháu không quan tâm anh ta xuất sắc như nào, cháu không thích. Tiêu Thắm vừa khóc vừa nói, đồng thời liếc mắt nhìn Diệp Quân Lâm một cái. Cái gì, cháu không đồng ý, ít nhất thì cháu cũng phải gặp người ta trước đã chứ. Triệu Kiến Quốc nói, ngôn tình hay. Tiêu Thắm lắc đầu từ chối, không, cháu không muốn gặp. Làm càn. Ngô Mộc Lan bất ngờ hét lên. Dọa tất cả mọi người. Tiêu Thắm, bà nhận ra là cháu càng ngày càng không nghe lời. Bà càng chiều cháu càng phản nghịch hả? Ngô Mộc Lan tức giận nói. Bà nội, cháu không nghĩ như vậy. Tiêu Thắm khóc lóc nói. Ngày mai, nhà họ Sở ở Hoa Hải tới xin kết thông gia, cháu đi cũng phải đi, cháu không đi cũng phải đi. Ngô Mộc Lan ngang ngược khiến người khác không thể từ chối. Tiêu Thắm hoàn toàn tuyệt vọng. Có tôi ở đây, tôi xem người nào dám bắt ép Tiêu Thắm. Lúc này, một giọng nói bất ngờ vang lên. Mọi người nhìn Diệp Quân Lâm với ánh mắt không thể tin nổi. Diệp Quân Lâm nói xong, Tiêu Thắm lập tức phản ứng lại. Đúng vậy. Bối cảnh mạnh nữa thì làm sao? Có người nào mạnh được hơn anh rể không? Tiêu Thắm đi ngay tới trước mặt Diệp Quân Lâm. Đúng, anh rể, em nghe anh. Xoẹt xoẹt xoẹt.
Người nhà họ Triệu xoẹt 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 cùng nhìn sang Diệp Quân Lâm. Cậu là ai? Cậu có tư cách nói chuyện ở nhà họ Triệu tôi sao? Triệu Học Dũng tức giận nói. Triệu Học Lương đẩy gọng kính, cũng rất bất mãn, đúng, đúng thế. Trước mặt nhiều trưởng bối thế này mà cậu nói cái gì đấy? Làm phản hả? Hai tiểu bối Triệu Đại Phi và Triệu Thanh Phong càng tức giận. Hận không thể tát cho một cái. Triệu Học Thành và Tiêu Nhược Mai còn tức giận hơn. Bọn họ gần như gào lên, chuyện của con gái tôi lúc nào thì tới lượt cậu nhúng tay vào hả? Triệu Kiến Quốc cũng trừng mắt nhìn Diệp Quân Lâm, Ngô Mộc Lan thì không chấp nhận được hành động này của Diệp Quân Lâm. Lập tức cút khỏi nhà họ Triệu, nơi này không chào đón cậu. Con cháu mà tôi giáo dục từ nhỏ, không có ai dám nói với tôi như thế. Ngô Mộc Lan chỉ vào mũi Diệp Quân Lâm, tức giận nói. Nề nếp nhà bà ta cực kỳ nghiêm khắc. Con cháu ở trước mặt bà ta và Triệu Kiến Quốc đều không dám lớn tiếng nói chuyện. Càng không cần nói Diệp Quân Lâm lại khiêu khích như thế, trên mặt Diệp Quân Lâm xoẹt qua một tia giận. Nếu ai cưỡng ép Tiêu Thắm làm chuyện mà cô ấy không muốn làm, anh nhất định không đồng ý. Sao nào, cậu còn dám chừng tôi hả? Lập tức ra khỏi nhà họ Chie Chu. Ngô Mộc Lan quát. Tiêu Thắm sợ chuyện náo lớn, kết cục không ổn, cô vội vàng nói, anh dễ, anh đi trước đi. Ngày mai em sẽ đi xem, dù sao thì em cũng không đồng ý. Dưới sự lôi kéo và đẩy và Tiêu Thắm, Diệp Quân Lâm đã rời khỏi đây. Ông nội bà nội mọi người đừng trách anh rể, ngày mai cháu đi được chưa? Tiêu Thắm đồng ý. Ừ, thế còn tạm được. Lúc này Ngô Mộc Lan mới đồng ý không truy cứu việc cãi lại lúc nãy của Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm đi khỏi không bao lâu, Triệu Viễn nhanh chóng lái xe đuổi theo. Gần đây anh ta đã trở thành phó đội trưởng đội đặc công. Bởi vì dạo gần đây thành phố rất loạn, giờ là thời gian anh ta bận nhất. Nhưng vừa nghe được Diệp Quân Lâm đã tới, anh ta lập tức bỏ hết mọi việc lại chạy tới. Ông nội bà nội cháu nghe nói anh Dễ và Tiêu Thám đã về rồi. Triệu Viễn chạy vào biệt thự. Về rồi, thì sao? Ngô Mộc Lan ngạc nhiên nói. Tiêu Thám trở về, lại sinh lên rồi. Triệu Viễn chào hỏi với Tiêu Thắm xong, lập tức nhìn trái nhìn phải, anh rể Diệp đâu? Con nói là Diệp Quân Lâm vô liêm sỉ đó hả? Cậu ta vừa bị bà nội đuổi đi rồi. Triệu Học Dũng bực mình nói. Lạch cạch. Triệu Viễn lảo đảo suýt thì ngã xuống đất. Sắc mặt anh sợ hãi trắng bệch như tờ giấy, không còn tí máu. Hè kết Triệu Viễn trượt xuống, căng thẳng nuốt một ngụm nước miếng, kinh ngạc hỏi, cái gì? Anh Tể Diệp con đã bị đuổi đi rồi 42. Này này này, Triệu Viễn quả thực muốn điên rồi. Nhà họ Triệu lại đuổi chiến thần Côn Luân ra ngoài rồi ư. To gan quá đấy. Tại sao anh ta không tới sớm hơn chứ? Đúng, cậu ta lại dám chống đối ông nội bà nội. Mới đuổi cậu ta ra ngoài thôi là nhẹ rồi đấy, anh chưa giáo huấn cậu ta là tốt lắm rồi. Triệu Đại Phi lạnh lùng nói. Phụt, Triệu Viễn sắp hộc máu rồi. Còn muốn giáo huấn vị đấy bốn. Đây là gan gì vậy? Con đi tìm anh Dễ Diệp. Triệu Viễn lập tức xông ra ngoài. Hả, Triệu Viễn sao thế nhỉ? Triệu Học Dũng khó hiểu, sao thái độ của con trai mình lạ thế nhỉ? Đúng rồi, ta cũng nhận ra. Thái độ của thằng Viễn với Diệp Quân Lâm rất lạ, hình như giống như Diệp Quân Lâm là nhân vật lớn nào đấy. Triệu Kiến Quốc cũng nói. Những người khác gật đầu, mọi người đều có cái nghi ngờ này. Ngô Mộc Lan lại bật cười, mấy người đều có tầm nhìn hẹp. Mẫu người như Triệu Viễn mấy đứa không bì được. Sao bà nội lại nói thế? Triệu Đại Phi hỏi. Triệu Viễn khiêm tốn lễ độ, bất kể là ai, thằng bé đều đối xử hẳn hoi. Cho dù thằng không ra gì như Diệp Quân Lâm, Triệu Viễn cũng đối xử như người nhà. Có được giãn được, đó là nguyên nhân thằng bé thành công. Ngô Mộc Lan rất là tán thưởng hình mẫu, Triệu Viễn. Đúng thế. Về điểm này của Triệu Viễn chúng ta không bì được. Chúng ta còn phải học rất nhiều. Mọi người khen Triệu Viễn không dứt miệng. Chỉ có Tiêu Thấm là thả tay bắt lực. Đó là vì anh Triệu Viễn biết thân phận của anh rẻ. Nếu Triệu Viễn biết tình huống này, chắc chắn sẽ cười lạnh, mình thì có hình mẫu gì chứ? Anh ấy là chiến thần Côn Luân đó. Sau khi Diệp Quân Lâm rời khỏi nhà họ Triệu, Long Giã tự mình lái xe tới đón. Nghe lời Diệp Quân Lâm, không rêu rao, không làm trò con bò. Long Giã mặc thường phục, lái một chiếc xe phổ thông.
rất là khiêm tốn. Tướng quân, tỉnh thành bên này đều nghe theo ngài, mọi việc đều hành động khiêm tốn. Tối nay bọn họ đã làm một bàn món ăn ở nhà bình thường, muốn mời ngài qua ngồi. Bảo đảm không bày biện lãng phí, tuyệt đối tiết kiệm. Long Dã nhỏ giọng nói. Tốt, thế tối nay tôi qua ngồi. Diệp Quân Lâm nói. Long Dã đưa Diệp Quân Lâm tới quân khu Kim Lăng trước. Đối với Diệp Quân Lâm thì trừ Lý Tử Nhiễm ra, chỉ có quân doanh là có cảm giác gia đình. Giờ phút này, Triệu Viễn đã tìm khắp thành phố, làm gì có bóng dáng Diệp Quân Lâm chứ? Ngô Mộc Lan gọi điện cho anh ta, Viễn à, vừa nãy bà mới nhận được tin, đoàn người nhà họ Sở ở Hoa Hải đã tới Kim Lăng. Cháu có thể đi đón họ không, sau đó sắp xếp cho họ vào Sơn Trang Hoàng Nguyên. Vâng, bà nội, bà cứ giao cho cháu. Triệu Viễn nhanh chóng lái xe đi đón người nhà họ Sở ở Hoa Hải. Đoàn người nhà họ Sở ở Hoa Hải có 3 chiếc xe. Dẫn đầu là một chiếc sedan phổ thông, ở giữa là một chiếc Rolls Royce, đi cuối là một chiếc Toyota Alphard của vệ sĩ. Ghế sau chiếc Rolls Royce đi giữa có một già một trẻ đang ngồi. Ông lão tóc đã hoa râm, mặc một bộ trang phục truyền thống. Đừng nhìn ông đã qua tuổi thất tuần, nhưng đôi mắt vẫn sáng quắc, lộ ra một cỗ khí thế sát phạt. Gia chủ nhà họ Sở ở Hoa Hải, Sở Nhậm Hùng. Thời trẻ là mãnh tướng trong quân, là một người có tính tình rất nóng nảy. Sau khi về hưu, ông cũng là một người tung hoàng ngang dọc ở Hoa Hải. Ông ta chống một cái quải trượng. Ngồi bên cạnh ông ta là một người chàng trai trẻ, lớn lên trắng muốt, đeo một mắt kính gọng vàng. Nhưng chẳng phải người hiền lành gì. Anh ta là Sở Thiên Truyền, đối tượng kết thông gia của Tiêu Thắm. Trong giới cậu chủ ở Hoa Hải, anh ta cũng là một nhân vật số một. Anh ta còn là thành viên thái tử đảng Hoa Hải. Lần này anh ta tới thành phố Kim Lăng, mục đích không hề đơn giản. Hẹn hò với Tiêu Thám chỉ là mánh lới mà thôi. Trên thực tế, anh ta muốn thông qua nhà họ Triệu để tranh giành địa bàn ở Kim Lăng, ý định kiếm một món lớn ở đây. Nhà họ Sở ở Hoa Hải muốn tiến vào và chiếm địa bàn ở tỉnh thành, mở rộng thế lực của mình. Người người đều lòng dạ nham hiểm. Sở Nhậm Hùng vừa mới giải thích chuyện đám hỏi với nhà họ Triệu cho Sở Thiên Truyền. Vâng, ông nội, cháu hiểu rồi ạ. Phụ nữ cũng chỉ là công cụ mà thôi. Cháu nghe theo ông, kết hôn với Tiêu Thắm. Trong tròng mắt Sở Thiên Truyền xoẹt qua một tia sắc bén. Sở Nhậm Hùng gật đầu, ừ, đúng vậy. Đợi sau khi nhà họ Sở ta cắm chắc rễ ở tỉnh thành, Tiêu Thắm tùy cháu xử lý. Vâng, ông nội. Sở Thiên Truyền nhếch miệng. Ý tưởng trong lòng anh ta rất đơn giản, biến Tiêu Thắm thành đồ chơi, kết hôn chỉ là ngụy trang. Rất nhanh Triệu Viễn đã tới, anh đón được đám người Sở Nhậm Hùng sau đó dẫn họ tới Sơn Trang Hoàng Nguyên. Sau khi Triệu Viễn rời đi không lâu, một nhóm người đi tới đây. Chính là các cậu chủ ở tỉnh thành, bọn họ đều là những cậu chủ của những giai đẳng cấp nhất thành phố. Trung Gia Minh nhà họ Trung. Phạm Tư Chiết nhà họ Phạm. Doãn Thiên Cừu nhà họ Doãn. Cùng với mấy người Trương Đông Húc. Trong trận chiến giành địa bàn ở thành phố dạo gần đây, những gia tộc này đều có tham gia, hơn nữa còn thu được rất nhiều lợi ích. Những gia tộc này còn đi tìm gia tộc lớn ở Hoa Hải làm chỗ dựa. Bọn họ vừa nghe được tin nhà họ Sở ở Hoa Hải đã tới, thì lập tức chạy tới Ninh Bợ. Sở Nhậm Hùng thấy thế, bình thản nói, qua lại thân thiết với gia tộc bản xứ Kim Lăng có lợi cho sự phát triển của chúng ta. Thiên Truyền, cháu qua tiếp đón họ đi. Sở Thiên Truyền gật đầu, vâng, ông nội. Cậu Sở mới tới Kim Lăng lần đầu, chúng tôi nhất định sẽ tiếp đãi cậu thật tốt. Đám người Trung Gia Minh nói. Ở thành phố bọn họ có giỏi giang ngang ngược thế nào, cũng hoàn toàn không thể so sánh được với cậu chủ tới từ Hoa Hải. Nhất là thái tử đảng ở Hoa Hải lại càng kinh sợ tứ phương, cả Hoa Hải, thậm chí là Đông Nam Á cũng biết sự lợi hại. Cái gọi là thái tử đảng chính là một tổ chức được những cậu chủ mạnh nhất Hoa Hải thành lập, tương tự với câu lạc bộ. Mỗi một người đều chuẩn hoàng tộc, thậm chí là người thừa kế của hoàng tộc. Thái tử đảng hoành hoành ngang ngược, rất là độc tài. Ai cũng để vào mắt. Sống một cuộc sống vui sướng, đồng thời cũng hung danh chói lọi. Người trẻ chỉ cần bám được vào quan hệ với thái tử đảng, không kẻ nào dám động vào bạn. Đối với đám cậu chủ ở tỉnh thành, thái tử đảng ở Hoa Hải chính là mục tiêu theo đuổi của bọn họ. Tỉnh thành bắt chước thái tử đảng ở Hoa Hải, thành lập một công tử xã. Nhưng sao mà so sánh được,
kém xa Thái tử đảng. Cho nên vừa thấy được thành viên của Thái tử đảng ở Hoa Hải, đám cậu chủ này cực kỳ hâm mộ. Sau khi Trương Đông Húc biết đối tượng hẹn hò của Tiêu Thám là Thái tử đảng, anh ta sợ tức mức suýt thì tè ra quần. Nhìn thấy có nhiều người đang nịnh mình, Sở Thiên Truyền cũng rất là hưởng thụ. Anh ta tiến tới trước mặt Sở Thiên Truyền, nói nhỏ, cậu Sở này, tôi muốn nói cho cậu biết một chuyện không tốt. Vẻ mặt Sở Thiên Truyền bình thản, anh ta nói, hai. Làm sao? Hôm qua em tình cờ gặp cô chủ Tiêu Thắm. Sau đó thì sao? Cô ấy lại ngồi chung xe với một người đàn ông lạ mặt, dáng vẻ rất là thân thiết, giống như bạn tình. Trương Đông Húc nghĩ rất đơn giản, nếu mà đã không có được Tiêu Thắm, chỉ bằng hung hăng giáo huấn Diệp Quân Lâm. Nghe tới đây, sắc mặt Sở Thiên Truyền nhoáng cái thay đổi. Tuy mới chỉ là hẹn hò, nhưng trong suy nghĩ của anh ta, Tiêu Thắm đã là của anh ta rồi. Ngồi chung một chiếc xe với người đàn ông khác. Muốn chết. Đúng rồi, người đàn ông lái xe rất giỏi. Một chiếc Audi, mà chúng tôi lái siêu xe cũng không đuổi kịp. Mấy người khác lập tức nói. Lúc này, sắc mặt của Sở Thiên Truyền đã tái mét rồi. Người phụ nữ của anh ta đã bị người khác động. Sao mà không tức cho được? Anh ta là ai? Sở Thiên Truyền lạnh giọng hỏi. Cậu Sở à, tôi vẫn đang điều tra. Cha ra sẽ báo cho cậu ngay. Trương Đông Húc run lấy bẩy. Mấy người Trung Gia Minh, Phạm Tư Chiết lập tức nói, cậu chủ Sở đừng nghĩ tới mấy chuyện không vui này nữa, chúng tôi đã chuẩn bị một tiết mục để đón gió tẩy trần cho cậu, để cậu Sở hưởng thụ. Nhìn đám người đó cười hắc hắc. Sở Thiên Truyền biết tổng bọn họ chuẩn bị cái gì. Chắc chắn là phụ nữ. Dung chỉ tục phán thì không cần đâu, ngại bẩn. Dung chi tục phấn. Ý chỉ người con gái ăn mặc trang điểm loè loẹt, dung tục Sở Thiên Truyền lạnh lùng nói. Với thân phận của anh ta muốn loại phụ nữ nào chả có dạng nào mà chưa gặp chứ. Doãn Thiên Cửu cười hắc hắc nói, cậu Sở có chỗ không biết, đây là mấy người tôi đặc biệt chọn ra từ Học viện Truyền thông Tô Hàng, toàn là trinh nữ. Nghe tới đây, Sở Thiên Truyền đang mặt nhăn mày có mới từ từ giãn ra. Học viện Truyền thông Tô Hàng, người đẹp như mây nhỉ. Sở Thiên Truyền cười nói, cậu chủ Sở ở Hoa Hải và Diệp Quân Lâm gặp nhau nhưng ngay sau đó lại đổi đề tài, nhưng, nhất định phải giữ bí mật. Ngày mai tôi sẽ gặp mặt Tiêu Thắm, ở thời điểm mấu chốt này tuyệt đối không được để cho bất kỳ ai biết. Không đâu, cậu Sở, nơi mà chúng tôi sắp xếp rất bí mật. Sở Thiên Truyền lắc đầu, không được, phải tuyệt đối bí mật, tôi muốn bảo đảm không được để xảy ra bất cứ sai sót nào. Trương Đông Húc lập tức nói. Cậu Sở nói như thế thì tôi biết một nơi bí mật, câu lạc bộ ám dạ. Nơi đó có thể nói là nơi bí mật nhất tỉnh thành, nhất định phải có người quen giới thiệu mới được vào. Những người khác đều không thể đi vào. Rất nhiều ông lớn ở tỉnh Giang Nam đều chọn chỗ này để bàn chuyện, sẽ không lọt ra bất kỳ tin đồn nào. Bên trong có xảy ra chuyện gì, bên ngoài tuyệt đối không biết. Tốt, vậy thì tới câu lạc bộ ám dạ. Sở Thiên Truyền gật đầu. Vâng, được ạ. Ở câu lạc bộ ám dạ chúng tôi đều có người quen. Tối nay bao hết câu lạc bộ ám dạ đi nhỉ. Đám người Trung Gia Minh tươi cười. Ở một nơi khác, trong quân khu Kim Lăng. Mời tướng quân lên xe xuất phát, bên phía tỉnh thành đã bố trí xong rồi. Long Dã mời. Có rất nhiều người đang đứng đằng sau Diệp Quân Lâm. Lữ trưởng lữ đoàn đặc chiến Đinh Chí Viễn, không cần nói nhá. Chủ yếu nhất là tổng chỉ huy quân khu Kim Lăng, Hướng Văn Quân. Cùng với hai vị phó tổng chỉ huy Lữ Chắn và Trương Vĩ Thạc, còn có Mây Đại Tham Mưu trưởng đều có mặt. Mọi người đều mặc thường phục, hưởng ứng lời gọi khiêm tốn của Diệp Quân Lâm. Nếu không, một đám người mặc quân trang đi ra ngoài ra cơm, chẳng phải là dọa chết người sao? Đã kiếm được chỗ chưa? Diệp Quân Lâm hỏi. Đã kiếm được rồi thưa tướng quân, ở câu lạc bộ ám dạt. Đặc điểm lớn nhất của câu lạc bộ này chính là bí mật, bởi vì ở ngoại ô vắng vẻ. Cho nên rất nhiều người trao đổi chuyện bí mật đều chọn chỗ này. Nếu tới đấy thì không ai biết, càng sẽ không có kẻ bám đuôi. Bên phía tỉnh thành đã cân nhắc đến tính đặc biệt, cho nên chọn nơi này. Nhưng đồ ăn và rượu đều là chúng ta tự mang tới, tuyệt đối sẽ không bày biện lãng phí. Hơn nữa tiền là tự bỏ, không liên quan tới bất cứ cái gì. Long Dã giải thích. Ừ, được, bọn họ suy nghĩ khá chu đáo đấy. Diệp Quân Lâm gật đầu khen ngợi. Giờ phút này, trong câu lạc bộ ám dạ ở ngoại ô,
các lãnh đạo lớn của tỉnh thành tấp nập tề tựu. Nhưng mọi người đều cực kỳ khiêm tốn. Mặc trang phục bình thường, ngược lại không ăn khớp với câu lạc bộ. Lãnh đạo số 1 tỉnh Giang Nam, Trần Đăng hỏi, tướng quân Côn Luân, không đúng, anh Diệp tới chưa? Thị trưởng thành phó Kim Lăng, Trương Kế Hằng gật đầu nói, sếp, Long Giã vừa gọi điện tới, nói là họ đã soát phát rồi ạ, chắc là sắp tới rồi. Thế thì tốt. Trần Đăng lau mồ hôi. Sao tôi hơi căng thẳng nhỉ? Ông ta nói. Sếp, chúng tôi cũng căng thẳng, toát mồ hôi từ lâu rồi. Những người khác hít một hơi thật sâu. Những lãnh đạo tỉnh thành này ai cũng căng thẳng. Vừa nãy bọn họ đi hỏi kinh nghiệm ở chỗ Chu Ngọc Hằng. Chu Ngọc Hằng nói cho họ ba chữ, tâm bình tĩnh. Nhưng sao mà mọi người bình tĩnh được? Lo lắng muốn chết. Mồ hôi lạnh không ngừng ứa ra. Không lâu sau, đoàn người Diệp Quân Lâm đã tới phía trước câu lạc bộ ám giả. Brum brum brum. Nhưng đúng lúc này, một trận tiếng động gầm gừ truyền tới. 10 chiếc siêu xe chạy như bay mà đến. Tất cả ngừng trước câu lạc bộ ám giả. Bọn họ chính là đoàn người Sở Thiên Truyền. Mời cậu Sở. Sau khi xuống xe, mọi người vây quanh Sở Thiên Truyền đi tới đằng trước câu lạc bộ ám giả. Cậu Sở, đây chính là thằng Kiều. Đột nhiên, Trương Đông Húc nhìn thấy Diệp Quân Lâm. Nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Là anh ta hả? Sở Thiên Truyền nhíu mày hỏi. Chính là anh ta đấy, cậu Sở. Kỹ thuật lái xe của tên này thực sự khủng bố. Mấy người đi theo Trương Đông Húc lập tức nói. Sắc mặt Sở Thiên Truyền nhoáng cái liền thay đổi. Được, tôi mặc kệ anh ta là ai, chỉ cần có qua lại với Tiêu Thắm thì cho anh ta cút. Sở Thiên Truyền là thành viên của Thái tử đảng đấy, làm việc kiêu căng ngang ngược. Mấy người Trương Đông Húc liếc nhau, sau đó nói ngay. Cậu Sở, cậu nhìn nhát. Trương Đông Húc đi nhanh lên trước, ngăn cản đoàn người Diệp Quân Lâm. Này, đi đâu đấy? Đứng lại. Nhưng đoàn người Diệp Quân Lâm không quan tâm. Này này này, tai bị điếc à? Không nghe thấy à? Bảo các người đứng lại mà. Trương Đông Húc thình lình nói to lên, mở hai tay ra, ngăn cản đoàn người Diệp Quân Lâm. Long Giã cùng với mấy người Hướng Văn Quân bực mình. Trên địa bàn tỉnh thành. Lại có người cản đường đi của họ. Mấu chốt là còn đi cùng tướng quân Côn Luân. Mất mặt. Đám người Hướng Văn Quân rất bực mình. Nói nhỏ, mất mặt trước mặt tướng quân Côn Luân. Nói lớn, chính là thất trách. Mấy người Hướng Văn Quân định nói ra thân phận. Nhưng Long Giã lại khoát tay, mọi người đều bình tĩnh lại. Cậu có chuyện gì? Long Giã hỏi với giọng ồm ồm. Trương Đông Húc không để ý đến anh, trực tiếp nhìn sang Diệp Quân Lâm. Chỉ vào anh rồi nói, này, thằng danh này ra đây, tôi có chuyện bàn với anh. Trương Đông Húc nói với giọng ra lệnh. Thấy thế, Hướng Văn Quân và 7-8 người phụ trách của quân khu Kim Lăng đều sợ hãi. Người này điên rồi à? Thế mà lại dám hét năm quát sáu với tướng quân Côn Luân. Lại còn ngay ở trước mặt mấy vị chỉ huy có thân phận cao nhất quân khu Kim Lăng nữa chứ. Hướng Văn Quân không chịu nổi nữa, lập tức phẫn nộ nói. Cậu có biết anh ấy là ai không? Tôi mặc kệ anh ta là ai. Bây giờ cậu chủ Sở nhà họ Sở ở Hoa Hải muốn anh ta qua đây. Anh ta phải nghe lời. Trương Đông Húc cười lạnh nói. Dù rằng anh ta cũng không biết thân phận của Diệp Quân Lâm. Nhưng có Sở Thiên Truyền chống lưng. Anh ta tin chắc là bối cảnh của Diệp Quân Lâm có mạnh nữa thì cũng không bằng cậu chủ Sở. Đám người Hướng Văn Quân, Long Giã đưa mắt nhìn nhau. Thật là nực cười. Lại còn xấu hổ nữa. Xảy ra chuyện này trước mặt tướng quân Côn Luân, mặt mũi của họ mất sạch rồi. Điều nực cười là những cậu chủ này lại chọc vào chiến thần Côn Luân. Diệp Quân Lâm cười lạnh nói, sao tôi phải lời cậu? Anh, đây là cậu chủ Sở nhà họ Sở ở Hoa Hải đấy. Nếu thằng danh anh thức thời thì đi theo tôi. Trương Đông Húc thẹn quá hóa giận. Giọng nói của Sở Thiên Truyền đằng sau truyền tới, sao thế Trương Đông Húc? Đến chút chuyện còn con này mà cũng làm không xong à. Lời này làm cho Trương Đông Húc càng giận. Tôi chỉ cho anh 3 giây, 1, 2, đứng lại cho tôi, không được đi. Trương Đông Húc còn chưa đến xong, đoàn người Diệp Quân Lâm đã đẩy anh ta ra, đi thẳng vào câu lạc bộ ám giả. Này này này, mấy người đều bị điếc à, đứng lại cho tôi. Nhưng bất luận Trương Đông Húc kêu thế nào, mấy người Diệp Quân Lâm cũng không để ý. Trương Đông Húc định xông lên. Từ đã,
Đoàn người Sở Thiên truyền đi tới. Trương Đông Húc không được à, cậu không có tiếng nói ở Kim Lăng hả? Sở Thiên truyền nhìn anh ta đầy thất vọng. Trương Đông Húc thực sự sắp tức điên rồi. Anh ta nắm chặt nắm đấm, thề nhất định phải cho Diệp Quân Lâm biết tay. Sau khi đi vào câu lạc bộ ám dạ, Chư Ong 619. Các lãnh đạo tỉnh thành đợi đến toát mồ hôi lập tức đi lên đón. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm, mọi người đều có vẻ mặt không thể tin nổi. Đường đường là chiến thần bảo vệ tổ quốc, thế giới khiếp sợ, tồn tại khủng bố, thế mà lại trẻ như này á. Nhưng mà mọi người lại càng cảm thấy kính nể và kính trọng. Tống Tinh chỉ vội vàng nói, các cậu muốn làm gì hả? Ông chủ, hình như nhằm vào vị tiên sinh kia. Nhân viên công tác run lẫy bẩy nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Cái gì? Lời nói làm người giật mình. Câu này vừa được nói ra, toàn trường xôn xao. Gương mặt không thể tin nổi. Cậu chủ nào ở tỉnh thành gan lớn như này? Nhắm vào tướng quân Côn Luân á? Kẻ này điên rồi à? Gây hắn với tướng quân Côn Luân ư? Đúng là như thế, vừa nữa ở bên ngoài xông vào Diệp tướng, anh Diệp. Đinh Chí Viễn nói nhỏ. Đúng, không sai, vô duyên vô cớ khiêu khích anh Diệp. Những người khác ở quân khu Kim Lăng sôi nổi nói. Diệp Quân Lâm không nói chuyện. Nhưng mọi người đều biết anh hơi tức giận. Há có cái lý đó. Điều này làm cho Trần Đằng vô cùng phẫn nộ. Còn cả các lãnh đạo khác của tỉnh thành, đám người Trương Kế Hàng thị trưởng thành phố Kim Lăng cũng thề. Bọn họ kinh ngạc đến nỗi trợn tròn mắt. Chiến thần Côn Luân vừa tới, dưới mí mắt lại xuất hiện loại chuyện ngang ngược này. Tướng quân Côn Luân sẽ nghĩ sao? Mặt mũi của họ còn để đâu được? Phẫn nộ. Quả thực là tức sắp phát điên rồi. Không chỉ thế, họ còn muốn ông chủ đòi hết các ngài ra ngoài. Nhân viên công tác lại bổ sung thêm một câu. Àm, mọi người lại càng tức giận. Bi, đi cùng tôi ra xem, chuyện này phải xử lý nghiêm. Trần Đằng trầm giọng. Đám người Trương Kế Hàng đi theo sau, sắc mặt u ám, cực kỳ phẫn nộ. Lần đầu gặp tướng quân Côn Luân lại xảy ra chuyện này. Bọn họ mát hết mặt mũi rồi. Cúa mắt mặt, bên ngoài câu lạc bộ ám dạ, mấy người Trung Gia Minh đang đánh máy người quản lý, đánh chảy cả máu ra rồi mà họ vẫn chưa dừng lại. Mấy người quản lý sắp bị đánh chết rồi. Dưới vòng vây của mọi người, Sở Thiên truyền nhìn với vẻ mặt vô cảm. Anh ta lạnh lùng nói, loại chuyện này sẽ không có ở Hoa Hải. Ở Hoa Hải, nếu kẻ nào không nể mặt tôi nhất định hủy kẻ đó. Rõ ràng là Sở Thiên truyền đang trách máy cậu chủ ở Kim Lăng này xử lý việc không xong. Phanh! Trung Gia Minh xấu hổ quá, đấm một quyền vào quản lý máu văng tung tóe. Anh ta tức giận nói, mau gọi Tống Tỉnh Trì ra đây. Cậu Trung, tại sao các cậu lại làm thế này? Dĩ hòa vi quý chứ, tổn thương tình cảm của mọi người chẳng hay gì cả. Tống Tỉnh Trì vội vàng chạy ra làm người hòa giải. Lúc này, đám người Trung Gia Minh mới dừng tay. Bọn họ nhìn Tống Tinh Trì rồi lạnh lùng nói, hôm nay, chúng tôi bao chỗ này rồi, lập tức đuổi người bên trong ra ngoài. Nếu không chúng tôi sẽ đập câu lạc bộ của ông. Tống Tinh Trì khuyên nhủ, các cậu chủ à, hôm nay quả thực là có người đã bao trước rồi. Hôm khác các cậu lại tới đi, tôi sẽ miễn phí hóa đơn hôm đấy cho các cậu. Mọi người dĩ hòa vi quý được không? Cu, hôm nay chúng tôi phải bao chỗ này, đích thân cậu Sở ở Hoa Hải tới. Ông dám không nể mặt hả? Trung Gia Minh gào lên. Nhà họ Sở ở Hoa Hải. Vẻ mặt Tống Tinh Trì thay đổi. Không ngờ cậu chủ ở Thái Tử Đảng tại Hoa Hải cũng tới. Nếu như là ngày xưa, câu lạc bộ ám dạ sẽ đi ra nghênh tiếp. Nhưng tình hình hôm nay thì khác. Những người trong kia quá đáng sợ. Doãn Thiên Cửu vỗ vào mặt Tống Tinh Trì rồi lạnh lùng nói, tôi hỏi ông lần cuối, ông có nể mặt cậu Sở không? Mọi người đều nhìn về phía Tống Tinh Trì. Nếu Tống Tinh Trì nói không, hôm nay chắc chắn bọn họ sẽ phá câu lạc bộ ám dạ. Hôm nay không được. Tống Tinh Trì lạnh lùng từ chối. Được, đây là ông nói đấy nhá. Trung Gia Minh căm phẫn quát. Câu lạc bộ ám dạ không cần thiết phải tồn tại nữa. Doãn Thiên Cửu lập tức gọi điện thoại. Tôi là Doãn Thiên Cửu, dẫn nhiều người tới đây, đập câu lạc bộ ám dạ cho tôi. Ngay bây giờ, lập tức. Tống Tinh Trì lập tức phản bác, tôi xem các cậu ai dám đập câu lạc bộ của tôi nào. Các cậu có quyền gì? Ha ha, nói cho ông biết, ở tỉnh thành, chúng tôi chính là vua.
Mọi việc chúng tôi nói là được. Mấy người Trung Gia Minh, Phạm Tư Chiết ngang ngược cười nói. Thật là to gan, lúc nào thì tỉnh thành đến phiên các cậu làm chủ rồi hả? Bỗng nhiên, trong câu lạc bộ có một giọng nói lạnh lùng vang lên. À, còn có người không sợ chết hả? Dám đối nghịch với chúng tôi? Trung Gia Minh cười lạnh nói. Bọn họ ngược lại muốn xem là ai dám khiêu khích bọn họ. Thấy thế, Tống Tinh chỉ lập tức nói, các cậu chủ, tôi khuyên các cậu mau rời khỏi đây. Các cậu không trêu được vào những người bên trong đâu. Những người khác cũng phụ họa, đừng nói là cậu sợ ở Hoa Hải, ai tới cũng không được. Tất nhiên là bên phía câu lạc bộ ám dạ mong chuyện lớn hóa nhỏ, tốt nhất là không xảy ra xung đột. Nhưng càng khuyên thì mấy người Trung Gia Minh lại càng điên tiết. Ha ha, lại còn chúng tôi không trêu vào được hả? Thật là nực cười. Hôm nay bất luận là ai ở bên trong, tôi đều muốn đuổi đi. Đám người Trung Gia Minh có thái độ kiên quyết. Cộc cộc cộc, cùng với tiếng bước chân. Một đám người đã xuất hiện ở cửa câu lạc bộ. Kẻ nào đang gây sự? Vẻ mặt Trần Đằng u ám. Chính là chúng tôi đấy, làm sao? Có vấn đề gì à? Mấy người Trung Gia Minh hung hăng nói. Trông thấy mấy cậu thiếu gia hung hăng ngang ngược như thế. Đám người Trần Đằng thật sự là tức run người. Lúc nào thì Kim Lăng có bọn du côn ngang ngược này tồn tại vậy? Trần Đằng chất vấn Trương Kế Hàng. Là vấn đề của tôi. Trương Kế Hàng cúi đầu nói. Loại u nhọt này phải loại bỏ hết. Trần Đằng phẫn nộ nói. Khẩu khí lớn đấy nhỉ? Đây là ai thế? Sở Thiên Truyền cười lạnh nói, đi từng bước lên phía trước. Anh ta nhìn sang mấy người Trung Gia Minh rồi cười cười, các cậu cũng vô dụng quá nhỉ. Mấy người bình thường mà cũng không giải quyết được hả? Mấy người Trung Gia Minh cực kỳ xấu hổ, hận không thể tìm một cái lỗ rồi chui vào. Cậu là ai? Trương Kế Hàng lạnh lùng hỏi. Thân phận của cậu ấy mà nói ra, ông sẽ giật mình đấy. Nghe rõ đây, cậu chủ Sở, Sở Thiên Truyền kế của nhà họ Sở chuẩn hoàng tộc ở Hoa Hải. Người thừa Trương Đông Húc lập tức nói. Sợ chưa? Anh ta còn hỏi một câu. Nhưng mà mấy người Sở Thiên Truyền phát hiện, mấy người Trần Đằng trước mặt không hề có phản ứng gì. Điều này làm cho Sở Thiên Truyền rất tức giận. Nói ra tên và danh hiệu rồi mà vẫn không nhìn mình hả? Thế các cậu có biết chúng tôi là ai không? Trương Kế Hàng thình lình nói. Các ông là ai? Hình nhưng hơi quen quen. Đám người Trương Đông Húc nhíu mày. Đối với những sếp lớn ở tỉnh thành, ít nhiều cũng từng nhìn thấy qua màn ảnh hoặc trên báo. Nhưng hôm nay mấy người Trần Đằng lại mặc thường phục cực khiêm tốn, nhìn qua giống như người bình thường. Bọn họ chỉ cảm thấy quen mặt, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra là người nào. Sở Thiên Truyền cười lạnh nói, nào, nói đi các ông là ai, xem có dọa được bản thiếu không? Đúng, tôi cũng muốn xem các ông là ai, mau báo tên họ ra. Đám người Trung Gia Minh thúc giục. Bây giờ ở thành phố Kim Lăng, có ai có thể dọa được Sở Thiên Truyền không? Không có. Trước kia, Viên Sơn Hà và tập đoàn Tam Hưng có lẽ còn thế chống đối một chút. Những người khác thì bỏ đi. Thế thì các cậu hãy nghe rõ đây. Tôi là Trần Đằng. Trần Đằng tức giận nói. Trần Đằng là ai thế? Chưa nghe qua bao giờ. Đúng thế, Trần Đằng là cái quỷ gì? Đám người Trung Gia Minh đưa mắt nhìn nhau. Trong đầu không hề có kiến thức này. Nghe cho rõ đây, vị này là chủ tịch tỉnh Giang Nam, Trần Đằng. Tống Tinh chỉ ngứa mắt quá. Ông ta bổ sung ngay một câu. Oanh! Một câu nói như sấm sét giữa trời quang bổ xuống, toàn trường rúng động. Trung Gia Minh đã sững sờ. Trương Đông Húc đã sững sờ. Phạm Tư Chiết đã sững sờ. Tất cả mọi người đều sững sờ. Trong đầu Sở Thiên Truyền huỳnh một tiếng. Điếu xì gà trong miệng rơi xuống đất. Trần Đằng. Thế mà lại là lãnh đạo số một Trần Đằng. Tôi là phó chủ tịch tỉnh, Từ Văn Huy. Tôi là giám đốc công an tỉnh, Lý Vĩ Minh. Tôi là thị trưởng thành phố Kim Lăng, Trương Kế Hàng. Tôi là phó thị trưởng thành phố Kim Lăng, Dư Quân Phi. Tôi là cục trưởng cục công an thành phố Kim Lăng, Trương Đạc. Mọi người từng người ra mặt, chứng tỏ thân phận. Phốc, phốc, phốc. Sau khi đám người Sở Thiên Truyền nghe thấy những danh hiệu này, cả đám muốn hộc máu. Mấy người Trương Đông Húc nhún cả hai chân, toát mồ hôi lạnh. Lúc này lại có một nhóm người nữa đi ra.
Sở Thiên Truyền bọn họ nhận ra, kia là mấy người đi vào cùng Diệp Quân Lâm lúc đầu. Nghe nói có người gây sự hả? Tôi cũng tới góp vui. Tôi là tổng chỉ huy của 30 vạn đại quân quân khu Kim Lăng, Hướng Văn Quân. Phốc! Tôi là phó tổng chỉ huy quân khu Kim Lăng, Vương Triều Huy. Phốc! Tôi là tổng tham mưu trưởng quân khu Kim Lăng, Đống Lương. Phốc! Tôi là lữ trưởng quân đặc chiến quân khu Kim Lăng, Đinh Chí Viễn. Phốc! Tôi là quan chỉ huy của quân đoàn Thiên Long Viêm Hoàng Thiết Lữ, Long Giã. Phốc! Phù phù! Sau khi mấy người Long Giã cho biết thân phận, những cậu chủ như Sở Thiên Truyền không ai còn đứng vững. Ai nấy cũng như cả người, tất cả ngã quy dưới đất. Thậm chí mỗi người đều sợ đến mức đái ra quần. Đúng quần đã ướt hết, bốc ra hơi nóng, mỗi cỗ mùi khai đánh úp tới. Này này này! Có đánh chết thì đám người Sở Thiên Truyền cũng không ngờ, bọn họ lại gặp được những lãnh đạo cao cấp nhất của tỉnh Giang Nam. Lại còn tận mười mấy người nữa. Tất cả tập trung một chỗ. Đây là đã đụng chạm tới sự cấm kỵ lớn nhất rồi. Vư ư! Trương Đông Húc còn sợ đến nỗi miệng sùi bọt mép, cả người co giật. Mẹ nó dọa người quá đi. Đội hình hoành tráng này, ai tới cũng dễ xử. Cố tình bọn họ lại gặp phải. Sao lúc nãy ngu thế? Đối mặt với những sếp lớn này, bọn họ lại nói năng ngông cuồng, kiêu ngạo như vậy. Mỗi một câu, mỗi một hành động đều là đang tìm chết. Trong nháy mắt bọn họ đã hiểu, vì sao Tống Tinh Trình và đám quản lý thà đắc tội họ, cũng không thay đổi. Hóa ra người đã bao chỗ này hôm nay, họ không chọc vào được thật. Đây là chọc là ông trời a. Hu hu hu. Mấy cậu chủ tâm lý yếu đuối, sau khi gặp phải tình cảnh này thì đều sợ hãi. Mấy người Trung Gia Minh trực tiếp bị dọa cho khóc luôn. Trêu vào những người khác, còn chống lại được. Trêu vào những người này, ngay cả gia tộc cũng không còn. Nếu để cho trưởng bối trong nhà biết, đoán chừng sẽ đánh chết họ mắt. Sở Thiên Truyền cũng sợ hãi. Cả người từ trên xuống dưới bị mồ hôi lạnh làm cho ướt nhẹp. Nếu vừa mới tới Kim Lăng đã gặp chuyện, địa vị của anh ta trong nhà họ Sở ở Hoa Hải cũng sẽ hạ xuống. Thậm chí còn bị Sở Nhậm Hùng trách phạt. Ai mà ngờ được là, mấy vị cậu chủ ở Kim Lăng đều bị dọa cho tè ra quần, nằm trên mặt đất. Nếu để người người của tỉnh thành biết, chắc chắn sẽ ngạc nhiên đến rớt cằm. Mấy cậu ấm hàng đầu thế mà lại bị dọa thành như này. Nhưng mà người mà họ gặp phải là những sếp lớn này. Các cậu có biết người bên trong là ai không? Trần Đằng quát lớn. Người bên trong là... Lúc Trần Đằng đang định nói ra thì bị Long Giã cắt ngang, là người mà các cậu mãi mãi không đắc tội nổi. Đúng, người mà các cậu có như thế nào cũng không đắc tội nổi. Sau khi Trần Đằng phản ứng kịp, ông ta lạnh lùng nói. Trong suy nghĩ của mấy người Sở Thiên Truyền, người bên trong chắc chắn chính là ngang ngửa với nhóm người Trần Đằng. Chắc chắn là mình không đắc tội nổi. Nhưng họ nào ngờ, người bên trong là chiến thần Côn Luân, chiến thần bảo vệ Tổ quốc. Vị ấy là tồn tại ép ngang 18 nước. Nếu họ biết người mà họ vừa mới đắc tội, là tướng quân Côn Luân. Đoán chừng có vài người sẽ sợ chết khiếp. Xếp Trần, chuyện lớn hóa nhỏ, ngôn tình ngược. Long Giã ở bên cạnh nhắc nhở. Chủ yếu là Diệp Quân Lâm không muốn nói toạc ra. Trần Đằng gật đầu. Sau đó ông ấy lại nhìn về phía đám người Sở Thiên Truyền, mau đi đi. Nhưng từng người các cậu phải nhớ kỹ. Nếu lần sau còn hung hăng hồng hách như này, xem tôi sẽ xử lý các cậu thế nào. Tổng chỉ huy quân khu lại lạnh lùng nói, không được. Không thể tha cho họ dễ dàng như thế. Bảo phụ huynh của các cậu tới nhận. Trương Kế Hàng cũng đồng ý. Ừ, được đấy. Trẻ nhỏ làm sai, người lớn tới xin lỗi. Bình thường. Hả? Đám người Trương Đông Húc đều sợ hãi. Nếu như người của gia tộc biết bọn họ đâm đầu vào họa lớn, há chẳng phải bị đánh chết sao? Thư ký của Trương Kế Hàng lập tức liên hệ với phụ huynh của những người này. Không ai được bỏ đi trước. Trần Đằng bỏ lại một câu, liền cùng mọi người đi vào câu lạc bộ. Sở Thiên Truyền và mười mấy cậu ấm. Tất cả quỷ trên mặt đấy, bọn họ khóc không ra nước mắt. Chuyện xảy ra là chuyện không ai ngờ. Cúa đáng sọ. Chẳng mấy chốc, một đoàn xe đi tới. Phân biệt là nhà họ Trung, nhà họ Doãn, nhà họ Phạm, nhà họ Trương, các gia chủ của các gia tộc. Vừa nãy họ đã được giải thích về chuyện đã xảy ra. Những người này đều sợ chết khiếp.
Đám danh con này đắc tội ai không tốt, lại cứ phải đi đắc tội những người này. Người ta nói một câu, cả gia tộc đều đi tong. Sau khi xuống xe, các gia chủ của các gia tộc lớn ào ào xông về phía đám Trương Đông Húc. Bộp! Trương Đông Húc bị gia chủ nhà họ Trương đạp cho một cước bay đi mấy mét. Bóp! Bùm bùm bóp bóp! Những người khác cũng lần lượt chịu hành hung. Ai ya! Chẳng bao lâu sau, mấy người này bị đánh đến phát ra tiếng kêu thảm thiết như tiếng giết heo. Các vị gia chủ đều xông lên đánh rất hăng. Bắt được một người, liền hung hăng đánh, tuyệt đối không lưu tình một tí nào. Sở Thiên Truyền thấy các cậu ấm ở tỉnh thành bị đánh đến nỗi máu bắn tung tóe, anh ta cũng sợ chết khiếp. Nếu như người có tính khí nóng nảy như Sở Nhậm Hùng mà biết chuyện này, anh ta nghĩ anh ta phải một tháng không xuống được giường. Mau chạy! Sở Thiên Truyền và Tùy Tùng lặng lẽ trốn đi. Cuối cùng, các cậu ấm của tỉnh thành đều được xe cứu thương đưa đi. Chuyện này đã gây chấn động trong tỉnh thành. Mọi người đều phỏng đoán xem là đã xảy ra chuyện gì, nhóm cậu ấm tỉnh thành bị đánh tới nhập viện. Khi Sở Thiên Truyền trở lại Sơn Trang Hoàng Nguyên, Sở Nhậm Hùng rất ngạc nhiên. Sao mà về nhanh thế? Ông nội, bọn họ quá khoác lác, cháu nghĩ mình về trước thì tốt hơn. Dù sao thì ngày mai còn phải gặp mặt Tiêu Thắm, nếu bị nắm nhược điểm thì không hay. Sở Thiên Truyền sờ sờ cái mũi. Sở Nhậm Hùng nhìn anh ta với vẻ tán thưởng, ông ta nói, ừ, rất tốt. Đây mới là hậu duệ của nhà họ Sở ta, chơi thì được, nhưng phải biết thời cơ. Ông nội, cháu đi nghỉ ngơi trước đây, cháu hứa sẽ lấy trạng thái tốt nhất cho ngày mèo. Sở Thiên Truyền lấy cớ đi nghỉ ngơi. Anh ta đang vừa lo vừa sợ. Căn bản là không dám nói cho Sở Nhậm Hùng biết là mình đã chọc vào họa lớn. Giấu được thì cứ giấu đã. Nhìn Sở Thiên Truyền hót ha hốt hoảng rời đi. Quản gia của Sở Nhậm Hùng là Trương Thiên Nghỉ hoặc nói, ông chủ, hình như cậu chủ hơi không thích hợp. Tôi thấy sắc mặt sao lại trắng bệch thế kia, có phải là đã có chuyện gì không? Sở Nhậm Hùng lắc đầu, không đâu. Hơn nữa ở Kim Lăng mà chúng ta cũng có chuyện được á. Thế thì trái lại. Ai dám chọc vào nhà họ Sở ở Hoa Hải chứ? Quản gia cười nói. Sở Nhậm Hùng sờ râu, mỉm cười nói, thầy Thiên Truyền càng ngày càng hiểu chuyện, tôi vui mừng sâu sắc. Phải rồi, ông Trương bảo nhà họ Triệu chuẩn bị tốt vào, trưa mai tôi sẽ đến nhà xin kết thông gia. Vâng, ông chủ. Sở Thiên Truyền về đến phòng thì thấp thỏm không thôi. Bây giờ các sếp lớn của tỉnh Giang Nam đều nhớ mình rồi, nhà họ Sở mình tuyệt đối không thể sống yên ở Kim Lăng nữa. Nếu không thì chết như nào cũng không biết. Sở Thiên Truyền toát mồ hôi lạnh, Sở Cầm suy nghĩ, phải nghĩ cách để ông nội rút khỏi trận giành giật ở Kim Lăng. Trong câu lạc bộ ám giả, Diệp Quân Lâm chính thức trò chuyện với mấy người Trần Đằng. Sau khi chào hỏi khách sáo một lượt, Diệp Quân Lâm tỏ rõ mục đích, lần này tôi tới để thu dọn cục diện rối rắm của tập đoàn Tam Hưng và bè phái Viên Sơn Hà mà tôi gây ra. À, nếu anh Diệp thu dọn, thì chúng tôi là đủ rồi. Sao dám phiền anh chứ? Đám người Trần Đằng lo lắng sợ hãi. Không cần, chuyện này là tôi gây ra, vậy để tôi tới giải quyết đi. Diệp Quân Lâm kiên quyết. Còn nữa, tôi chuẩn bị phát triển tỉnh Giang Nam, từ khởi điểm là tập đoàn Vân Đình, làm một số đóng góp có lợi cho dân có ích cho nước. Thành tựu của Tô Hàng các ông cũng đã nhìn thấy rồi. Diệp Quân Lâm nói tiếp. Vâng, anh Diệp có bất cứ yêu cầu gì, chúng tôi sẽ làm ngay. Đám người Trần Đằng vừa nghe thấy Diệp Quân Lâm nói muốn phát triển tỉnh Giang Nam, họ rất là kích động. Đồng thời càng thêm kính nể Diệp Quân Lâm. Trên chiến trường dũng cảm giết địch, bảo vệ Hoa Hạ. Ở hậu phương, còn nghĩ tới nhân dân và Hoa Hạ. Tướng quân như này thật sự là ngàn năm mới có một vị. Tối hôm đó Diệp Quân Lâm từ chối thiết đãi, đặc biệt tới quân khu Kim Lăng ở cùng với các chiến sĩ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Quân Lâm nhận được điện thoại của Tiêu Thắm. Anh rể à, hôm nay em phải đi xem mắt rồi, lát nữa anh qua nhé, nếu không em không nắm chắc. Tiêu Thắm khẩn cầu. Yên tâm, có anh ở đây, không ai dám ép em làm việc mà em không muốn. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Anh dễ đối xử với em thật tốt, chắc chắn là anh không nỡ thấy em gả đi đúng không? Tiêu Thắm cười hì hì nói. Bởi vì em là em của Tử Nhiễm, thế nên không ai được bắt nạt em. Diệp Quân Lâm nghiêm túc nói. Ồ, là vì chị à, nhưng anh dễ này, anh chỉ cần quản em là được rồi.
mắt mát là có, nhưng Tiêu Thắm vẫn rất vui. 11 giờ, Ngôn Tình Hài. Hoàng Nguyên Sơn Trang. Nhà họ Sở đã chuẩn xong tất cả. Ngoài hai chiếc xe hơi ra, trong xe vệ sĩ phía sau còn chứa một hòm vàng bạc châu báu. Trong đó không thiếu những loại châu báu như Dạ Minh Châu. Nhà họ Sở ta tới cửa xin kết thông gia, hình thức. Nhất định phải lớn. Sở Nhậm Hùng sờ râu nói. Ông ta quay đầu nhìn một cái, ngạc nhiên nói, Thiên Truyền, cháu sao thế? Tối qua không nghỉ ngơi tốt à? Vành mắt đen nặng thế, mặt mày phờ phạc. Sở Thiên Truyền xấu hổ cười, vâng, cháu lạ giường, ngủ không quen. Kỳ thực là Sở Thiên Truyền sợ quá không ngủ được. Lo lắng hãi hùng cả đêm. Ha ha, không sao. Sau này nhà họ Sở đứng vững chân ở Kim Lăng, cháu phải ở đây một thời gian dài, sẽ quen thôi. Sở Nhậm Hùng vuốt râu cười, trong đầu hiện ra bản kế hoạch to lớn. Trong suy nghĩ của ông ta, Kim Lăng đã là miếng thịt bên mép của nhà họ Sở rồi. Sở Thiên Truyền sợ hãi. Còn bảo anh ta ở Kim Lăng trong thời gian dài bốn. Anh ta không dám ra khỏi cửa luôn ấy. Ông nội, cháu muốn trao đổi với ông chuyện này được không? Sở Thiên Truyền sờ đầu nói. Chuyện gì? Sở Nhậm Hùng hỏi. Ông nội, chúng ta rút khỏi Kim Lăng đi. Cũng đừng xin kết thông gia nữa. Không có tác dụng đâu. Nghe Sở Thiên Truyền nói xong, mắt Sở Nhậm Hùng nhìn thẳng luôn. Có chuyện gì, cháu nói rõ ra cho ông. Sở Nhậm Hùng phẫn nộ nói. Ông nội à, cháu thấy tỉnh Giang Nam không phải là miếng thịt béo, phát triển cái gì cũng đã bão hòa rồi. Không hề lọt được vào mắt nhà họ Sở ta. Và lại, cái cô Tiêu Thắm gì gì kia, ra thế rất bình thường, không xứng với cháu. Sở Thiên Truyền giải thích. Cháu thì biết cái gì? Sở Nhậm Hùng tức giận nói, sau khi Viên Sơn Hà và tập đoàn Tam Hưng ở Kim Lăng ngã đài, địa bàn trống ra rất lớn. Khả năng của nhà họ Sở ta ăn nhiều nhất chỉ mới được một nửa. Cháu bảo ông là cháu không để vào mắt ư hai thứ hai, muốn đứng vững gót chân ở Kim Lăng, thì nhất định phải nâng đỡ một con rối. Nhà họ Triệu là sự lựa chọn tốt nhất, nhất thiết phải là Tiêu Thám. Nhưng ông nội, ông không biết đâu, bây giờ ở Kim Lăng cá rồng lẫn lộn, quá rối loạn. Nếu nhà họ Sở chúng ta cứ cố đi vào, sợ là địch mắt 1000, ta mắt 800. Sở Thiên Truyền đã sợ thật rồi. Một khắc cũng không muốn tiếp tục ở lại Kim Lăng. Nhảm nhí, sao cháu không có một tí tự tin nào vậy? Ở Kim Lăng, nhà họ Sở ta còn sợ được hả? Ai có thể uy hiếp được chúng ta? Sở Nhậm Hùng đã tức giận rồi. Ông nội cháu. Được rồi, cháu đừng nói nữa. Ông không muốn nghe. Sở Nhậm Hùng gầm một tiếng. Xoạ Sở Thiên Truyền. Một lúc sau, họ đã đi tới trang viên nhà họ Triệu. Triệu Kiến Quốc, Ngô Mộc Lan cùng với tất cả thành viên nhà họ Triệu đều ra cửa nghênh đón. Chào lão thủ trưởng, nhiều năm rồi không gặp. Hai người Ngô Mộc Lan rất là hưng phấn. Sau khi Triệu Học Thành và Tiêu Nhược Mai nhìn thấy Sở Thiên Truyền, họ đều nở nụ cười. Rất là hài lòng với cậu con rể tương lai này. Sau khi Tiêu Thắm nhìn thấy Sở Thiên Truyền, cô cười lạnh nói. So với anh dễ thì còn kém xa. Còn có quầng mắt đen xì nữa chứ. Chắc chắn không phải người tốt gì. Sở Thiên Truyền vốn không thích lần đi xin kết thông gia này. Nhưng sau khi nhìn thấy Tiêu Thắm, hai mắt sáng lên. Sinh thế cơ bốn. Hoa Hải có rất nhiều người đẹp, nhưng so với Tiêu Thắm thì không ai bằng. Nghe nói Tiêu Thắm vẫn còn đang đi học. Đúng là quá tốt rồi. Lúc này, Sở Thiên Truyền đã thay đổi chủ ý. Lấy được Tiêu Thắm trước đã rồi nói sau. Về phần có ở lại Kim Lăng hay không, thì nghĩ cách khác. Mọi người nhà họ Triệu rất hài lòng với mối hôn sự này. Nhất là sau khi nhìn thấy người thật. Em gái à, coi như em lãi rồi, cúa xuất sắc. Mọi người thi nhau khen ngợi. Sở Nhậm Hùng hỏi han cặp vợ chồng Ngô Mộc Lan. Tuy chúng ta là tình bằng hữu, nhưng lần này nhà họ Sở tới xin kê thông gia, lễ nghi phải có không thiêu cái nào. Người đâu, đưa xính lễ lên. Sở Nhậm Hùng lệnh một tiếng. Vệ sĩ nhà họ Sở khiêng tất cả hòm tiền bạc châu báu vào nhà họ Triệu. Tiêu Thắm muốn ngăn, lại bị Tiêu Nhược Mai giữ lại. Triệu Kiến Quốc và Ngô Mộc Lan cười tươi như hoa. Nhà họ Sở chú trọng lễ nghĩa như này, chứng tỏ bọn họ coi trọng Tiêu Thắm, coi trọng nhà họ Triệu. Mời. Đoàn người Sở Nhậm Hùng được mời vào trong sơn trang nhà họ Triệu. Hai bên trò chuyện vui vẻ.
Lúc này, Sở Nhậm Hùng ra hiệu mọi người im lặng. Bây giờ, tôi muốn nghe ý của hai đứa trẻ. Thiên Truyền, cháu nói đi, cháu có ấn tượng thế nào với Tiêu Thắm? Sở Nhậm Hùng nhìn về phía Sở Thiên Truyền. Sở Thiên Truyền cười cười, ông nội, cháu rất hài lòng. Cháu đồng ý lấy Tiêu Thắm làm vợt. Wow! Người nhà họ Triệu kích động bật ra tiếng. Tốt quá rồi! Tiêu Thắm sắp trở thành con dâu nhà họ Triệu rồi. Nhà họ Triệu cũng sắp nước lên thì thuyền lên rồi. Sở Nhậm Hùng lại nhìn về phía Tiêu Thắm. Tiêu Thắm, ý cháu thì sao? Mọi người tập trung nhìn về phía Tiêu Thắm, mong chờ câu trả lời của cô. Cháu không đồng ý. Một âm thanh vang vọng khắp toàn trường. Hít! Mọi người đều kinh ngạc, âm thanh hít khí lạnh không dứt bên tai. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiêu Thắm với ánh mắt không thể tin nổi. Trong suy nghĩ của mọi người, đây là chuyện ván đã đóng thuyền. Sao Tiêu Thắm lại bỏ qua một người đàn ông hoàn hảo như này cơ chứ? Nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại. Ai cũng không ngờ. Tiêu Thắm lại từ chối luôn. Quan trọng là gia chủ nhà họ Sở chuẩn hoàng tộc ở Hoa Hải là Sở Nhậm Hùng đích thân tới nhà xin kết thông gia, bị từ chối tàn nhẫn. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, mặt mũi của nhà họ Sở còn để đâu được nữa. Từ khi Tiêu Thắm bắt đầu từ chối, tính chất của chuyện này đã thay đổi. Không chỉ là vấn đề hôn nhân của một mình cô, chuyện này đã trở thành vấn đề tranh đấu giữa hai gia tộc lớn. Nhà họ Triệu sẽ vì vậy mà trả giá thê thảm. Oe nhi! Sở Nhậm Hùng và Sở Thiên Truyền nhìn Tiêu Thắm với vẻ không thể tin nổi. Trong suy nghĩ của họ, Tiêu Thắm không thể từ chối. Cháu nói gì? Nói lại một lần nữa. Sở Nhậm Hùng hỏi. Cháu nói rồi, cháu không đồng ý. Thái độ Tiêu Thắm kiên quyết, thẳng thẳng từ chối. Cái gì? Tiêu Thắm cháu láo xược, cháu đang nói linh tinh gì thế? Triệu Kiến Quốc và Ngô Mộc Lan sốt ruột, hai người quát vào mặt Tiêu Thắm. Triệu Học Thành và Tiêu Nhược Mai cũng nói luôn, Tiêu Thắm, con làm cái gì vậy? Mau đồng ý đi, chuyện tốt không được từ chối. Triệu Học Dũng và Triệu Học Lương cũng lần lượt lên tiếng, đúng đấy, Tiêu Thắm à, chuyện này không được từ chối. Nhà họ Triệu chúng ta không thể từ chối. Mau đồng ý đi, em gái đừng làm chuyện hồ đồ. Mọi người nhà họ Triệu đều thúc giục nói. Nếu chuyện này mà làm tổn hại đến thể diện của nhà họ Sở ở Hoa Hải, nhà họ Triệu sẽ tiêu đời. Cho nên Tiêu Thắm bắt buộc phải đồng ý. Tiêu Thắm rơi hai hàng nước mắt, cô nhìn mọi người rồi hỏi, chẳng nhẽ cháu không quyền lựa chọn hôn nhân cho mình sao? Giờ đã là thời đại nào? Rồi, mà còn có chuyện tới nhà xin kết thông gia, đúng là một đám người cổ hủ. Nghe thấy câu này, sắc mặt Sở Nhậm Hùng u ám, thay đổi luôn. Tiêu Thắm nói câu này rõ ràng là đang nói ông ta là người cổ hủ. Mọi người đều đang nhìn sắc mặt của Sở Nhậm Hùng. Bọn họ đều thầm nghĩ tiêu đời rồi. Ngô Mộc Lan lại càng tức giận, bà ta hung hăng nói Tiêu Thắm, Tiêu Thắm, bình thường cháu có thể tùy hứng, bà nội đều chiều cháu. Nhưng hôm nay không thể theo cháu được. Đúng, không sai, hôn nhân của cháu không có quyền lựa chọn. Triệu Kiến Quốc thở dài nói, Tiêu Thắm, hôm nay cháu phải đồng ý. Không có từ chối, cháu phải hiểu cho nỗi khổ tâm của chúng ta. Người nhà họ Triệu dồn dập tỏ thái độ. Triệu Học Thành và Tiêu Nhược Mai nói, ông Sở, cậu Sở, chúng tôi đồng ý thay con gái. Con bé chắc chắc là đồng ý. Sở Nhậm Hùng lại khoát tay, không được, tôi muốn đích thân nghe con bé nói. Đúng, các người nói không tính. Sở Thiên Truyền cũng rất tức giận. Thế mà lại có người phụ nữ từ chối anh ta. Mọi người đều nhìn về phía Tiêu Thắm. Tiêu Thắm, mau đồng ý đi. Mọi người thúc giục. Trong lòng Tiêu Thắm rất rối rắm. Trong đầu lại hiện ra một bóng người. Khoan đã, ông nội bà nội, nếu em Tiêu Thắm không đồng ý, thì cần gì phải ép buộc. Tốt xấu gì nhà họ Triệu gia cũng là gia tộc lớn, há có thể gọi dạ bảo vâng như vậy chứ. Triệu Viễn lên tiếng. Biết thân phận của Diệp Quân Lâm, chắc chắn anh sẽ đứng chung một chỗ với Tiêu Thắm. Húa ông Hồ anh biết, nếu nhà họ Triệu có Diệp Quân Lâm. Vạn tộc tới chào mới phải. Sao có thể đến lượt một nhà họ Sở hét năm quát sáu? Cái gì, xem ra nhà họ Triệu có người không hài lòng với nhà họ Sở tôi. Chậc chậc, Sở Nhậm Hùng cười lạnh nói. Sở Thiên Truyền cũng bất mãn nói, xem ra, nhà họ Triệu có người không hài lòng với ông nội. Không phải đâu lão thủ trưởng, không ai dám bắt kính với ông,
dám bất kính với nhà họ Sở đâu. Ngô Mộc Lan và Triệu Kiến Quốc lập tức giải thích. Vả miệng. Quản gia Trương Thiên tức giận nói. Hả, Triệu Viễn Tự vả miệng. Ngô Mộc Lan phản ứng lại nghiêm khắc nói. Bà ta rất tức giận. Từ trước tới nay, Trước Viễn là đứa cháu làm bà yên tâm nhất trong số các đứa cháu. Nhưng không ngờ ở thời khắc quan trọng nhất, người làm ra chuyện điên rồi lại là Triệu Viễn. Triệu Viễn, bà quá thất vọng về cháu. Tự vả miệng đi. Ngay cả Triệu Kiến Quốc cũng nhìn Triệu Viễn với ánh mắt thất vọng. Triệu Viễn lắc đầu, quật cường nhìn mọi người rồi nói, ông nội bà nội, cháu nghĩ cháu không làm sai gì cả, thứ cho cháu không thể làm theo mệnh. Cháu còn chưa làm sai cái gì hay, cháu đã chống đối ông Sở, đây chính là lỗi. Ngô Mộc Lan quát, cháu chẳng thấy ông ta có cái gì, làm gì có ai xin kết thông ra mà ngang ngược như vậy. Coi Tiêu Thắm làm công cụ hả? Triệu Viễn ngắng đầu, quật cường nói. Tiêu Thắm cũng phụ họa, đúng, đúng thế, chẳng phải nhà họ Sở mạnh sao, tại sao chúng ta phải nghe lời ông Tam? Sở Nhậm Hùng nhìn biểu hiện của hai người, ông ta bật cười. Người trẻ tuổi, có lẽ các cậu không siêu nhưng chính vì nhà họ Sở mạnh hơn các cậu. Các cậu là bên yếu, tôi nói cậu sai, thì chính là cậu siêu. Sở Nhậm Hùng ngang ngược nói. Đúng, giờ là thời đại cá lớn nuốt cá bé. Nhà họ Sở mạnh, chúng ta nên ngoan ngoãn nghe lời. Ngô Mộc Lan bắt lực nói. Bà ta là người vợ sắt, cũng là người cực kỳ hiếu thắng. Nếu không phải là cuộc sống bức bách, bà ta có thể như này sao? Cho nên nói chúng ta yếu, vì thế chúng ta sai sao? Triệu Viễn hỏi. Đúng, đúng thế, cậu sai rồi, vả miệng, tôi không truy cứu nữa. Sở Nhậm Hùng nhìn anh như nhìn một con kiến hôi. Triệu Viễn lắc đầu, không được, tôi không thể thỏa hiệp. Tôi không xêu. Đúng, anh Viễn tôi không sai. Sao phải vả miệng? Tiêu Thắm cũng ủng hộ. Đừng nói là bọn họ có Diệp Quân Lâm chống lưng. Cho dù không có Diệp Quân Lâm, Tiêu Thắm cũng không đồng ý. Ngô Mộc Lan, Triệu Kiến Quốc, gia phong của nhà họ Triệu các người thật sự là làm tôi thấy nực cười. Sở Nhậm Hùng nhìn về phía hai người Ngô Mộc Lan. Hai người Ngô Mộc Lan thẹn quá hóa giận. Ngô Mộc Lan đi lên, tát bóp một cái vào mặt Triệu Viễn. Sau một cái tát, toàn trường cực kỳ yên tĩnh. Triệu Viễn nhìn Ngô Mộc Lan với vẻ mặt không thể tin nổi. Từ nhỏ tới lớn, Ngô Mộc Lan chưa từng đánh người. Nhưng hôm nay, dưới sự bức bách của nhà họ Sở, bà lại làm như vậy. 2. Mọi người nhà họ Triệu lần lượt thở dài. Nếu không phải vì nhà họ Triệu yếu, ai sẽ nhịn như này? Viễn, cháu phải hiểu cho bà nội. Ngô Mộc Lan nói nhỏ. Sau đó bà lại nghiêm khắc nhìn về phía Tiêu Thắm, Tiêu Thâm đồng ý. Hôm nay cháu không đồng ý cũng phải đồng ý. Đúng, đúng thế, cháu không có lý do để từ chối. Triệu Kiến Quốc cũng tức giận nói. Cứ ầm ĩ tiếp như này, Sở Nhậm Hùng sẽ giận thật mát. Thế thì nhà họ Triệu sắp tiêu đời rồi. Sở Nhậm Hùng và Sở Thiên Truyền hứng thú nhìn người nhà họ Triệu. Bọn họ rất hưởng thụ loại cảm giác chơi đùa người khác trong tiếng vỗ tay. Ai bảo họ mạnh? Tiêu Thắm, ý em thế nào? Sở Thiên Truyền mỉm cười hỏi. Từ chối. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Đi cùng giọng nói ấy. Diệp Quân Lâm đi vào giữa sân. Triệu Viễn và Tiêu Thắm nhìn thấy Diệp Quân Lâm thì hai mắt sáng bừng. Anh rẻ, anh tới rồi. Tiêu Thắm lập tức kích động chạy lên. Mọi người sững sờ. Diệp Quân Lâm tới rồi hả? Sau khi nhìn rõ Diệp Quân Lâm, sắc mặt Sở Thiên Truyền thay đổi. Mặc kệ Diệp Quân Lâm có thân phận gì, nhưng tối qua người có thể đi vào nơi đó, chắc chắn không phải người thường. Tầm mắt Diệp Quân Lâm rơi vào người Sở Nhậm Hùng. Hỏi, ông là người nói muốn đánh người hả? Sở Nhậm Hùng vẫn chưa để ý tới Diệp Quân Lâm, mà nhìn về phía Triệu Kiến Quốc và Ngô Mộc Lan dò hỏi, đây là ai? Cũng là con cháu nhà họ Triệu à? 2. Ngô Mộc Lan và Triệu Kiến Quốc thở dài, bất đắc dĩ gật đầu. Hành động này đã chứng minh Diệp Quân Lâm chính là con cháu của nhà họ Triệu. Tốt lắm, con cháu nhà họ Triệu đều không coi ai ra gì, vô pháp vô thiên như này hả? Sở Nhậm Hùng chợt cao giọng, gần như là phẫn nộ hét lên. Oanh! Giờ phút này, Ngô Mộc Lan và Triệu Kiến Quốc đều sợ hãi. Sở Nhậm Hùng đã tức giận rồi. Bọn họ hiểu tích cách của lão thủ trưởng này. Một khi ông ta tức giận,
ông ta sẽ làm thật. Nhà họ Triệu sắp gặp nạn rồi. Bọn họ căm phẫn nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Lúc đầu có một tên Triệu Viễn đã đủ phiền rồi. Bây giờ lại lòi ra một Diệp Quân Lâm. Tới để thêm dầu vào lửa đúng không? Diệp Quân Lâm bật cười, anh nhìn về phía Triệu Viễn rồi nói, vừa nãy là ông ta bảo vả miệng đúng không? Đi, trả lại ông ta một bạt tai. Triệu Viễn do dự. Đánh, đó là Sở Nhậm Hùng, mọi người nhà họ Triệu sẽ không để yên đâu. Không đánh, đây là mệnh lệnh của tướng quân Côn Luân. Trong lúc nhất thời, Triệu Viễn không biết phải làm sao. Người chấn động nhất vẫn là những người khác, bọn họ nhìn Diệp Quân Lâm với vẻ không thể tin nổi. Gì cơ? Anh ta lại bảo Triệu Viễn đánh Sở Nhậm Hùng bốn. Lá gan phải to cỡ nào hả? Ngay cả Sở Nhậm Hùng cũng sửng sốt. Đừng nói là tỉnh Giang Nam, cho dù là ở Hoa Hải. Cũng không có ai dám nói ngông cuồng với ông ta như thế. Càng đừng nói một tiểu bối. Triệu Viễn, ngắn ra đó làm gì? Tát ông ta đi, mệnh lệnh của tôi. Giọng điệu của Diệp Quân Lâm không cho phép nghỉ ngờ. Triệu Viễn vô thức thẳng người. Không xá gì nữa. Dù sao thì có xảy ra chuyện gì, đều có tướng quân Côn Luân chồng lưng. Hơn nữa, ở tại nhà họ Triệu, còn có thể để một người ngoài bắt nạt nữa sao? Triệu Viễn đột nhiên đi tới chỗ Sở Nhậm Hùng, tay phải đã đưa lên. Sở Nhậm Hùng đứng tại nơi đó, không thể tin nổi nhìn Triệu Viễn. Thằng danh này dám đánh mình thật sao? Triệu Viễn, cháu đang làm cái gì? Đám người Ngô Mộc Lan, Triệu Kiến Quốc đều xót ruột. Một đám người đi lên, gắt gao ngăn Triệu Viễn. Mọi người tránh ra. Sở Nhậm Hùng chợt quát. Hả? Đám người Ngô Mộc Lan cả kinh. Các người tránh ra, hôm nay Sở Nhậm Hùng tôi muốn xem kẻ nào dám động vào tôi. Sở Nhậm Hùng quát lớn. Ông ta không tin Triệu Viễn dám đánh ông ta. Má ấy, người Ngô Mộc Lan nào dám tránh. Nếu Triệu Viễn tát Sở Nhậm Hùng một cái thật, thế thì sao đây? Nhà họ Triệu không diệt vong mà được hả? Tôi nói lại lần cuối, tránh ra. Sở Nhậm Hùng quát. Ông ta lại nói với mấy tên vệ sĩ nhà họ Sở, các cậu cũng không được ngăn cản, tôi muốn xem cậu ta có dám đánh tôi không. Sở Nhậm Hùng đã tức giận. Người nhà họ Triệu đều sợ hãi, bọn họ ào ào tránh ra. Ngay cả vệ sĩ nhà họ Sở cũng lui ra một bên. Bọn họ tin chắc rằng Triệu Viễn không dám ra tay. Nếu anh ta ra tay, đầu anh ta có bệnh, là một tên đần độn ngu ngốc. Sở Nhậm Hùng ngoắc ngoắc tay với Triệu Viễn, nào, đánh tôi. Mọi người nhà họ Sở nhìn Triệu Viễn với vẻ trêu tức. Chắc chắn anh ta không dám ra tay. Nếu hôm nay cậu mà không đánh tôi sẽ gây sự với nhà họ Triệu. Sở Nhậm Hùng cố tình khích tướng. Tiêu, Triệu Viễn thực sự rất bối rồi. Tát ông ta. Giọng nói của Diệp Quân Lâm truyền đến. Trong mắt Triệu Viễn lóe lên tia sáng. Anh đột ngột đi lên trước, vung tay tát mạnh vào mặt Sở Nhậm Hùng. Bóp! Một cái tát hạ xuống, âm thanh vang dội vang lên, tất cả mọi người ở đây đều ngây ngắn cả người. Trong sân cực kỳ tĩnh lặng. Ngay cả tiếng hít thở cũng biến mất. Sở Nhậm Hùng bị đánh thì ngây ngắn cả người. Đứng yên tại chỗ không biết làm gì. À! Một lát sau, Sở Nhậm Hùng hét lên một tiếng đau đớn. Hít! Sau đó là tiếng hít khí lạnh của mọi người. Trên gương mặt của mỗi người đều là vẻ không thể tin gạch dưới nồi. Cú chấn động rồi đấy. Một tiểu bối của nhà họ Triệu, lại tát gia chủ nhà họ Sở chuẩn hoàng tộc ở Hoa Hải trước mặt mọi người. Ăn gan hùm mật gấu rồi. Đối với kiểu người này, bắt kính đã là xúc phạm. Nhưng không ngờ Triệu Viễn lại tát vào mặt. Phóc, Ngô Mộc Lan và Triệu Kiến Quốc khiếp sợ đến nỗi suýt thì hộc máu ngay tại chỗ. Triệu Viễn điên à, lại dám đánh Sở Nhậm Hùng. Tất cả người nhà họ Triệu đều không thể tin nổi mà nhìn Triệu Viễn. Trong ấn tượng của mọi người, Triệu Viễn là một đứa cháu có năng lực nhất và cũng nghe lời hiểu chuyện nhất trong đám con cháu nhà họ Triệu. Nhưng hôm nay thái độ khác thường. Như một kẻ điên. Diệp Quân Lâm bảo anh ta làm gì, anh liền làm đó hả? Triệu Viễn hỏng não rồi à? Mọi người nhà họ Sở còn khiếp sợ hơn. Tiểu bối nhà họ Triệu dám ra tay thật hả? Kẻ điên. Kẻ điên 100%. Trong suy nghĩ của họ, cho dù cho Triệu Kiến Quốc 100 lá gan, ông ta cũng không dám quát tháo Sở Nhậm Hùng một câu. Càng đừng nói đến chuyện tát vào mặt như này.
nhưng tiểu bối nhà họ Triệu đã làm thật rồi. Sở Nhậm Hùng ôm bên mặt sưng phù, không thể tin nổi nhìn về phía Triệu Viễn. Từng cơn đau rát như kim châm truyền tới, khiến cho gương mặt của Sở Nhậm Hùng dữ tợn. Cậu lại dám ra tay thật ư? Sở Nhậm Hùng bình thản nói. Nhưng bất cứ ai cũng biết ông ta đã tức giận rồi. Sở Nhậm Hùng là một người có tính tình nóng nảy. Ai đắc tội ông ta nhất định sẽ chiến đấu với kẻ đó đến hơi thở cuối cùng. Không phải ngươi chết thì chính là ta chết. Nếu không sẽ không dừng lại. Nhưng, một nhà họ Triệu nho nhỏ thì sao mà chống lại được nhà họ Sở? Sự khác biệt của con kiến và con voi. Triệu Viễn cũng biết chuyện này nháo lớn rồi. Nhà họ Triệu và nhà họ Sở nhất định phải có một nhà chết. Anh cũng cực kỳ căng thẳng. Lúc đang không biết trả lời thế nào. Diệp Quân Lâm đã mở miệng, ừ, đánh ông đấy thì sao? Cậu! Sở Nhậm Hùng đang định nói thì bị Diệp Quân Lâm ngắt lời. Ông cho người tát Triệu Viễn một cái, cậu ấy trả ông một bạt tai, công bằng ngay thẳng. Diệp Quân Lâm mỉm cười nói. Sở Thiên Truyền vẫn luôn ngang ngược, nếu trước kia mà gặp phải tình huống này, chắc chắn sẽ oán hận Diệp Quân Lâm. Nhưng hiện tại, anh ta không rõ thân phận chính xác của Diệp Quân Lâm, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Anh ta sợ Sở Nhậm Hùng biết chuyện tối hôm qua. Nghe thấy vậy, Sở Nhậm Hùng ha ha cười lớn, hay cho một cái công bằng ngay thẳng. Ông ta nhìn về phía Ngô Mộc Lan và Triệu Kiến Quốc, hai người đúng là dạy được hai đứa cháu ưu tú. Ha ha! Sở Nhậm Hùng trong cười giấu đau, đây là đang chiếm biếm bọn họ. Rất nhanh, ông ta đã chuyển hướng nói, ở thời đại này, phải có đủ thực lực mới có thể nói về công bằng ngay thẳng. Còn kẻ yếu, đã định trước là bị chèn ép. Triệu Kiến Quốc, Sở Nhậm Hùng tôi không ngại từ Hoa Hải tới Kim Lăng đến nhà xin kết thông gia, mặt lễ nghi đã cho đủ. Còn ông thì sao, cư xử với tôi như thế nào? Từ nay trở đi, nhà họ Sở và nhà họ Triệu đoạn tuyệt quan hệ. Không chết không ngừng. Sở Nhậm Hùng lạnh lùng nói. Sau khi Sở Nhậm Hùng tuyên bố quyết định, trên dưới nhà họ Sở đều náo động. Ai nấy đều sợ hão. Nhà họ Sở muốn không chết không ngừng với nhà họ Triệu. Ngày diệt vong của nhà họ Triệu sắp tới rồi. Sắc mặt mọi người trắng bệch như tờ giấy. Chính vì sự lỗ mãng của Diệp Quân Lâm và Triệu Viễn. Làm cho nhà họ Triệu sắp bị diệt tộc. Sở Nhậm Hùng nhìn Diệp Quân Lâm cười cười, người trẻ tuổi đúng là không biết trời cao đất dày. Giờ thì hay rồi, nhà họ Triệu vì các cậu mà sắp diệt vong. Ha ha ha, những người khác nhà họ Sở đều cười lên. Nhà họ Sở ở Hoa Hải là nhà mà một nhà họ Triệu nho nhỏ có thể khiêu khích sao? Giờ phút này, đối với mọi người nhà họ Triệu mà nói gần như là ngang với ngày tận thế. Nhà họ Sở ra tay, nhà họ Triệu không thể đỡ nổi. Diệp Quân Lâm cười cười, diệt nhà họ Triệu ư, ông nói khoác mà không biết ngượng. Triệu Viễn nghe Diệp Quân Lâm nói thế, nhẽ nhõm rồi. Mọi người nhà họ Triệu nhìn anh khó hiểu. Triệu Viễn điên rồi à? Nhà họ Triệu sắp đối mặt với mối nguy như này. Anh còn cười được. Thấy Diệp Quân Lâm còn dám cãi Sở Nhậm Hùng, Ngô Mộc Lan và Triệu Kiên Quốc định ngăn lại, Sở Nhậm Hùng khoát tay, không ai được nói chuyện. Nhóc con, cậu nghĩ nhà họ Sở tôi không diệt được nhà họ Triệu cậu hả? Sở Nhậm Hùng nhìn Diệp Quân Lâm chằm chằm rồi quát lên. Diệp Quân Lâm nhếch môi cười, nụ cười ý tứ sâu xa, từ giờ phút này trở đi, tôi sẽ ở nhà họ Triệu chờ. Ông có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào, gọi bao nhiêu người tới cũng được, không tiếp được coi như tôi thua. Nghe Diệp Quân Lâm nói xong, Sở Nhậm Hùng không giận mà cười. Ha ha ha, nhà họ Triệu có con cháu ngạo mạn như này, tôi bái phục đấy. Chọt, trong mắt Sở Nhậm Hùng lóe ra tia sáng. Được, nhà họ Sở tôi đồng ý. Tôi cho các cậu thời gian là một tuần lễ, các cậu có thể vận dụng quan hệ nhân mạch đều được, chuẩn bị cho kỹ. Đừng đến lúc đó lại nói tôi bắt nạt nhà họ Triệu. Sở Nhậm Hùng nói xong, toàn trường xôn xao. Vô hình chung, Sở Nhậm Hùng và Diệp Quân Lâm đã hẹn đánh một trận. Không hề bàn với người lo việc của nhà họ Triệu. Chúng ta đi. Sở Nhậm Hùng phát tay áo mà đi, vệ sĩ nhà họ Sở đi theo sau, kể cả xính lễ cũng mang về. Sau khi lên xe, Sở Nhậm Hùng đây tức giận. Bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên để cho một tiểu bối khiêu khích. Ông nội, chúng ta trở mặt với nhà họ Triệu, không tốt lắm nhỉ? Sở Thiên Truyền hỏi.
trong lòng anh ta vẫn luôn kiêng dè thân phận của Diệp Quân Lâm. Có gì mà không tốt, bây giờ không thể nâng đỡ nhà họ Triệu để họ làm con rối nữa rồi, nhà họ Sở chỉ có thể cứng rắn tiền vào Kim Lăng ăn miếng thịt kia thôi. 7 ngày sau, ông sẽ cho tất cả mọi người ở thành phố Kim Lăng biết, nhà họ Sở không dễ chọc, nhà họ Sở đã tới thì kẻ nào cũng phải nhường bước. Sở Nhậm Hùng lạnh lùng nói. Nhà họ Triệu, do phút này, im lặng như tờ. Ngô Mộc Lan và Triệu Kiến Quốc tê liệt ngồi dưới đất. Những người khác thì tuyệt vọng. Đã đắc tội con quái vật lớn như nhà họ Sở. Chẳng khác nào chỉ còn một con đường chết. Diệp Quân Lâm thì trái lại, anh vẫn điềm tĩnh xoa đầu Tiêu Thắm. Yên tâm đi, có anh rể ở đây, không kẻ nào dám bắt ép em làm chuyện mà em không muốn. Triệu Viễn mặt mày vui sướng. Thầm tham may mà có Diệp Quân Lâm ở đây. Nếu không chắc chắn hôm nay nhà họ Triệu sẽ bị nhà họ Sở ấn xuống đất mà bắt nạt. Về phần ước chiến của Diệp Quân Lâm và Sở Nhậm Hùng, anh càng không sợ. Nhà họ Sở đang đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng người nhà họ Triệu không hiểu được. Tiêu Nhược Mai và Triệu Học Thành phản ứng lại thì đi tới trước mặt Diệp Quân Lâm, nỗi giận nói, Diệp Quân Lâm, cậu là cái thá gì? Chuyện của nhà họ Triệu đến lượt cậu nhúng tay vào à? Hôn sự của con gái tôi cần cậu chỉ trỏ trỏ hả? Đúng, đúng thế, cậu là cái thá gì? Cậu cố tình đúng không? Đó nhà họ Sở ở Hoa Hải đấy. Chuẩn hoàng tộc nữa, ai cậu cũng dám đắc tội hả? Mấy người Triệu Học Lương cũng tức lắm rồi. Bọn họ trừng mắt nhìn Diệp Quân Lâm. Hận không thể xé anh. Triệu Kiến Quốc và Ngô Mộc Lan vẫn chưa trách mắng Diệp Quân Lâm đầu tiên mà nhìn về phía Triệu Viễn. Triệu Viễn, cháu giải thích đi, vì sao hôm nay cháu lại làm như vậy? Đúng, bình thường cháu là đứa tỉnh táo nhất, sao hôm nay lại như thằng điên vậy? Cháu có biết nhà họ Sở mạnh thế nào không? Gương mặt hai người lộ ra sự thất vọng sâu sắc. Lúc đầu họ định bồi dưỡng Triệu Viễn làm người nối nghiệp. Nhưng bây giờ, xem ta hoàn toàn không được. Đúng, con cho chúng ta một lời giải thích hợp lý đi. Ba nuôi cũng nhìn Triệu Viễn với vẻ không thể tin nổi. Nguyên nhân rất đơn giản, thứ nhất, nhà họ Triệu ta há có thể để bọn họ bắt nạt, thứ hai, nhà họ Sở ở Hoa Hải tới xin kết thông gia, nguyên nhân rất đơn giản, đó là mưu đồ khống chế sự phát triển của nhà họ Triệu ở Kim Lăng. Con tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Triệu Viễn ngắng đầu giải thích. Hồ nháo. Cháu sai lầm rồi, sai lầm lớn rồi. Triệu Kiến Quốc cũng không nhịn được nữa, bốp một cái tát vào mặt Triệu Viễn. Tuy bị đánh, nhưng Triệu Viễn vẫn quật cường như cũ. Cháu không xêu. Triệu Viễn tích cực nói, ông nội bà nội, ba, cho dù mọi người có đánh chết con cũng không sai. Hai. Ngô Mộc Lan thở dài, tức đến run cả người, mọi người vội vàng đỡ bà. Triệu Kiến Quốc giải thích, cháu tưởng chúng ta không nhìn ra mục đích của nhà họ Sở sao? Cháu tưởng chúng ta không biết nhà họ Sở đang ức hiếp chúng ta sao? Sau đó, ông lại nói kiểu khác. Nhưng chúng ta có cách gì đâu. Ở trước mặt nhà họ Sở, chúng ta chỉ như con kiến. Nói không hề phóng đại thì, nhà họ Sở chỉ cần động một đầu ngón tay là đã nghiền nát chúng ta rồi. Ngô Mộc Lan cũng tức giận nói, đúng thế, Viễn à, cháu thấy có khi nào mà bà nội cúi đầu chưa? Cháu tưởng bà cam nguyện gả Tiêu Thắm sang đó. Cam nguyện nghe lời nhà họ Sở ư, nhưng bà còn cách nào đây? Sự hùng mạnh của nhà họ Sở đã nằm ngoài dự liệu của tất cả chúng ta. Nếu nhà họ Triệu ta mạnh hơn nhà họ Sở, bà cần gì phải nhịn cục tức này? Bà đã đuổi nhà họ Sở ra ngoài từ lâu, cháu đang gặp rắc rối đấy. Bây giờ nhà họ Triệu tiêu rồi, tiêu thật rồi. Với tính cách của Sở Nhậm Hùng, một tuần sau nhà họ Triệu chắc chắn sẽ diệt vong, kết cục của chúng ta sẽ rất thảm rất thảm. Mọi việc đều do hai người ban tặng. Ngô Mộc Lan nhìn chằm chằm vào Triệu Viễn rồi hỏi, sao cháu lại nghe lời Diệp Quân Lâm như thế? Cậu ta bảo cháu đánh người là cháu liền đánh người hả? Cháu! Triệu Viễn không biết giải thích thế nào. Nhà họ Sở gọi người tát Triệu Viễn một cái, Triệu Viễn trả lại một cái thì có gì quá đáng. Lúc này, giọng nói của Diệp Quân Lâm vang lên. Ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn vào Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm, cậu có biết là cậu đã gây ra họa lớn rồi không? Ngô Mộc Lan hỏi. Là ai cho cậu quyền, cho cậu ước chiến với nhà họ Sở hả? Cậu chỉ là một người khác họ, chuyện của nhà họ Triệu liên quan đến cậu không? Triệu Đại Phi và Triệu Thanh Phong quát lên.
cậu có biết mình đã chọc vào họa lớn thế nào không? Nhà họ Triệu sắp bị hủy rồi. Chúng tôi rất có năng đều phải chết. Triệu Học Thành hận không thể tát cho Diệp Quân Lâm một cái. Bởi vì có liên quan với Tử Nhiễm, chỉ nên có liên quan đến tôi. Mọi người yên tâm đi, chuyện này tôi tự đến giải quyết. Vẻ mặt Diệp Quân Lâm tự tin. Tôi không quản được cậu, tôi sẽ gọi người tới quản cậu. Ngô Mộc Lan thở phì phì rời đi. Bà ta đã gọi điện thoại cho hai người Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan, nói cho họ biết chuyện này. Không tới hai tiếng sau, Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan cùng với Lý Tử Nhiễm đã chạy tới nhà họ Triệu. Chuyện này là thật sao? Sau khi biết chuyện này là thật, Lý Tử Nhiễm và Triệu Nhã Lan suýt thì ngất xỉu. Diệp Quân Lâm, cậu là đồ khốn. Cậu vừa tới tỉnh thành đã gây rắc rồi. Cậu làm cái gì thế? Cứ phải ép chết chúng tôi đúng không? Triệu Nhã Lan khóc không thành tiếng. Sắc mặt Lý Văn Uyên cũng cực kỳ u ám. Ngay cả Lý Tử Nhiễm cũng nhìn Diệp Quân Lâm với ánh mắt thất vọng. Vốn tưởng rằng anh tới tỉnh thành là để làm một số việc có ích. Không ngờ vừa tới anh đã mang họa về cho nhà họ Triệu. Chuyện này, anh cho em một lời giải thích. Lý Tử Nhiễm tức giận trừng mắt nhìn Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm ung dung nói, yên tâm đi, anh sẽ giải quyết chuyện này. Giải quyết, cậu lấy cái gì giải quyết? Lý Văn Uyên lập tức hoài nghi nói. Triệu Nhã Lan lại khóc rồi nói, cậu không thấy ngay cả nhà họ Triệu cũng sợ thành như này rồi sao? Cậu lấy gì giải quyết? Dựa vào cái một cái miệng hả? Sao anh lại như này, ở Tô Hàng không tốt sao? Cứ phải chạy tới tỉnh thành, giờ thì gây họa rồi. Lý Tử Nhiễm khóc không ra nước mắt. Một lúc sau, hai người Triệu Quân Phi và Trương Văn Thao đi tới. Sao lại thế này? Diệp Quân Lâm, chú làm sao vậy? Đắc tội nhà họ Sở ở Hoa Hải. Trương Văn Thao tức giận quát lên. Triệu Quân Phi lại càng chán ghét nhìn mấy người Lý Tử Nhiễm. Tôi đã nói sớm rồi mà, các người tới thì chẳng có chuyện gì tốt. Anh dễ không có cách gì à hai? Mấy người Triệu Đại Phi lập tức đi tới trước mặt Trương Văn Thao. Trương Văn Thao trầm mặt, tôi vừa mới tìm hiểu thông tin, nhà họ Sở ở Hoa Hải muốn ra tay hết sức. Làm gì có cách gì được, ở tỉnh thành, nhà họ Trương chúng tôi còn dễ nói, nhưng các cậu lại cứ phải đi đắc tội nhà họ Sở chuẩn hoàng tộc ở Hoa Hải làm cái gì. Que nhồ, đối với người nhà họ Triệu mà nói thì đây là một tin cực kỳ tuyệt vọng. Vốn dĩ, chỗ dựa lớn nhất của nhà họ Triệu là Trương Văn Thao. Trương Văn Thao không được, thì không ai được. Nhưng mà, Triệu Viễn là làm sao? Bình thường là một người khá thông minh, sao hôm nay lại như thằng ngốc vậy? Chẳng nhẽ cậu không biết thân phận của Sở Nhậm Hùng sao? Còn dám đi lên bạt tai người ta, đầu bị nước vào à? Trương Văn Thao cũng giũa cho Triệu Viễn một trận. Nhưng quả thực là chuyện đã nháo lớn rồi. Chuyện Sở Nhậm Hùng bị Triệu Viễn tát, đã truyền ra ngoài. Đây là vấn đề thể diện. Nếu Sở Nhậm Hùng mà không trả thù, sau này lăn lộn thế nào được nữa đây? Cho nên Sở Nhậm Hùng nhất định sẽ ra tay với nhà họ Triệu. Tôi không nghĩ tôi đã làm sêu nhà họ Sở bắt nạt chúng ta, tôi không chịu được. Triệu Viễn lại nhìn về phía Diệp Quân Lâm rồi nói, huống hồ tôi nghĩ có tôi và anh rể Diệp ở đây, chuyện này nhất định sẽ được xử lý thôi. Diệp Quân Lâm rất là tán thưởng thái độ kiên quyết của Triệu Viễn. Nhà họ Triệu thiếu người như này. Hừ, chú còn khoác lác hả? Đúng là, tiền đồ của chú rất ổn. Nhưng đây là nhà họ Sở ở Hoa Hải, ai mà đối phó được? Cho dù có là Viên Sơn Hà và tập đoàn Tam Hưng trước kia cũng không có cách nào đối phó được. Hai người giống như chó điên ấy, lại còn ước chiến với nhà họ Sở, các chú lấy cái gì ước chiến với người ta? Trương Văn Thao thở phì phò nói. Triệu Viễn có hơi sốt ruột nói, sao mọi người không tin tôi? Yên tâm đi, chuyện này chắc chắn sẽ được giải quyết ổn. Ai sẽ tin chú? Trương Văn Thao trừng mắt nhìn anh một cái. Trương Văn Thao đi tới trước mặt Ngô Mộc Lan và Triệu Kiến Quốc rồi nói, ông nội bà nội, chuyện này cứ giao cho cháu. Cháu sẽ vận dụng tất cả lực lượng tới ứng đối kiếp nạn lần này. Được, Văn Thao, lần này phải dựa vào cháu để xoay chuyển tình thế rồi. Chúng ta thực sự là không còn cách nào khác. Hai người Ngô Mộc Lan nói. Nhưng mà ông nội bà nội cũng đừng hy vọng quá nhiều. Nói thế nào thì nhà họ Sở quá mạnh, việc mà cháu có thể làm chỉ là giảm thiểu thiệt hại thôi, tốt nhất là bảo vệ được cả nhà họ Triệu. Nhưng cái gì nên bỏ thì vẫn phải bỏ.
Trương Văn Thao ý trên mặt chữ, đó là giữ lại Tỉnh Hoa nhà họ Sở. Còn những người như Triệu Viễn, Diệp Quân Lâm thì phải từ bỏ rồi. Tốt quá, chúng ta không cầu trở ra hoàn hảo, chỉ cầu có thể giảm ít tổn thất. Trương Văn Thao thở dài một cái rồi nói, ông nội bà nội nhìn rõ nhá, thời điểm máu chốt vẫn phải dựa vào cháu. Ngô Mộc Lan vội vàng gật đầu, đúng, Văn Thạc, có dựa được vào cháu thôi. Những người khác đều là một đám vô dụng. Trương Văn Thao nhìn Triệu Nhã Lan và Lý Văn Uyên rồi nói, ông nội bà nội, khi đó cháu đã nói với hai người, gia đình này không cùng đẳng cấp với nhà họ Triệu, cho bọn họ trở về sẽ chỉ thêm phiền phức cho nhà họ Triệu. Ông bà không nghe cháu. Ngô Mộc Lan hung hăng trừng mắt nhìn mấy người Triệu Nhã Lan, Văn Thao à, ông nội bà nội đã không nhìn xa trông rộng, bây giờ chúng ta cũng hối hận. Biết sớm thì gọi họ tới làm cái gì chứ? Triệu Nhã Lan đã khóc thành người nước mắt rồi. Khó khăn lắm mới được nhà họ Triệu tiếp nhận. Bởi vì Diệp Quân Lâm làm hỏng việc. Diệp Quân Lâm, đời trước tôi đã nợ cậu cái gì? Sao lại tới trả thù chúng tôi như vậy? Lý Văn Uyên cũng lau nước mắt. Bố mẹ, hai người đừng buồn nữa, có lẽ con có thể bảo Tử Tình xin ông chủ của tập đoàn Vân Đình giúp đỡ. Đúng rồi, vừa khéo Quân Lâm là nhân viên của tập đoàn Vân Đình, anh ấy sẽ không thấy chết không cứu đâu. Lý Tử Nhiễm nói. Nghe thấy vậy, hai mắt Lý Văn Uyên sáng lên, đúng rồi, ông chủ tập đoàn Vân Đình rất lợi hại. Có anh ta giúp đỡ, chắc chắn là giải quyết được. Lý Văn Uyên lập tức chạy tới trước mặt Ngô Mộc Lan và Triệu Kiến Quốc rồi nói, bố mẹ, hai người đừng giận, Tử Nhiễm quen một nhân vật rất giỏi, có thể giải quyết chuyện này. Chú có bảo đảm được là chắc chắn có thể giải quyết chuyện này không? Trương Văn Thao chất vấn. Cái này. Lý Văn Uyên do dự. Ha ha, với thân phận của mấy người thì có thể quen biết được nhân vật lợi hại gì chứ? Chọc cười, chỉ cần là trong tỉnh Giang Nam, thì không một ai có thể chống lại nhà họ Sở. Trương Văn Thao gào lên. À, nhà họ Sở khủng bố thế cơ à? Hầu kết của Lý Văn Uyên trượt trượt, ông ta hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Mau cút đi, thật là mất mặt. Ngô Mộc Lan không muốn nhìn thấy mấy người Lý Văn Uyên thêm một phút nào nữa. Nghĩ tới điều gì đó, Ngô Mộc Lan không nhìn được nói, đúng rồi, một tuần này gia đình anh chị không ai được ra khỏi nhà họ Triệu một bước. Các cháu phải trông cho bà. Vâng ạ. Mấy người Triệu Đại Phi hô lên. Hả? Sắc mặt của ba người Lý Tử Nhiễm lập tức trắng bệch. Ngô Mộc Lan muốn cầm chân họ. Chắc chắn là xử lý xong chuyện này, mới cho họ rời đi. Thậm chí có thể nói bọn họ là vật hy sinh. Giờ phải làm sao đây? Lý Tử Nhiễm đang lo lắng còn phải đi làm nữa. Chị Tử Nhiễm, nếu đi làm thì làm việc từ xa đi. Đắc tội rồi. Cuối cùng, mấy người Lý Tử Nhiễm đã bị nhốt hết ở nhà họ Triệu. Diệp Quân Lâm, cậu hãy nhìn chuyện tốt mà cậu làm đi. Cậu còn gì để nói nữa không? Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan nhìn Diệp Quân Lâm chằm chằm, rồi quát. Bố mẹ, hai người cứ coi như đang đi nghỉ phép đi, một tuần sau, vui vẻ về Tô Hàng không tốt sao? Diệp Quân Lâm thần thái thoải mái bình tĩnh, giống như đang đi nghỉ phép vậy. Diệp Quân Lâm, lúc này mà anh vẫn còn đùa được ai? Lý Tử Nhiễm gắt. Ngoài mặt tuy Lý Tử Nhiễm hung dữ với Diệp Quân Lâm. Nhưng sau khi hai vợ chồng Lý Văn Uyên rời đi, Lý Tử Nhiễm lập tức nói, ông xã, em hiểu anh vì Tiêu Thắm nên mới làm như vậy. Rất tốt, có em hiểu anh. Diệp Quân Lâm cười nói, anh không sợ không giải quyết được chuyện này, anh sợ nhất là không ai hiểu và thất vọng. Nhưng lần này nháo lớn thật rồi đấy, chuyện này anh không giải quyết được. Lý Tử Nhiễm nhíu mày. Yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho anh. Diệp Quân Lâm cười cười. Anh xử lý thế nào? Bây giờ chúng ta còn không ra khỏi nhà họ Triệu được. Sao mà nghĩ cách được đây? Lý Tử Nhiễm bối rồi. Diệp Quân Lâm tươi cười sán lạn, em yên tâm, nhà họ Triệu anh muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Anh lại muốn xem ai dám ngăn anh. Triệu gia vì phòng đoàn người Diệp Quân Lâm rời đi, nên giam cầm họ ở một căn biệt thự, có hơn vài chục vệ sĩ canh cửa. Diệp Quân Lâm cứ thế nghênh ngang đi tới cửa biệt thự, mười mấy tên vệ sĩ lập tức xông tới. Không được, anh không thể đi, cứ yên ổn mà ngồi yên đít. Tên vệ sĩ cầm đầu tức giận nói. Tôi càng muốn đi thì thế nào? Diệp Quân Lâm cười nói. Anh cứ thử xem L. Một đám hung ác nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm, chỉ cần anh có hành động dị thường,
bọn họ sẽ không chút nể mặt mà bắt giữ anh lại. Ai cho phép các người quyền hạn chế tự do của người khác? Diệp Quân Lâm nói. Vì nơi này là Triệu gia, mọi chuyện anh phải nghe theo Triệu gia. Trừ biệt thự ra, thì anh không thể đi nơi khác. Hiểu chưa? Tên vệ sĩ cảnh cáo nói. Diệp Quân Lâm nhếch miệng cười một nụ cười quái dị, phàm là mặt trời mặt trăng chiều tới, sông nước chảy được, không có nơi nào mà Diệp Quân Lâm tôi không được đi cả. Tránh rét! Anh! Các vệ sĩ không những không lùi bước, mà còn tiến lên. Phanh! Diệp Quân Lâm đột nhiên hành động, chỉ thấy bóng thoáng qua. Nhanh chóng đi qua mấy chục người. Thình thịch! Những người này đều lãnh phải một đòn hiểm, ngã xuống trên mặt đất. Bọn họ đều do Triệu gia dùng chi phí cao thuê tới bảo vệ. Nhưng Diệp Quân Lâm là chiến thần Côn Luân, trên chiến trường một người địch van quân tiên phong. Làm sao những người này có thể động tới được? Lý Tử Nhiễm nhận ra có chuyện, khi chạy tới, chỉ thấy một đám người ngã trên mặt đất kêu la đau đớn. Diệp Quân Lâm còn chưa biết đã đi đâu. Anh ấy gây ra sao? Lý Tử Nhiễm trừng to mắt, tràn đầy vẻ không tin tưởng. Chuyện Diệp Quân Lâm chạy trốn, rất nhanh toàn bộ Triệu gia đều biết. Triệu Kiến Quốc cùng Ngô Mộc Lan nắm tay tới. Các người giáo dục thật tốt nha. Ngô Mộc Lan trừng mắt nhìn hai người Lý Văn Uyên tức giận nói. Ba mẹ, chúng con không biết, chuyện Diệp Quân Lâm bỏ trốn chúng con thực sự không biết. Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan khóc không ra nước mắt. Ngô Mộc Lan hừ lạnh nói, hiện tại làm sao đây? Nó đi thế sẽ không quay lại. Triệu Học Hành, Triệu Học Lương cũng sôi nổi bàn tán, đúng vậy, nó chắc chắn chạy mất. Đem cục diện rối rắm này vứt lại cho Triệu gia. Rõ ràng tên nhóc này khơi mào tại họa rồi bỏ đi. Thật đáng giận. Anh ấy sẽ không chạy. Lý Tử Nhiễm, Tiêu Thắm cùng với Triệu Sa ba người cùng một lời. Tiêu Thắm cùng Triệu Sa biết rõ thân phận Diệp Quân Lâm. Đến cả Lý Tử Nhiễm đơn thuần cũng tin tưởng nhân phẩm của Diệp Quân Lâm, anh sẽ không mặc kệ mình mà bỏ đi. Hừ, ta không nghĩ ra các người sao lại bênh vực Diệp Quân Lâm. Ngô Mộc Lan cùng mọi người Triệu gia đều không tin tưởng nhìn ba người Tiêu Thắm. Ô, Tiêu Thắm cùng Triệu Sa liếc nhau. Rốt cuộc hai người cũng không thể nói gì được. Đây là chuyện tuyệt mật quân sự cấp cao nhất. Lý Tử Nhiễm ngước đầu nói, bởi vì anh ấy là chồng Connell. Sau khi Diệp Quân Lâm rời đi, anh tới câu lạc bộ ám giả. Bốn người Thanh Long, Bạch Hổ, Kỳ Lân cùng với Chu Tước đã tới đây. Tướng quân, căn cứ chúng ta điều tra đã phát hiện, tình thành gần đây đã hung hăng ngang ngược đoạt đi địa bàn của các nhóm thế lực gia tộc, đều là có người ở sau lưng. Nói thẳng ra, chính là nhóm thế lực tỉnh ngoài coi trọng Kim Lăng xem đây như cục thịt mỡ. Lý do sở ra ở Hoa Hải đã tới Kim Lăng, là muốn thông qua việc khống chế Triệu gia, để đạt được mục đích cắm rễ Kim Lăng. Chu Tước nói rõ tình báo. Diệp Quân Lâm lấy ra một điều thuốc, cười nhạt, những thứ có lòng dạ đen tối kia, sẽ liên lụy dân chúng, không biết sẽ chết bao nhiêu người vô tội. Chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh trước mặt tôi. Đã giỏi. Cả bốn người đều đồng loạt gật đầu. Đem các gia tộc tỉnh thành gần đây gây chuyện liệt kê ra, tôi chuẩn bị giải quyết một lần. Diệp Quân Lâm nói. Dạ, tướng quân, tôi lập tức đi chuẩn bị. Chu Tước nói. Sau khi Chu Tước đem danh sách liệt kê ra, Kỳ Lân lấy danh nghĩa Lục Nam Hiên mời mọi người tham dự tiệc tôi, địa điểm để bọn họ tự định. Diệp Quân Lâm lại dặn dò Kỳ Lân. Kỳ Lân gật gật đầu. Hôm nay, có hai tin tức bùng nổ truyền khắp tỉnh thành. Thứ nhất, Triệu gia cùng Sở gia ở Hoa Hải giao hẹn với nhau, trong một tuần hai bên có một trận tử chiến. Thứ hai, tập đoàn Vân Đình Lục Nam Hiên đi đến tỉnh thành. Hơn nữa mời các gia tộc thế lực lớn của tỉnh thành tham gia tiệc tối. Chuyện Triệu gia cùng Sở gia ở Hoa Hải, đối với mọi người mà nói, không có gì phải bàn. Một tuần sau, Triệu gia sẽ bị xóa số khỏi tỉnh thành. Nhưng phó lãnh đạo tập đoàn Vân Đình lại đột nhiên tới tỉnh thành, đây là chuyện mọi người không kịp phòng. Mọi người đều không hiểu. Đặc biệt, nhóm các thế lực lớn được mời lại càng khó hiểu. Không rõ tập đoàn Vân Đình muốn làm gì. Các thế lực khắp nơi thương lượng với nhau. Mọi người đưa ra kết luận, tập đoàn Vân Đình tới tỉnh thành để phân địa bàn. Không thể, tập đoàn Vân Đình đừng nói là ăn một miếng thịt ở tỉnh thành, một ngụm canh cũng không có mà uống. Đúng, không sai, Tô Hàng chúng ta không động vào, nhưng tỉnh thành đừng mơ động vào.
các thế lực tỉnh thành cực kỳ đoàn kết. Đặc biệt, phe phái Viên Sơn Hà cùng tập đoàn Tam Tinh luôn có kết nối vững chắc. Cục thịt mỡ này, bọn họ không cho bất kỳ kẻ nào nhúng chàm. Ai muốn động, bọn họ sẽ liều mạng. Tập đoàn Vân Đình thực sự quá khờ a, địa điểm còn do chúng ta định. Muốn chết sao? Thật ngu ngốc, mở tiệc còn mời chúng ta tới, ha ha. Chỉ bằng chúng ta định tiệc tối tại câu lạc bộ Thiết Huyết đi. Các thế lực đều cười. Bởi vì câu lạc bộ Thiết Huyết, kỳ thật là thế lực ngầm lớn nhất của tỉnh thành. Bên trong vô cùng lợi hại, nhiều cao thủ hắc quyền. Có thể nói cao thủ đứng đầu trong châu Á các nơi đều ở đây. Bọn họ muốn đem tiệc tối bó trí thành hồng môn yến. Mọi người đã thỏa thuận ổn thỏa, ba ngày sau đè chết tập đoàn Vân Đình ở câu lạc bộ Thiên Huyết. Bọn họ muốn đánh chết Lục Nam Hiên kia. Các anh em, đến lúc đó từng người lấy ra át chủ bài mạnh nhất đến, cho bọn họ biết cái gì gọi là địa đầu xà. Chắc chắn, tuyệt đối không để cho tên gia hỏa kia còn sống mà rời khỏi tỉnh thành, cũng không dám có ý đồ tới tỉnh thành. Mọi người rất mong chờ ba ngày sau cảnh tượng tập đoàn Vân Đình bị cả ngàn người vây quanh. Trong Triệu gia vẫn u ám như cũ. Mọi người cũng không buồn ăn cơm tôi. Mọi hy vọng đều đặt trên người Trương Văn Thao, nhưng quá xa vời. Gia gia của Trương Văn Thao đã rút lui, cũng thấp cổ bé họng. Cho dù nhân mạch Trương gia không kém, nhưng Trương gia vì chuyện này đi đắc tội vương tộc Sở gia ư. Nghĩ đến chuyện gì đó, Ngô Mộc Lan nhìn chằm chằm Lý Tử Nhiễm cùng Tiêu Thấm hỏi, các người nói hắn sẽ trở về sao? Người đâu? Tiêu Thắm không biết phải trả lời ra sao. Bà ngoại, người yên tâm, Quân Lâm sẽ về, chuyện này anh ấy làm, anh ấy sẽ giải quyết. Lý Tử Nhiễm vô cùng chắc chắn nói. Cô mới nhận được tin tức từ Phương Tử Tình, tập đoàn Vân Đình là Lục Nam Hiên đang tới tỉnh thành. Lý Tử Nhiễm định liên hệ anh ta nhờ giúp đỡ. Cho nên cô tin tưởng. Ha ha, em gái à, em không tin tên đàn ông kia chạy trốn, nói thật, anh đã cho người tìm rồi. Ở tỉnh thành không hề có tung tích của nó. Lúc đầu người nhà họ Diệp đã đi tìm một vòng rồi. Nhưng không hề thấy tung tích của Diệp Quân Lâm. Chắc là cậu ta đã bỏ chạy rồi ra khỏi tỉnh thành từ lâu rồi, các người vẫn ở đấy mà chờ đợi ngu ngốc. Triệu Đại Phi vô tình nói. Ngay cả Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan cũng nói, con gái à, đến giờ này rồi mà con vẫn còn ôm ảo tưởng sao? Chắc chắn là cậu ta đã chạy rồi. Chắc chắn là thế, nếu không đang êm đẹp cậu ta chạy cái gì chứ? Bố mẹ, Quân Lâm là người như nào hai người không phải không biết? Lý Tử Nhiễm giải thích. Tình hình lần này giống được à? Đẳng cấp như nhà họ Sở ở Hoa Hải, chúng ta lấy cái gì để giải quyết? Nếu mẹ mà là cậu ta, mẹ cũng chạy rồi. Đúng, đúng thế. Nếu không tin thì con cứ chờ mà xem. Xem cậu ta có xuất hiện không? Triệu Nhã Lan tức giận nói. Hai vợ chồng này đã nhận định là Diệp Quân Lâm đã bỏ chạy. Gương mặt Lý Tử Nhiễm xoẹt qua một tia khó xử. Đúng là, đối thủ lần này rất mạnh. Bất kỳ ai cũng khó ngăn. Nói thế nào thì nhà họ Sở ở Hoa Hải cũng là nhà chuẩn hoàng tộc, là một tồn tại ở một cấp bậc khác rồi. Nhưng cô tin Diệp Quân Lâm tuyệt đối sẽ không vì nhà họ Sở quá mạnh mà bỏ chạy. Ông xã, anh đi đâu rồi? Anh mau về đi, tới đây xóa tan nghi ngờ của mọi người đi. Hiện tại Lý Tử Nhiễm rất muốn nhìn thấy Diệp Quân Lâm xuất hiện. Tốt nhất là giáng lâm như thần tiên ấy, giải quyết chuyện này luôn. Nhưng mà ngày hôm sau Diệp Quân Lâm vẫn chưa xuất hiện. Ngày hôm sau, Diệp Quân Lâm vẫn chưa xuất hiện như cũ. Trong thời gian này ngay cả một tin tức cũng không có. Lý Tử Nhiễm gọi điện thoại thì đầu bên kia toàn tắt máy. Lúc này, ngay cả Lý Tử Nhiễm cũng luống cuồng rồi. Lẽ nào Diệp Quân Lâm đã bỏ chạy thật rồi sao? Nhưng trong lòng cô vẫn kiên trì tin tưởng Diệp Quân Lâm không chạy, anh ấy có thế nào thì đức hạnh của anh ấy là không thể chê được. Nhìn đi, Diệp Quân Lâm vẫn không xuất hiện, các người thì vẫn đợi chờ trong ngu ngốc, người đâu hả? Bây giờ điện thoại đã tắt máy rồi, đây không phải là chạy thì là cái gì? Mọi người nhà họ chịu cật lực châm biếm. Vừa nãy tôi đã cho người tìm một lượt ở Tô Hàng, không hề nhìn thấy tung tích của Diệp Quân Lâm, cậu ta đã chạy thật rồi đấy. Triệu Học Thành cười khẩy rồi nói. Lúc này Triệu Viễn cắt lời, ngày thường mọi người nên làm gì thì cứ làm như thế đi. Anh dễ Diệp chắc sẽ xuất hiện, ngoài ra, chuyện này sẽ được giải quyết. Triệu Viễn vừa nói ra lời này, mọi người đều sửng sốt.
Nhát là Ngô Mộc Lan, bà ta nhìn chằm vào Triệu Viễn với ánh mắt không thể tin nổi, rồi hỏi, ý cháu là chúng ta đang lo bỏ trắng răng hả? Triệu Viễn lắc đầu, bà nội, cháu chỉ nói là anh rể Diệp sẽ quay về, mọi người nói những cái này cũng không có tác dụng gì. Chỉ bằng cứ sinh hoạt bình thường như ngày thường thôi. Bóp! Đột nhiên Ngô Mộc Lan tát Triệu Viễn một cái. Lanh lảnh vang dội, cực kỳ chấn động. Lần trước Ngô Mộc Lan tát Triệu Viễn là bởi vì nguyên nhân nhà họ Sở, không phải là ý của bà ta. Nhưng hôm nay bà ta đã chủ động bạt tai đứa cháu mà bà ta trọng vọng nhát. Bà nội bà! Triệu Viễn ôm má, nhìn Ngô Mộc Lan với ánh mắt khó tin. Sao cháu lại nói được câu này vậy? Nếu không phải tại cháu và Diệp Quân Lâm, nhà họ Triệu có đi tới bước đường này không? Bây giờ các cháu đã gây ra họa lớn, cháu lại vẫn nói với cái giọng này, gì cơ? Cháu có thể giải quyết được chuyện này ư hai? Ngô Mộc Lan tức đến nỗi run cả người. Triệu Viễn nhìn bà ta rồi nghiêm túc nói, đúng, cháu có thể giải quyết được. Cháu lấy cái gì để giải quyết? Ngô Mộc Lan hỏi, có anh rể Diệp cháu ở đây, chuyện này chắc chắn sẽ được giải quyết. Triệu Viễn rất là quật cường. Bây giờ cậu ta đã chạy rồi, cháu vẫn mong chờ cậu ta giải quyết chuyện này ư. Thật là nực cười, đâu cháu bị uống nước à? Ngô Mộc Lan tức giận nói. Mọi người không biết, thực ra anh rể Diệp là. Triệu Viễn bị bức bách nên muốn nói thân phận của Diệp Quân Lâm ra. Cái gì? Mọi người tập trung nhìn vào Triệu Viễn, nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc. Ngay cả Lý Tử Nhiễm cũng sắp nghi ngờ rồi. Lẽ nào Diệp Quân Lâm vẫn còn thân phận gì đó không muốn người khác biết? Mới làm cho Triệu Viễn ủng hộ anh ấy như vậy. Cháu! Triệu Viễn nhớ tới thỏa thuận giữ bí mật, cứng rắn ngừng lại. Cái gì hả? Cháu mau nói đi, bà sốt ruột lắm rồi. Ngô Mộc Lan thúc giục. Nói tóm lại là cháu tin anh rể Diệp, nếu anh ấy dám hẹn chiến, anh ấy chắc chắn thành công. Triệu Viễn nói. Hai nắm tay của anh ta nắm chặt. Gương mặt dữ tợn, nổi gân xanh. Nhịn. Nhất định phải nhịn. Anh quyết định nhịn nỗi uất ức ngày hôm nay. Đợi mấy ngày nữa, mọi người sẽ biết mọi việc. Ha ha, cháu cũng thật ngây thơ. Ngô Mộc Lan lạnh giọng nói. Triệu Viễn. Cả nhà rất thất vọng về cháu. Thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt cực kỳ thất vọng, trong lòng Triệu Viễn khó chịu nói không nên lời. Sớm muộn gì cũng có một ngày mọi người biết chân tướng. Triệu Viễn cắn chặt môi. Chẳng mấy chốc, thời hạn 3 ngày đã tới. Trong câu lạc bộ Thiết Huyết, hơn 20 thế lực của các nhà tê tụ. Nhà mạnh nhất trong số đó là nhà họ Tào, nhà họ Hạ cùng với nhà họ U. Ba nhà này cộng với nhà họ Lý. Là những nhà giàu có nhất tỉnh thành. Bởi vì trước kia bị tổn thương nguyên khí nặng nề nên nhà họ Lý không tham gia vào cuộc tranh đoạt. Cho nên ở tỉnh thành ba nhà này không kiêng nẻ gì, đi tới đâu cướp tới đó. Suy cho cùng thì người ngăn cản bọn họ trước đây đã ngã ngựa hết rồi. Ngoài ba nhà này ra, còn có 7-8 nhà nữa. Tất nhiên còn có mấy vị lão đại trong giới xã hội đen nữa. Trừ bỏ Viên Sơn Hà và Lý Nhị ra đi thì bây giờ ở tỉnh thành Sư Gia nói là được. Ông ta từng đi theo Viên Sơn Hà, nhưng về sau ông ta đã tự lập môn phái. Mấy năm nay, vẫn đang ngấm ngầm phát triển. Dưới tay ông ta có rất nhiều cao thủ, ở tỉnh thành có thể nói là đánh đâu thắng đó. Sau khi Viên Sơn Hà và Lý Nhị ra mắt, ông ta đi ra tiếp quản mọi việc. Tất nhiên, còn có một vị lợi hại nữa, đó là Thạch Phất Bất Động Thạch Thanh Sơn. Ông chủ của câu lạc bộ Thiết Huyết. Nắm giữ sân quyền anh ngàm lớn nhất tỉnh thành. Những cao thủ quyền anh được xếp hạng ở châu Á, chỗ ông ta có hơn 2 người. Ai cũng kiêng nề. Tối nay câu lạc bộ Thiết Huyết đã chuẩn bị chu đáo. Tiệc rượu thịnh soạn trong phòng khách. Hơn 20 ông chủ của tỉnh thành đều ngồi đây. Thạch Thanh Sơn mở lời, tôi đã sắp xếp xong 100 cao thủ ở sân quyền anh rồi, giờ chỉ chờ người tới thôi. Ha ha. Vậy thì tốt quá, bảo đảm khiến cho tập đoàn Vân Đình có đến mà không có về. Ánh mắt của những người khác đều hả hê mừng rỡ. Ai ai cũng biết, Thạch Thanh Sơn có thủ hạ là cao thủ thi đấu quyền anh mạnh nhất tỉnh thành. Thạch Phát, có thể kể ra có những cao thủ nào không? Có người hỏi. Trong đó gồm có đại ba đại chiến thần là Tử Thú, Lang Vương và chiến thần Diêm La, ba người thắng liên tiếp 99 trận. 100 trận cùng với 188 trận trong giải đấu sinh tử Đông Nam Á đều đã tới. Khi Thạch Thanh Sơn nói xong, toàn trường chấn động.
Cái gì, ba người đấy đều tới rồi 42. Người thứ ba, tử thú, tới từ Thái Lan, người bắt bại trong 99 trận đấu sinh tử. Người thứ hai, Lang Vương, tới từ Thảo Nguyên, người bất bại trong 100 trận đấu sinh tử. Người thứ nhất, Chiến Thần Diêm La, thân phận không rõ, người có thành tích khủng bố nhất. Phá vỡ kỷ lục của giải đấu sinh tử châu Á, chưa từng thua trong 188 trận liên tiếp. Trong tỉnh thành đồn đại, Thạch Thanh Sơn có những cao thủ này thì có thể thoải mái nghiền nát bốn đại chiến tướng của Viên Sơn Hà. Mọi người đều biết, Thạch Thanh Sơn mới là nhân vật thần bí nhất tỉnh thành. Sau khi Viên Sơn Hà mất, Thạch Thanh Sơn lập tức mời 10 cao thủ quyền Anh châu Á tới tỉnh thành. Mục đích rất là rõ ràng, từng bước chiếm lấy địa bàn ở tỉnh thành. Chiến Thần Diêm La cũng tới rồi à hai. Gia chủ nhà họ Tào là Tào Huy nuốt một ngụm nước miếng. Chiến Thần Diêm La được xưng là kẻ đồ sát ngàn người. Từng một mình giết hơn ngàn hải tặc, chấn động châu Á. Mọi người vừa sợ vừa mừng. Trước đây có nghe nói dưới tay Thạch Thanh Sơn có hơn 10 vị cao thủ quyền Anh được xếp hạng châu Á. Nhưng nào có ngờ là ba vị này tới. Mọi người đều toát hồ hôi lạnh. Lúc đầu còn có người định động vào Thạch Thanh Sơn. Bây giờ nghĩ lại mà sợ. Không nói cái khác, chỉ dựa vào ba người này thôi, Thạch Thanh Sơn đã có thể quét ngang mọi thứ ở tỉnh thành rồi. Bọn họ kinh hồn nhìn Thạch Thanh Sơn. Dồn dập hít một ngụm khí lạnh. Thạch Thanh Sơn thật là chịu chỉ tiền a. Thế mà bỏ tiền mua hẳn Chiến Thần Diêm La tới rồi. Thạch Thanh Sơn gật đầu, ừ, tới rồi. Hít, thế thì chuyện hôm nay chắc ăn rồi. Mọi người đều rất phần khởi. Hôm nay họng súng đồng loạt hướng ra ngoài. Nhất định phải đuổi tập đoàn Vân Đình ra khỏi đây. Ngoài ra mọi người còn để lại một cái lưu ý, Thạch Thanh Sơn người này không trêu vào được. Ai mà ngờ được, ông ta sẽ mời ba cao thủ đấu quyền tới trước chúng tôi cũng thu xếp ổn thỏa rồi. Người lão luyện cộng vào cũng hơn nghìn, cho dù tập đoàn Vân Đình có mục đích gì, hôm nay đã tới đây rồi thì đừng mong chạy. Sư gia cười nói. Thạch Thanh Sơn nhấp một ngụm trà rồi nói, ừ, tỉnh thành chúng ta có ầm ĩ thế nào cũng là chuyện của chúng ta, không tới lượt một người ngoài tới nhúng tay vào. Đúng đúng đúng, chính là đạo lý này. Mọi người nói. Sư gia mỉm cười rồi hỏi, Thạch Phát, vị Chiến Thần Diêm La này có lai lịch gì thế? Tôi rất tò mò. Đúng đấy, Thạch Phát, chúng tôi cũng rất tò mò. Ông có thể nói một ít được không? Mọi người đều tò mò nhìn Thạch Thanh Sơn. Đối với truyền thuyết của Chiến Thần Diêm La, bọn họ đã nghe chai cả lỗ tai rồi. Chiến Thần Diêm La là cao thủ đấu quyền mạnh nhất châu Á trong 2 năm nay. Những người đi khiêu chiến đều đã chết hết. Nhưng về lại lịch của Chiến Thần Diêm La thì họ không biết một tí nào. Thạch Thanh Sơn cười cười, mọi người có biết tôi đã mất bao nhiêu tiền để mời Chiến Thần Diêm La tới đây không? Mọi người đều lắc đầu. 1 tỷ 1 năm. Thạch Thanh Sơn nói. Hít. Mọi người hít một ngụm khí lạnh. Những ông chủ như bọn họ đều sẽ thuê một số cao thủ về làm vệ sĩ. Ra thị trường rất rõ ràng. Bình thường 1 năm mà được trả 5 triệu thì đều là cao thủ cao cấp. Không ngờ giá của Chiến Thần Diêm La lại là 1 tỷ 1 năm. Cúa đáng sợ rồi đây. Anh ta xứng với cái giá này. Thạch Thanh Sơn nghiêm túc nói. Thực ra Chiến Thần Diêm La là một người lính. Sau khi Thạch Thanh Sơn ném tin tức này ra, mọi người đều chấn động. Nhưng anh ta không chỉ là một người lính đơn giản như thế, anh ta từng là chiến thần mạnh nhất nước Lang, trên chiến trường đánh đâu thắng đó, được gọi là Chiến Thần Diêm La. Thạch Thanh Sơn nói. Hả, vậy mà lại là chiến thần của một nước, bỏ qua chuyện nước Lang là một nước nhỏ, thế thân phận của anh ta ngang với chiến thần Côn Luân của Hoa Hạ ta rồi. Sư gia kinh ngạc thốt ra. Thạch Thanh Sơn gật đầu, đúng, không sao. Nếu không thì sao mà khủng bố như thế chứ? Thạch Phát, tôi có một điểm này chưa thông. Vì sao một đời chiến thần lại đi tham gia đấu quyền? Tào Huy vãng nói ra thắc mắc của mình. Mọi người cũng dồn dập nhìn về phía ông ta. Trên gương mặt đầy sự tò mò. Nguyên nhân rất đơn giản, nước Lang đã bị Chiến Thần Côn Luân tiêu diệt rồi. Anh ta mai danh ẩn tích, vì để sinh tồn nên làm thế này cũng là bình thường. Thạch Phát nói. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, hít sâu một hơi rồi nói, Chiến Thần Côn Luân vẫn khủng bố hơn. Thứ các ông không biết còn nhiều lắm, khi xưa Chiến Thần Côn Luân chỉ cử Chiến Thần Bạch Hổ dẫn theo đội kỵ binh thiên kiếp 18, tổng cộng là 19 người đã tiêu diệt một nước.
gương mặt Thạch Thanh Sơn sục sôi nhiệt huyết. Như thể ông ta đã từng tham gia cuộc chiến đó vậy. Ha ha, có chiến thần Diêm La ở đây, tập đoàn Vân Đình đừng hòng thoát. Mọi người đều rất là mong đợi. Chiến thần một nước ra tay. Ai mà địch nổi. Thạch Thanh Sơn nhìn lướt qua cái ghế trống, lạnh lùng nói, người đâu, dọn cái ghế kia đi. Cho dù Lục Nam Hiên ngồi chung bàn ăn với chúng ta, tôi cũng đứng dậy. Nơi này là tỉnh thành, đây là quy tắc. Đúng. Mọi người đồng loạt vỗ tay khen hay với quyết định của Thạch Thanh Sơn. Duy nhất một cái ghế bị mang đi. Không lâu sau, Diệp Quân Lâm dẫn theo một đoàn người đi tới câu lạc bộ thiết huyết. Bạch Hổ cười cười, hy vọng hôm nay có cao thủ. Sự chuẩn bị của họ chắc chắc sẽ không làm cậu thất vọng. Diệp Quân Lâm châm một điều thuốc rồi cười nói. Đằng trước câu lạc bộ thiết huyết, có mấy cô gái đang đứng chào khách. Sau đó dẫn đoàn của Diệp Quân Lâm đi vào bàn tiệc bên trong phòng khách. Sau khi tới phòng khách, vẻ mặt của mọi người chấn động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đoàn người Diệp Quân Lâm đang đi vào. Nhìn thấy gương mặt trẻ tuổi lạ lẫm. Mọi người đều rất ngạc nhiên. Người của tập đoàn Vân Đình đều trẻ như thế hả? Chỉ bốn người mà tới dự tiệc hả? Có người cười lạnh nói. Nếu không thì sao, chẳng nhẽ là Hồng Môn Yến? Diệp Quân Lâm cười cười. Chắc chắn là Hồng Môn Yến, chỉ cần đầu cậu không có vấn đề thì chắc chắn là biết. Người kia là Lục Nam Hiển hả? Tào Huy Vãng cười khẩy rồi hỏi. Kỳ Lân cười cười, là tôi, nhưng người nói chuyện ngày hôm nay không phải là tôi, mà là ông chủ nhà tôi. Kỳ Lân nhìn sang Diệp Quân Lâm. Mọi người lại ngạc nhiên. Vốn tưởng rằng người hôm nay tới dự tiệc chính là hai người chỉ huy của Lục Nam Hiên. Ai mà ngờ ông chủ thần bí của tập đoàn Vân Đình đích thân tới. Tất cả mọi người ở tỉnh thành đều biết, ông chủ thần bí của tập đoàn Vân Đình rất mạnh, ngay cả Viên Sơn Hà và tập đoàn Tam Hưng cũng ăn khổ trong tay anh ta. Bởi vì sức mạnh của anh và thế lực thần bí ở Tô Hàng, hiện tại Tô Hàng đã trở thành cấm địa, những người khác đều không dám ngấp nghé vào Tô Hàng nữa. Gần như là cả Giang Nam đều đang đoán, ông chủ thần bí của tập đoàn Vân Đình là thần thánh phương nào. Không ngờ anh lại tới đâu. Mọi người cẩn thận đánh giá Diệp Quân Lâm, tất cả mọi người đều nghỉ hoặc. Họ chưa bao giờ gặp anh. Lúc đầu có người nghi ngờ có khả năng anh là thành viên của Thái tử Đảng ở Hoa Hải. Nhưng sau khi gặp người thật, nghi ngờ này đã bị đánh tan. Không phải. Diệp Quân Lâm quét mắt một cái, anh hiểu ra ngay. Đám người này không giữ ghế lại cho mình. Sao thế, có câu hỏi gì sao? Sư gia cầm cái quạt, mỉm cười hỏi. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói, ghế của tôi đâu? Ha ha ha, nghe thấy vậy, mọi người đều cười. Ghế á, cậu có tư cách ngồi không? Tào Huy Vãng hỏi. Sư gia cười nói, không, phải là có mạng để ngồi không? Thạch Thanh Sơn cắt lời, trên địa bàn tỉnh thành, cậu chỉ xứng được đứng thôi. Diệp Quân Lâm hít một hơi thuốc lá, anh mỉm cười rồi nói, nhưng hôm nay tôi cứ muốn ngồi đấy. Nói năng ghê gớm quá nhỉ, chỗ này là tỉnh thành, không phải Tô Hàng, cậu nói thì không tính, cậu chỉ được nhịn thôi. Người nhà họ Hạ đứng bên cạnh Diệp Quân Lâm là Hạ Vạn Long, ông ta tức giận nói. Ánh mắt của Diệp Quân Lâm từ từ nhìn tới chỗ Hạ Vạn Long. Hạ Vạn Long ngẩng mặt, kiêu ngạo nhìn anh, cậu làm sao? Ngoan ngoãn đứng yên đấy. Phanh. Chỉ một khắc sau, Hạ Vạn Long bị Thanh Long đạp cho một cước bay ra ngoài. Phát ra một tiếng bịch. Mọi người ngây ngắn cả người. Kỳ Lân mang cái ghế của Hạ Vạn Long tới sau lưng Diệp Quân Lâm. Lúc này Diệp Quân Lâm ngồi xuống. Tất cả mọi người ở đây nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm với vẻ mặt khó tin. Ai cũng không ngờ Diệp Quân Lâm nói ra tay là ra tay luôn. Phong cách làm việc mạnh mẽ dứt khoát. Tất cả mọi người kinh sợ. Hạ Vạn Long ngã trên đất lồm cồm bò dậy, phẫn nộ hét, các cậu dám ra tay với tôi hả? Muốn chết hả? Ăn một bữa cơm mà cũng có người làm ồn à? Diệp Quân Lâm nhíu mày. Kỳ Lân tiến lên, kéo Hạ Vạn Long tới trước mặt. Bóp! Một cái tát vào mặt. Gạo bóp! Hạ Vạn Long đang định nói tiếp thì lại có một cái bạt tái nữa tới. Bóp bóp bóp! Sau mấy cái tát liên tiếp, miệng và mặt của Hạ Vạn Long đã sưng phù. Không nói được một câu nào. Tất nhiên là cho ông ta nói, ông ta cũng không dám nói nữa. Cố là chịu tội rồi đi. Thưa ông chủ, bây giờ đã yên tĩnh,
ông ta không nói chuyện được nữa đâu. Kỳ Lân đi tới trước mặt Diệp Quân Lâm và nói. Bú. Diệp Quân Lâm gật đầu, cầm đũa lên bắt đầu thưởng thức đồ ăn ngon. Mấy chục người ngồi đây đều trợn tròn mắt. Trước mắt tất cả lão đại của tỉnh thành, hung hăng tát Hạ Vạn Long. Đây là đang vả vào mặt bọn họ thì có. Đây là không coi bọn họ ra gì. Tập đoàn Vân Đình quả nhiên ngang ngược như trong lời đồn. Các cậu muốn chết. Ở đây có người không nhịn được nữa, định đứng lên. Im lặng, ăn một bữa cơm mà ầm ĩ cái gì? Thạch Thanh Sơn lập tức chặn lại. Lúc này mọi người mới im lặng. Và chỉ phẫn nộ trừng mắt nhìn Diệp Quân Lâm thôi. Diệp Quân Lâm ăn cơm như không có việc gì xảy ra. Thần thái bình tĩnh hưởng thụ như thể anh đang đi dự tiệc thật. Sư gia cũng nói, ăn cơm, ầm ĩ làm cái gì? Lúc này mọi người mới cầm đũa lên. Nhưng không một ai có tâm trạng ăn cơm. Ngoại trừ Diệp Quân Lâm. Nhìn anh giống như là tới đây để ăn cơm thật. Tất cả mọi người ở bữa tiệc đều nhìn chằm chằm anh ăn cơm. Mọi người cũng càng ngày càng phẫn nộ. Chưa bao giờ có ai dám coi thường bọn họ. Ước chừng một tiếng đồng hồ. Lúc này Diệp Quân Lâm mới ăn xong, anh lau sạch khóe miệng sau đó nhìn mọi người rồi mỉm cười nói, sao mọi người không ăn vậy? Đây là bữa cơm chém đầu, ai dám ăn? Euro ó cười cười khẩy nói. Ám chỉ kết cục của Diệp Quân Lâm. Thạch Thanh Sơn cười nói, mời chúng tôi ăn cơm không phải là ăn cơm đơn giản như này đâu nhỉ. Diệp Quân Lâm nói thẳng, được, thế tôi nói rõ mục đích tôi tới luôn. Mục đích tôi tới tỉnh thành rất đơn giản, dẹp yên nhiễu nhương. Các ông đều ở trên danh sách của tôi, bây giờ ngoan ngoãn cho tôi, không phải địa bàn của ông thì đừng tranh, không phải tiền của ông thì đừng cầm. Hít. Mọi người hít một ngụm khí lạnh. Ngang ngược như thế hả? Vậy mà lại tới để dẹp yên loạn động ở tỉnh thành hả? Ở tỉnh Giang Nam, chưa có ai có tư cách này đâu nhỉ? Lại còn bảo họ ngoãn ngoãn nghe lời. Sao có thể chứ? Tập đoàn Vân Đình cậu khinh người quá đáng. Bóp! Tào Huy Vãng không nhịn được nữa, ông ta vỗ mạnh lên bàn. Những người khác cũng tức giận trừng mắt nhìn Diệp Quân Lâm. Thế mà lại dám chạy tới địa bàn ở họ rồi ngang ngược. Muốn chết! Thạch Thanh Sơn gã lên mặt bàn, ngắng đầu nhìn về phía Diệp Quân Lâm, cậu nói năng mạnh dạn quá nhỉ? Cậu bảo chúng tôi phải nghe lời cậu ư? Diệp Quân Lâm gật đầu, đúng, các ông không còn lựa chọn nào khác. Ha ha! Bật cười! Tất cả mọi người đều bật cười. Mọi người nhìn Diệp Quân Lâm như đang nhìn một thằng ngốc. Ở trước mặt tất cả lão đại tỉnh thành, nói câu như này hả? Lại còn không còn lựa chọn nào khác. Sư gia mở cái quạt bốp một tiếng, ông ta mỉm cười rồi nói, con bài chưa lật của cậu là gì? Cậu tin chắc chúng tôi sẽ nghe lời cậu như vậy sao? Diệp Quân Lâm cười cười. Ba người Kỳ Lân ở phía sau cũng cười. Mọi người đã hiểu rồi. Con át chủ bài của Diệp Quân Lâm là ba người sau lưng anh ấy. Cuồng vọng. Cực kỳ cuồng vọng. Chỉ mang theo có ba người mà dám tới tỉnh thành. Trong lúc mọi người đang chấn động, Bạch Hổ nói, thật ngại quá. Một mình tôi, tiếp tất cả các chiêu của các ông. Oanh. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Thì ra ba người là nhiều rồi. Chỉ có một người thôi. Ngông cuồng quá rồi đấy nhỉ. Diệp Quân Lâm cũng cất lời. Ừ, đúng thế. Đối phó với mấy con gà con chó như các ông, anh em tôi một người là đủ rồi. Phốc, cho dù có là Thạch Thanh Sơn được xưng là Thạch Phát Bắt Động thì giò cũng sắp hộc máu. Khinh người quá đáng. Việc làm trong mấy năm nay mà các ông tôi đều biết rõ, bao nhiêu người vô tội đã bị liên lụy, bao nhiêu người vì các ông mà bị thương bỏ mạng, bánh bao máu người ăn ngon không? Diệp Quân Lâm hỏi sang vấn đề khác. Nhưng những người này không hề phản ứng. Hoặc là nói ăn bánh bao máu người nên bọn họ không còn cảm giác nữa rồi. Lời nói của Diệp Quân Lâm không kích thích được đến họ. Nhất là vào khoảng thời gian này, bọn họ đang tranh giành địa bàn ở tỉnh thành. Thương vong rất nhiều. Rất nhiều người bị dồn ép đến mức mất việc, nhà cửa cũng bị phá. Nhưng những lão đại này đều làm thinh. Có liên quan tới cậu không? Vả lại, chết mấy người thì có làm sao? Bị thương mấy người thì có làm sao? Dám ngăn chúng tôi làm việc, thì chỉ có con đường chết thôi. Mọi người không tán thành. Thái độ của mọi người đều như thế. Thậm chí họ còn nghi ngờ Diệp Quân Lâm đề cập đến những chuyện này làm cái gì.
Đây chính là lý do hôm nay tôi tới đây. Tỉnh thành không thể tùy cho các ông làm sằng làm bậy. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Thế thì cậu phải lấy ra bản lĩnh thật sự. Thạch Thanh Sơn bất ngờ ném cái cốc xuống đất vỡ tan tành. Bịch, bịch, nháy mắt, sau cánh cửa ở phòng tiệc rượu đồng thời mở ra, một đám người từ bên ngoài tràn vào. Trong tay mỗi người đều cầm vũ khí, tất cả đều là cao thủ. Phòng tiệc rượu lúc đầu trống trải thì giờ phút này đã có đầy người đứng ở đây, con số ít nhất cũng phải 300 người. Không chỉ có thế, ngoài hành lang cũng có rất nhiều người đứng ở đó. Hơn 1.000 tên có võ công lão luyện đã bao vây nơi này, một giọt nước cũng không lọt đi được. Chỉ cần lệnh một câu, bọn họ sẽ băm máy người Diệp Quân Lâm ra thành nhiều mảnh. Lúc này, các lão đại bên phía tỉnh thành đều ngồi thẳng lưng, gương mặt kiêu ngạo và nở nụ cười. Con át chủ bài của họ đã xuất hiện. Diệp Quân Lâm có còn ngang ngược được nữa không? Giờ thì sao, cậu muốn nói gì? Tào Huy Vãng đắc ý hỏi. Diệp Quân Lâm nở nụ cười sáng lạn. Vẫn là câu đó, tất cả mọi người ngoan ngoãn nghe lời. Ha ha ha, cậu là thằng ngốc à? Không nhìn thấy nhiều người như thế này sao? Nhìn cho rõ tình cảnh của mình đi được không? Có người lạnh giọng nói. Sư gia còn cười khẩy rồi nói, người trẻ tuổi ngạo mạn một tí cũng không sao, bây giờ tôi cho các cậu một cơ hội, chỉ cần cậu quỳ xuống dập đầu ba cái, tôi vui thì tôi có thể cân nhắc tha cho cậu một mạng. Theo như suy nghĩ của sư gia, mấy người Diệp Quân Lâm tuyệt đối không có khả năng chạy thoát. Cứ cho là mấy người này rất giỏi đi, hơn 1.000 cao thủ này không giải quyết được họ. Nhưng Thạch, Thanh Sơn còn có 100 tên cao thủ ở sân Quyên Anh Ngâm. Húa ông Hồ còn có 3 đại cao thủ nữa. Lại còn có Diêm La, chiến thần nước lang đấy. Bọn họ tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội nào. Diệp Quân Lâm không nói gì. Bạch Hổ lại bật cười. Rất hưng phấn. Cái kia, có thể thêm nhiều người hơn một chút không? Bạch Hồ hưng phần liếm môi. Hả? Mọi người sửng sốt. Há hốc mồm. Đây là chê ít người hả? Gặp phải hoàn cảnh khó khăn như này, vẫn còn kiêu ngạo được như thế hả? Đầu óc không bình thường hay bị điên rồi? Nếu cậu đã muốn bắt chúng tôi nghe lời, thì chúng tôi sẽ giải quyết theo lệ cũ. Thạch Thanh Sơn nói. Nói nghe xem nào. Diệp Quân Lâm hỏi. Cậu đánh bại người của chúng tôi, đánh đến khi chúng tôi phục, chúng tôi sẽ nghe lời cậu. Còn ngược lại, thì cậu phải nghe lời chúng tôi. Tập đoàn Vân Đình phải cho chúng tôi. Thạch Thanh Sơn cũng là một lão. Hồ Ly. Cơ hội như này mà không bắt nạt thì phí quá. Diệp Quân Lâm gật đầu, được, được thôi. Bên chúng tôi có một người ra. Diệp Quân Lâm chỉ vào Bạch Hổ. Còn bên phía các ông, tới bao nhiêu tính bấy nhiêu. Câu nói làm tức chết người mà. Diệp Quân Lâm vừa nói ra câu này. Các lão đại của tỉnh thành đều tức giận trừng mắt nhìn họ. Này con mẹ nó coi thường người khác quá rồi đấy. Nơi này là tỉnh thành. Đây là địa bàn của họ hả? Được, tôi hy vọng rằng lát nữa cậu vẫn có thể ngông cuồng như này. Thạch Thanh Sơn lạnh lùng nói. Đi thôi, chúng ta đổi sang chỗ khác. Thạch Thanh Son lại nói. Địa điểm thay đổi. Trở thành sân đấu quyền ngầm. Xung quanh sân đấu quyền có khoảng hơn 1.000 người đang quây quanh. Các lão đại ở tỉnh thành đều lôi con át chủ bài ra. Sư gia nhìn Diệp Quân Lâm rồi cười khẩy nói, một người, đấy là lời cậu nói đấy, đừng trách chúng tôi cậy đông hiếp yếu. Sư gia ra lệnh một tiếng, lập tức có mấy trăm cao thủ xông về phía Bạch Hồ. Trường đao trong tay lóe ra hàn quang chói mắt, sát khí tứ phương. Bạch Hổ nhìn đám người đấy đánh tới. Nụ cười từ từ càn tỡ. Phanh! Với cú đấm đầu tiên, anh đã đánh gục tên thứ nhất bay đi mấy chục mét. Sau khi người đó rơi xuống đất, thì không động đậy nữa. Phanh! Phanh! Bụp bụp bóp bụp! Mấy trăm người cùng xông lên tấn công, hình ảnh này thực sự là quá hoàng tráng. Trong suy nghĩ của mọi người, Bạch Hổ có đánh nhau giỏi đi chăng nữa thì sao chứ? Tôi có mấy trăm và hơn 1.000 cao thủ liên tục tấn công. Mệt chết cậu luôn. Nhìn thấy mấy trăm người như thủy triều bao phủ Bạch Hổ. Mọi người nhếch miệng cười. Bạch Hổ thua là cái chắc. Nhưng chỉ vài giây sau, sắc mặt bọn họ đã thay đổi. Bởi vì bọn họ trông thấy một đám người bị đánh bay ra ngoài, càng ngày càng nhiều. Một phút sau, vẻ mặt mọi người ngưng trọng. 3 phút sau, gương mặt họ là vẻ không thể tin nổi. 5 phút sau,
Tất cả mọi người trợn tròn mắt, hai con ngươi như sắp lòi ra. Bởi vì, toàn bộ mấy trăm người đã ngã trên mặt đất đau đớn kêu thảm. Trên sân đấu quyền, chỉ còn lại một mình Bạch Hồ đứng ở đó. Đánh nhau giỏi quá rồi đây. 400-500 người đã bị người ta giải quyết bằng tay không, trong 5 phút đồng hồ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lúc này họ mới dần ý thức được vì sao Diệp Quân Lâm chỉ cử ra một mình Bạch Hồ. Đó là bởi người ta mạnh. Chỉ có như này thôi à, những người khác lên hết đi, có bao nhiêu tôi đánh bấy nhiêu. Vẻ mặt Bạch Hổ là đánh chưa đã. Láo xược, Thạch Thanh Sơn tức giận nói. Trên địa bàn của ông ta, không tới lượt người khác dở, thói ngang ngược. Ông ta ra lệnh một tiếng, hơn 100 cao thủ quyền anh dưới tay ông ta, ra sân. Tất nhiên là ba người mạnh nhất vẫn chưa ra sân. Thạch Thanh Sơn nghĩ chưa cần họ ra sân. Đánh cho tôi. Lên liên tục cho tôi không tin. Thạch Thanh Sơn quát lên. Hơn 100 cao thủ quyền anh được xếp hạng, một người tiếp một người xông lên khiêu chiến Bạch Hổ. Phanh. Người thứ nhất. Người thứ hêu. Người thứ bai. Người thứ 88. Người thứ 99. Bạch Hổ càng đánh càng hăng, không hề trông thấy anh mệt mỏi. Những cao thủ quyền anh tung hoành ngang dọc ở tỉnh thành từng người bị anh đánh xuống đài. Đến cuối cùng, gương mặt Thạch Thanh Sơn đen xì. Toàn bộ hạt giống ở sân đấu quyền anh của ông ta đã bị tàn phá. Người này đánh nhau giỏi quá rồi đấy nhỉ. Hơn 100 cao thủ lên đánh luân phiên cũng không làm gì được. Đã thì đã đấy, nhưng cao thủ chân chính thì không có ai, không có người nào mạnh hơn à. Bạch Hổ hô lên. Các lão đại ở tỉnh thành đưa mắt nhìn nhau. Kiêu ngạo quá đấy. Ở tỉnh thành bọn họ lại bị làm ầm ĩ như này, sao mà họ chịu được. Nhất là đang ở trên địa bàn của Thạch Thanh Sơn. Thạch Phát à, phải cho con át chủ bài ra thôi, thằng nhóc này quá mạnh. Mọi người nhao nhao đề nghị. Thạch Thanh Sơn híp mắt, hai mắt chớp lóe. Cho tử thú và lang vương ra. Thạch Thanh Sơn lạnh lùng nói. Rất nhanh, tử thú và lang vương đã xuất hiện. Ngay lập tức, hai cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm bao phủ khắp sân. Mọi người cảm thấy da đầu run lên, máu trong người như bị đông lại. Người đâu, cho mời chiến thần Diêm La tử thú đến từ Thái Lan, người chỉ cao 1m7, làn da màu đồng cổ, tựa như kim loại đúc khuôn, làm cho người khác có cảm giác có sức mạnh. Anh ta đã tập quyền thái cổ được 30 năm, 99 trận đấu sinh tử đều đánh chết kẻ địch trong vòng 3 giây. Còn về lang vương, trên mặt còn có bộ tóc dày, ánh mắt u tối, rất giống một con sói. Lúc nhỏ, lang vương lớn lên trong bầy sói. Mọi kỹ năng chiến đấu của anh ta đã dung hòa với sói, mạnh đến nỗi không thể tưởng tượng nổi. Hai người vừa xuất hiện, đã làm cho sân đấu cực kỳ có tính uy hiếp. Mọi người đều hít thở không thông. Cao thủ mạnh nhất quyết chiến, gặp mặt chỉ có uy hiếp tử vong. Không giết chết cậu ta là được. Thạch Thanh Sơn hạ lệnh. Lang vương đứng ở một bên không động đậy, tử thú gật đầu, bước lên trên một bước. Anh ta muốn đấu đơn với Bạch Hổ. Bạch Hổ lại ngoắc ngoắc ngón tay, cùng lên hết đi. Tiết kiệm chút thời gian cho tôi. Tử thú và lang vương đưa mắt nhìn nhau, trong mắt là vẻ khó tin. Hình như họ đang ngạc nhiên với hành động ngu xuẩn của Bạch Hổ. Cậu ta bảo hai cậu cùng lên, các cậu lên hết đi. Hai mắt Thạch Thanh Sơn tràn ngập sát ý. Oanh! Tử thú và lang vương liếc nhau một cái, tử thú ra tay trước. Giờ hoàm rằm rằm. Mỗi một bước chân của anh ta. Sân đáy lại vỡ một mảnh. Ba bước đi qua. Phanh. Răng rắc. Sân quyền anh vỡ tung. Súng động. Một màn này làm cho mọi người quá chấn động. Mọi người đều biết sàn đấu quyền anh được chế tạo từ vật liệu đặc biệt, thế mà lại bị anh ta đi mây bước đã dâm nát rồi hả? Anh ta phải có sức lực khủng bố thế nào đây? Trong nháy mắt, tử thú đã đi tới trước mặt Bạch Hổ, anh ta nâng gối đánh về phía Bạch Hổ. Cú nâng gói này tuyệt đối có thể so với tai nạn giao thông. Lực đánh vào chắc chắn phải như áp lực của chiếc xe thể thao máy trăm máy lực đâm vào tàu hỏa. Gần như là trong nháy mắt, lang vương cũng di chuyển. Rằm, anh ta có sự nhanh nhẹn và tốc độ của sói hoang, tấn công về phía trước, khoảng cách mấy chục mét anh ta lấy thế công mãnh liệt quét về phía Bạch Hổ. Bất kể là tử thú hay là lang vương, chỉ cần đụng vào Bạch Hổ thì chắc chắn khiến cho anh tứ chỉ nứt toác. Hai người đều ra sát chiêu mạnh nhất. Mấy năm nay,
bọn họ sớm đã trở thành cỗ máy giết người. Hàng ngày, thứ bọn họ nghiên cứu đều là làm sao có thể giết người cấp tốc và có hiệu quả. Khủng bố đến cực điểm. Cảm nhận được Lang Vương và tử thú gần trong gang tấc, Bạch Hổ mỉm cười. Phanh! Tay quyền phải của anh đấm vào đầu gối của tử thú. Tay quyền trái hướng về phía bàn tay của Lang Vương. Muốn chết? Đây là lấy trứng chọi đá hả? Theo như suy nghĩ của mọi người, thì đây là hành vi không biết tự lượng sức mình. Phanh! Bạch Hổ nện một quyền lên đầu gối của tử thú. Răng rắc! Trong chốc lát, đầu gối cứng rắn như kim loại vỡ nát. Phóc! Cả người tử thú bay ra ngoài. Bốp! Bạch Hổ đấm một quyền làm cho cánh tay của Lang Vương vặn vẹo biến hình, cả người quỳ rạp xuống đất trước mặt Bạch Hổ. Trong phút chốc, tất cả mọi người ở đây sửng sốt. Không thể tin nổi nhìn vào giữa sân. Hai đại chiến thần quyền anh chưa từng thất bại trong 99 trận và 100 trận, liên thủ bị người ta hạ gục trong một nốt nhạc. À! Tiếng kêu thảm của tử thú và Lang Vương kéo mọi người quay về thực tại. Hai người này đều đã thất bại rồi hả? Thạch Thanh Sơn cũng không ngồi yên được nữa rồi, ông ta đứng lên. Như này thì mạnh quá rồi đấy. Diệp Quân Lâm cũng mỉm cười. Có đám anh em của anh ở đây, thì không cần anh phải ra tay. Vô địch thật là tịch mịch. Các ông còn bao nhiêu người, cùng lên hét đi, tránh lãng phí thời gian. Câu nói này của Diệp Quân Lâm đã hoàn toàn chọc giận Thạch Thanh Sơn. Ông ta phẫn nộ quát, người đâu, mời chiến thần Diêm Lai đám người Tào Huy Vãng. Sư gia rất là kích động. Cường giả chân chính sắp tới rồi. Khi một bóng đen đặt chân xuống thì một cỗ uy áp như núi Thái Sơn bao phủ mà tới. Cú va chạm chắc chắn không gây áp lực lên một chiếc xe thể thao vài trăm thước anh vào một đoàn tàu. Anh ta không chỉ là người giữ kỷ lục của đấu trường sinh tử, anh ta còn là chiến thần nước Lang. Thân phận phần đầu không quan trọng. Quan trọng nhất là anh ta là chiến thần của một nước. Nếu mà là ở thời cổ đại, thì đó là đại tướng quân vô địch. Ban đầu mọi người chỉ coi anh ta như cỗ máy đánh nhau, nhưng hiện tại thì khác, sau khi biết thân phận của anh ta là chiến thần của một nước. Trong mắt mọi người, đó hoàn toàn khác biệt. Tới thế tục, sống giữ đời thường, đó là tồn tại như thần. Chiến thần Diêm La mặc quần áo đơn giản, một bộ quần áo màu đen, còn đội mũ, đáng sợ là anh ta còn đeo chiếc mặt nạ nửa miếng hình sói. Anh ta vừa xuất hiện, tầm mắt của mọi người ở đây đều tập trung vào người anh ta. Chiến thần Diêm La bước từng bước tới giữa sân. Nhiệt độ trong sân lập tức giảm xuống. Một cỗ sát khí phô thiên cái địa đánh úp lại. Những người bình thường vừa tiếp xúc với hơi thở này thì lập tức thở gấp, thậm chí là hít thở không thông, sắc mặt trắng bệch, như thể sắp chết vậy. Đây chính là khí thế. Chiến thần của một nước, ít nhất cũng đã giết ngàn người. Đó là sát khí được tôi luyện trên chiến trường. Cao thủ quyền anh bình thường không thể so sánh được. Vừa thấy chiến thần Diêm La xuất hiện, đám người Thạch Thanh Sơn lập tức vui mừng. Cho dù Bạch Hổ cậu có đánh nhau giỏi đi chăng nữa, thì cậu có thể là đối thủ của chiến thần Diêm La không? Giết cậu ta, tôi thưởng cho cậu 1 tỷ. Thạch Thanh Sơn hô lớn. Tôi thêm 100 triệu. Tôi thêm 300 triệu. Mọi người bắt đầu nhao nhao cỏ vũ. Ra cả lần lượt tăng lên. Chỉ cần chiến thần Diêm La giết được Bạch Hổ, anh ta sẽ có được 2 tỷ. Như này thì mạnh quá rồi đấy. Diệp Quân Lâm cũng mỉm cười. Có đám anh em của anh ở đây, thì không cần anh phải ra tay. Vô địch thật là tịch mịch. Các ông còn bao nhiêu người, cùng lên hét đi, tránh lãng phí thời gian. Câu nói này của Diệp Quân Lâm đã hoàn toàn chọc giận Thạch Thanh Sơn. Ông ta phẫn nộ quát, người đâu? Mời chiến thần Diêm Lai đám người Tào Huy Vãng, sư gia rất là kích động. Cường giả chân chính sắp tới rồi. Khi một bóng đen đặt chân xuống thì một cỗ uy áp như núi Thái Sơn bao phủ mà tới. Cú va chạm chắc chắn không gây áp lực lên một chiếc xe thể thao vài trăm thước anh vào một đoàn tàu. Anh ta không chỉ là người giữ kỷ lục của đấu trường sinh tử, anh ta còn là chiến thần nước Lang. Thân phận phần đầu không quan trọng. Quan trọng nhất là anh ta là chiến thần của một nước. Nếu mà là ở thời cổ đại, thì đó là đại tướng quân vô địch. Ban đầu mọi người chỉ coi anh ta như cỗ máy đánh nhau, nhưng hiện tại thì khác, sau khi biết thân phận của anh ta là chiến thần của một nước. Trong mắt mọi người, đó hoàn toàn khác biệt. Tới thế tục, sống giữ đời thường, đó là tồn tại như thần.
Chiến thần Diêm La mặc quần áo đơn giản, một bộ quần áo màu đen, còn đội mũ, đáng sợ là anh ta còn đeo chiếc mặt nạ nửa miếng hình sói. Anh ta vừa xuất hiện, tầm mắt của mọi người ở đây đều tập trung vào người anh ta. Chiến thần Diêm La bước từng bước tới giữa sân. Nhiệt độ trong sân lập tức giảm xuống. Một cỗ sát khí phô thiên cái địa đánh úp lại. Những người bình thường vừa tiếp xúc với hơi thở này thì lập tức thở gấp, thậm chí là hít thở không thông, sắc mặt trắng bệch, như thể sắp chết vậy. Đây chính là khí thế. Chiến thần của một nước, ít nhất cũng đã giết ngàn người. Đó là sát khí được tôi luyện trên chiến trường. Cao thủ quyền anh bình thường không thể so sánh được. Vừa thấy chiến thần Diêm La xuất hiện, đám người Thạch Thanh Sơn lập tức vui mừng. Cho dù Bạch Hổ cậu có đánh nhau giỏi đi chăng nữa, thì cậu có thể là đối thủ của chiến thần Diêm La không? Giết cậu ta, tôi thưởng cho cậu 1 tỷ. Thạch Thanh Sơn hô lớn. Tôi thêm 100 triệu. Tôi thêm 300 triệu. Mọi người bắt đầu nhao nhao cỏ vũ. Ra cả lần lượt tăng lên. Chỉ cần chiến thần Diêm La giết được Bạch Hổ, anh ta sẽ có được 2 tỷ. Đây là số tiền mà bao nhiêu người mơ ước. Cho dù có là chiến thần Diêm La cũng không ngoại lệ. Hai mắt anh ta sáng lên. Vì số tiền này, anh ta tính gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Người ở đâu? Chiến thần Diêm La trầm giọng hỏi. Mọi người sôi nổi chỉ về phía Bạch Hồ. Chiến thần Diêm La đi từng bước tới chỗ Bạch Hồ. Toàn thân anh ta tỏa ra một cỗ hơi thở nguy hiểm. Phảng phất như Tu La từ địa ngục sống lại đi tới đây. Anh ta giận dữ. Chắc chắn trăm ngàn thi thể nằm xuống, máu chảy thành sông. Đáng sợ, cực kỳ đáng sợ. Chiến thần Diêm La đứng trước mặt Bạch Hồ, ngẩng ngoắc đầu nhìn về phía Bạch Hồ. Khoảng khắc bốn mắt nhìn nhau. Sắc mặt của chiến thần Diêm La điên cuồng thay đổi. Anh tết sao lại là anh ta? Anh ta. Chiến thần Diêm La mấp máy môi, nhìn Bạch Hồ nửa ngày không nói nên lời. Người này, anh ta không thể nào quên. Đêm hôm đó, người này đã cùng với kỵ binh thiên kiếp 18, tổng cộng là 19 người đánh chính diện máy vạn đại quân nước Lang. Sau đó, 19 người sát nhập nước Lang, đánh đâu thắng đó, một đường càng quét. Trong một đêm, nước Lang bị diệt. Anh ta thân là chiến thần nước Lang cũng bị đánh bại, đành phải trơ mắt nhìn đất nước bị diệt. Chiến thần Côn Luân của Hoa Hạ là người đáng sợ nhất mà anh ta từng gặp. Thủ hạ của anh dũng mãnh thiện chiến, vô địch thiên hạ. Đặc biệt là người trước mặt này, người đã gây ra bóng mờ cả đời này trong lòng anh ta. Là cơn ác mộng mà anh ta không thể nào quên. Quần quanh anh ta một đời. Bây giờ mỗi đêm nằm mơ, anh ta đều mơ thấy cảnh tượng đêm nước Lang bị diệt, và hiện ra gương mặt vô tình của chiến vương Bạch Hổ. Mỗi lần nằm mơ đều sẽ bị dọa cho tỉnh lại. Người đó quá mạnh. Hình ảnh một người xâm nhập vào doanh trại ngàn người, một đường giết người, anh ta không thể nào quên. Hôm nay, anh lại nhìn thấy anh ta ở chỗ này. Anh ta biết, bè phái của chiến thần Côn Luân quá mạnh. Cho anh ta 100 năm, anh ta cũng không báo được thù. Giờ anh ta chỉ có thể liên tục tham gia đấu quyền để phát tiết cảm xúc. Dần dần tu dưỡng, xóa đi bóng mờ mà chiến thần Côn Luân mang đến cho anh ta. Nhưng anh ta không ngờ mình sẽ đụng phải chiến vương Bạch Hồ. Đúng rồi. Năm đại chiến vương của Hoa Hạ gần như là như hình với bóng với chiến thần Côn Luân. Chiến vương Bạch Hổ ở đây, thế chứng tỏ chiến thần Côn Luân cũng ở đây. Tầm mắt đảo một lượt, nhìn thấy Diệp Quân Lâm đang ngồi ở phía sau. Giờ phút này, chiến thần Diêm La hoa mắt chóng mặt. Suýt nữa thì trước mắt tối sầm, ngát xỉu luôn. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Quân Lâm nhìn qua đây. Chiến thần Diêm La hít thở không thông, suýt nữa thì nghẹt thở. Nháy mắt, cả người bị mồ hôi lạnh làm cho ướt nhẹp, không ngừng run rẩy. Bùm bụp, hai chân của chiến thần Diêm La không nghe lời, thẳng tắp quỳ rạp xuống trước mặt chiến vương Bạch hỏi. M thanh rất lớn, đủ cho từng người đều nghe thấy. Một màn này làm cho toàn trường kinh hãi. Cho dù là ai cũng không đoán được. Ngay cả mấy người Diệp Quân Lâm cũng giật mình. Thằng cha sao đây? Không phải là đến để đánh với Bạch Hổ sao? Sao vừa gặp đã quỳ xuống rồi thế này? Càng không thể hiểu nổi một màn này là đám người Thạch Thanh Sơn. Chiến thần Diêm La sao thế? Sao lại quỳ gối trước kẻ địch? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cái này là giả thôi đúng không? Tôi đã nhìn thấy cái gì đây?
Mọi người thi nhau dụi mắt, đoán xem có phải là mình nhìn nhầm rồi không. Đây là người mạnh nhất sàn đấu sinh tử châu Á đấy. 188 trận chưa từng thoát tồn tại giống như một người không có đối thủ. Sao mà vừa gặp người ta đã quỳ xuống rồi vậy? Bọn họ không hiểu, nhưng Bạch Hỏ đã dần hiểu rồi. Tuy chiến thần Diêm La đeo nửa chiếc mặt nạ hình sói, nhưng Bạch Hổ vẫn nhận ra. Từ ánh mắt cho đến hơi thở. Anh là chiến thần Diêm La của nước Lang. Bạch Hổ thử hỏi dò. Chiến thần Diêm La gật đầu, hô to, bại tướng nước Lang bái kiến chiến thần Côn Luân và chiến vương Bạch Hổ. Hiti. Mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Nghe thấy tiếng hô của chiến thần Diêm La, mọi người trợn tròn mắt. Chiến thần Côn Luân 4. Chiến vương Bạch Hổ ư. Toàn là người nào với người nào vậy? Trong lúc nhất thời, mọi người chưa kịp phản ứng lại dụng ý của chiến thần Diêm La. Sau khi nghe thấy chiến thần Diêm La hô to, Diệp Quân Lâm bắt đắc dĩ day day huyệt Thái Dương. Lần này tới tỉnh thành, anh định không nói ra thân phận. Cho nên anh phải dùng vũ lực để giải quyết cục diện rối rắm ở tỉnh thành. Nhưng nào ngờ, bại tướng nước Lang lại xuất hiện. Này chẳng phải là làm lộ thân phận của anh rồi sao? Gay rồi. Diệp Quân Lâm bắt đắc dĩ cười cười. Chiến thần Diêm La, cậu đang làm gì vậy? Mua giết cậu ta cho tôi. Thạch Thanh Sơn nóng nảy, hô lớn. Đúng thế, cậu đang làm cái gì vậy? Quỳ gối trước cậu ta ư? Mọi người đều không thể hiểu nổi, nhìn chiến thần Diêm La với vẻ mặt khó tin. Chiến thần Diêm La không nói năng gì, chỉ nhìn về phía mọi người, sau đó từ từ tháo chiếc mặt nạ nửa mặt ra. Hít! Lúc này mọi người mới nhìn rõ nửa bên mặt của chiến Diêm La trông như thế nào. Từng vết sẹo đan chéo nhau, cực kỳ khủng bố. Chiến thần Diêm La trầm giọng nói, biết vết sẹo này là ai để lại cho tôi không? Đám người Thạch Thanh Sơn nhìn thấy, gương mặt khó hiểu và tò mò. Là chiến vương Bạch Hổ trước mặt tôi, anh ta đã để lại cho tôi trong trận nước Lang bị diệt quốc. Chiến thần Diêm La nói, oanh, cái gì? Trong trận chiến nước Lang bị diệt quốc ư hai? Lẽ nào là chiến thần Côn Luân? Gương mặt mọi người biến sắc. Lúc này, mới phục hồi lại tinh thần. Vừa nãy xưng hô mà chiến thần Diêm La nói chính là chiến thần Côn Luân và chiến vương Bạch Hỏ ẻ. Các ông thật to gan, ai cũng dám động. Chiến thần Diêm La chợt nâng cao âm lượng, nghe rõ đây. Đứng trước mặt tôi là một trong năm đại chiến vương của Hoa Hạ, Bạch Hổ. Ngày đó anh ta đã một tay diệt nước Lang của tôi. Ánh mắt của chiến thần Diêm La nhìn về phía Diệp Quân Lâm đang ngồi cách đó không xa. Vị kia chính là người vô địch thiên hạ, ác mộng của mọi quốc gia, đại ma vương trong mắt những người lính, chiến thần Côn Luân của Hoa Hải. Chiến thần Diêm La kiêng nể nói. Rê! Chiến thần Diêm La vừa nói ra hai câu đó. Toàn đó một mảnh tĩnh mịch. Yên tĩnh đến độ cây kim rơi xuống cũng nghe được. Am! Đối với đám người Thạch Thanh Sơn mà nói, giờ phút này. Thực sự là quá sốc. Họ không biết người mà bọn họ sẽ đối phó lại là chiến thần Côn Luân. Hiểu rồi. Vì sao bè phái Viên Sơn Hà lại thất bại? Vì sao tập đoàn Tam Hưng lại rút khỏi Hoa Hạ? Vì sao tập đoàn Vân Đình đánh đâu thắng đó? Vì tướng quân Côn Luân đó. Nếu không người nào dám động vào hai thế lực đó chứ? Nhất là tập đoàn Tam Hưng. Bọn họ được tỉnh thành cấp cho các loại chính sách ưu đãi, càng đừng nói đến chuyện đuổi họ đi. Chuyện không có khả năng. Vừa khéo khoảng thời gian trước, tướng quân Côn Luân trở về Tô Hàng. Thời gian hoàn toàn trùng khớp. Trong nháy mắt, bọn họ đã hiểu ra mọi chuyện. Bùm bụp, bùm bụp. Một người tiếp một người, mọi người quỳ rạp xuống đất. Chẳng trách chỉ với một người, liền dám khiêu khích hơn ngàn người của bọn họ. Con mẹ nó người này là chiến vương Bạch Hổ trong số 19 người đã diệt một nước. Của nhiên bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Chúng tôi sai rồi, chỉ xin không phải chết. Thạch Thanh Sơn sắp khóc thành tiếng rồi. Mọi người cũng dập đầu xuống đất kêu thùng thùng. Diệp Quân Lâm đứng lên, đi tới trước mặt chiến thần Diêm La, rồi nói, về sau cậu đi theo tôi đi. Vâng, chiến thần Diêm La gật đầu. Diệp Quân Lâm lại nhìn về phía đám người Thạch Thanh Sơn. Tôi muốn lấy mạng các ông làm gì? Bây giờ, việc các ông nên làm là ngoan ngoãn, không phải đồ của mình thì không được động vào. Tôi mặc kệ hậu trường của các ông là ai, nếu như không phục,
có thể ìm tôi gặp mặt một chuyến nhĩ hai. Diệp Quân Lâm vừa nói ra câu này, mọi người đều sợ chết khiếp. Kẻ nào gan lớn như thế, dám động vào chiến thần Côn Luân ư? Cho họ 18 lá gan họ cũng không dám. Tướng quân, chúng tôi không dám. Họ cũng không dám. Mấy người Thạch Thanh Sơn cười gượng. Các ông không được truyền tin này ra, tôi muốn xem kẻ nào dám thèm muốn nơi này. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Đám người Thạch Thanh Sơn kinh hãi toát mồ hôi anh. Chiến thần Côn Luân muốn ra tay với người Định Thừa Cơ, tới Kim Lăng giành địa bàn đây mà. Bọn họ lập tức nghĩ tới một người, nhà họ Sở Chuẩn hoàng tộc ở Hoa Hải. Mấy hôm nữa, họ muốn ra tay với nhà họ Triệu, sau đó cường thế tiền vào Kim Lăng. Ngoài ra, các ông phải bồi thường hết cho những người từng bị các ông làm hại. Nhất định phải làm yên lòng tất cả mọi người, tôi sẽ cử người theo dõi. Diệp Quân Lâm nói, chúng tôi đã rõ. Chiến thần Côn Luân. Mọi người gật đầu thật mạnh. Thưa chiến thần Côn Luân, tôi sẵn sàng bỏ ra 2 tỷ làm từ thiện. Thạch Thanh Sơn mở miệng nói. Tôi sẵn lòng bỏ ra 20 triệu làm từ thiện. Những người khác cũng nhao nhao nói. Chẳng mấy chốc, khoản tiền từ thiện đã lên tới hàng chục tỷ. Các lãnh đạo của tỉnh thành đều sợ ngây người. Không hổ là chiến thần Côn Luân. Vừa ra tay đã giải quyết được vấn đề loạn động ở tỉnh thành. Thậm chí trong một lúc đã gom được khoản từ thiện lên tới hàng chục tỷ. Quả nhiên là người hung cần có người hung hơn chị nhỉ. Mọi người cười nói. Lại một ngày nữa trôi qua. Diệp Quân Lâm vẫn chưa xuất hiện. Lại còn không liên lạc được. Nói thật, Lý Tử Nhiễm hơi hoảng rồi. Không phải cô lo lắng chuyện Diệp Quân Lâm chạy trốn, cái chính là cô sợ anh xảy ra chuyện gì. Khi cả nhà họ Triệu đang đau đầu, Trương Văn Thao tới đây. Văn Thao à, sao rồi cháu? Ngô Mộc Lan kích động hỏi. Bà nội, để bà thất vọng rồi, cháu đã cố gắng hết sức. Trương Văn Thao cúi mặt, rất là bất lực. Hả? Đối với nhà họ Triệu mà nói, tin tức này không khác gì một cú đả kích nặng nề. Trương Văn Thao là hy vọng duy nhất của họ. Có chuyện gì vậy Văn Thao? Ngô Mộc Lan khẩn trương hỏi. Cơ thể vô thức run rẩy. Trương Văn Thao thở dài nói, bà nội. Trong khoảng thời gian này cháu và bố cùng với ông nội cháu đã tìm tới tất cả các mối quan hệ có thể nhờ vả. Thuyết phục nhà họ Sở ở Hoa Hải bỏ qua chuyện này. Nhưng thái độ của nhà họ Sở ở Hoa Hải rất kiên quyết, bất kể là ai tới cũng không nể mặt. Bọn họ đã quyết tâm muốn đối phó với nhà họ Triệu. Cái tát của Triệu Viễn khiến Sở Nhậm Hùng rất tức giận, ông ta thề sẽ dùng mọi nguồn lực của nhà họ Sở để đối phó với chúng ta. Trương Văn Thao nói. Cái gì? Thế chẳng phải nói nhà họ Triệu ta sắp tiêu rồi à? Mọi người nhà họ Triệu đều hoảng. Bà không còn cách nào nữa, lần này nhà họ Sở kiên quyết rồi. Mục đích của họ không chỉ là thu nhà họ Triệu, mà còn là toàn bộ Kim Lăng. Trương Văn Thao nói ra một sự thật. Nhà họ Triệu được dùng làm vật hy sinh. Cứ như vậy, ta không cam tâm. Ngô Mộc Lan khóc không ra nước mắt. Bà nội bây giờ chỉ còn một cách thôi. Trương Văn Thao nói. Cách gì? Tất cả mọi người nhà họ Triệu nhìn anh ta. Đến xin hàng với nhà họ Sở, nhưng tất cả những thứ cần nhường dai. Trương Văn Thao nhìn thoáng qua mấy người Lý Tử Nhiễm gần đó, nhỏ giọng nói, sau đó, giao Triệu Viễn, Diệp Quân Lâm cùng với đám người Lý Tử Nhiễm cho hỏi. Chỉ có thỏa hiệp như vậy, nhà họ Sở mới tha cho chúng ta. Nếu không kết cục của chúng ta sẽ là cả tộc bị diệt. Đề nghị của Trương Văn Thao nhận được tán thành. Đám người Triệu học thành nhao nhao nói, đúng, đúng thế. Núi còn thì không sợ không có củi đốt. Ngô Mộc Lan và Triệu Kiến Quốc đưa mắt nhìn nhau, hai người bắt đắc dĩ nói, thôi được rồi, đành phải làm như, thế thôi. Ông nội bà nội hai người đừng áp lực, cháu nói với ông bà này, thứ nhất, Triệu Viễn chỉ là con nuôi, không có dòng máu của nhà họ Triệu. Thứ hai, cô Triệu Nhã Lan vốn đã bị bà đuổi đi. Cho nên những người này đều là những người có cũng được mà không có cũng chẳng sao, vứt thì vứt thôi. Trương Văn Thao nói. Mọi người nhìn nhau. Nhận ra đúng là như thế. Bọn họ cũng chẳng phải chi trưởng của nhà họ Triệu bỏ những người này đi, bảo toàn được dòng chính nhà họ Triệu, giao dịch này có giá. Được, cứ làm như, thế đi. Ngô Mộc Lan cắn răng quyết định. Tuy ba người Triệu Viễn và Lý Tử Nhiễm không nghe rõ mọi người đang bàn bạc cái gì. Nhưng mọi người đều là người thông minh, hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
xem ra, ông ngoại bà ngoại sắp từ bỏ chúng ta. Lý Tử Nhiễm nói. Triệu Nhã Lan đã khóc không thành tiếng, Lý Văn Uyên đã có cả tóc trắng rồi. Qua chuyện này, Lý Tử Nhiễm hiểu, nhà họ Triệu vẫn chưa thật sự công nhận bọn họ. Giờ phút này, trong lòng dâng lên nỗi tủi thân và đau lòng. Ông xã, anh đang ở đâu? Lý Tử Nhiễm rất nhớ Diệp Quân Lâm. Chẳng mấy chốc, mấy ngày đã trôi qua. Diệp Quân Lâm vẫn không xuất hiện như cũ. Chớp mắt đã đến ngày ước chiến giữa nhà họ Triệu và nhà họ Sở. Ha ha, các người vẫn còn chờ đợi trong ngu ngốc hả? Người ta đã bỏ chạy từ lâu rồi. Trương Văn Thao cười khẩy nói. Lý Tử Nhiễm quật cường lắc đầu, không đâu, chồng tôi sẽ xuất hiện. Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan tức giận quát lớn, đến lúc này rồi mà con vẫn còn tin cậu ta hả? Chúng ta sắp toi rồi. Con gọi cậu ta ra đi. Con. Lý Tử Nhiễm rất lo. Sao Diệp Quân Lâm còn chưa xuất hiện? Chuyện mà ba hối hận nhất đời này chính là gả con gái cho thằng khốn đấy. Lý Văn Uyên đắm mạnh vào bức tường. Triệu Nhã Lan vô lực nói, hai, tôi cũng thế. Chuyện xui xẻo nhất đời này chính là gặp phải Diệp Quân Lâm. Trong suy nghĩ của hai người, Diệp Quân Lâm đã gây ra chuyện này. Triệu Viễn và Tiêu Thám đồng thanh nói, yên tâm đi, anh dễ sẽ xuất hiện. Không lâu sau, bên ngoài trang viên nhà họ Triệu có tiếng động. Nhà họ Sở ở Hoa Hải đã tới. Bên ngoài trang viên nhà họ Triệu, cảnh tượng thật sự là rất rúng động. Những người gác cửa của nhà họ Triệu sợ tới mới suýt thì quỳ xuống đất. Xe ô tô nói tiếp nhau mà tới. Khoảng hơn 200 chiếc ô tô màu đen bao quanh cả trang viên nhà họ Triệu. Cạch, kẻ trồ, cạch, cửa xe được mở ra, một đám đại hán mặc áo trắng xuống xe. Trước ngực áo trắng của mỗi người, đều thêu một chữ Sở. Cao thủ mặc đồng phục màu trắng đứng ngay ngắn, bao. Vây trang viên nhà họ Triệu đến độ một giọt nước cũng không lọt. Nhà họ Sở ở Hoa Hải đã chính thức hành động. Cao thủ trong gia tộc được cho ra. Không tiến lên, cũng phải có 700-800 cao thủ. Ai dám gây hấn với Sở Nhậm Hùng chứ? Ai dám tát ông ta? Bằng không chính là kết cục này. Mấy chiếc xe tập trung quanh một chiếc Lincoln. Sau khi cửa chiếc Lincoln mở ra, Sở Nhậm Hùng bước xuống xe. Ông ta liếc mắt nhìn thoáng qua trang viên nhà họ Triệu, cười lạnh nói, tôi xem nhà họ Triệu làm thế nào thoát được năm ngón tay của tôi. Sở Thiên Cuồng, cao thủ số một phụ trách an toàn của nhà họ Sở ở bên cạnh, chế nhạo nói, chủ nhân, hôm nay. Sở thị tôi có 800 người, chúng tôi sẽ san nằng nhà họ Triệu, quét sạch thành phố Kim Lăng. Nghe thấy tiếng này, 800 người mặc áo trắng của nhà họ Sở cùng hô, hôm nay 800 người Sở thị chắc chắn san bằng chỗ này. Sóng âm trùng kích, thanh thế rầm rộ. Như thể tiếng sấm trên trời vậy. Khí thế khủng bố này khiến cho mọi người trong trang viên nhà họ Triệu kinh hãi. Trời ơi, họ tới bao nhiêu người vậy? Người nhà họ Triệu đang run dữ dội, trong mắt như sắp bay ra ngoài. Dám người Triệu Kiến Quốc, Ngô Mộc Lan xúm lại một chỗ, run lẫy bẩy. Nguy rồi, toàn là người, khắp nơi toàn là người. Lúc này, bảo vệ nhà họ Triệu hốt hoảng chạy vào, anh ta sợ tới mức lảo đảo ngã xuống đất. Đúng, đúng vậy, bốn phương tám hướng toàn là người của họ, mặc áo trắng, mặt trên có chữ Sở. Đông nghìn nghịt, trang viên chúng ta đã bị bao vây rồi. Tin từ bảo vệ bên ngoài truyền tới nói ít nhất phải 800 người. Nghe tới đây, gương mặt Ngô Mộc Lan xám như cho tàn. Nghĩ thầm toi rồi. Toi thật rồi. Nhà họ Sở quá đáng sợ. Họ đã tới thật rồi. Phải làm sao bây giờ? Triệu Kiến Quốc cũng hoảng hốt. Văn Thao vẫn chưa đến sao? Ngô Mộc Lan hỏi. Trương Văn Thao đã trở thành người mà bà ta tin nhất. Không liên lạc được với anh rể cũng không tin tức, gọi điện không bắt máy. Triệu Đại Phi, Triệu Thanh Phong sốt ruột nói. Ngô Mộc Lan nói. E rằng cách mà Văn Thao nói sẽ không có tác dụng, nhà họ Sở bày trận rất lớn. Anh rẻ cả sẽ không tới đâu, chúng ta tự giải quyết là được. Tình thế hết sức nguy cấp, vẻ mặt Triệu Viễn lại vẫn ung dung. Nhưng mọi người đều không phản bác được câu nói này của Triệu Viễn. Trong lòng mọi người đều biết, Trương Văn Thao đã bỏ chạy rồi. Ở thời khắc máu chốt, anh ta sẽ không để nhà họ Trương bị liên lụy. Hừ, Văn Thao không tới. Lựa chọn bo bo giữ mình là đúng.
Dù sao thì thằng bé đã cống hiến rất nhiều cho nhà họ Triệu ta. Ngô Mộc Lan lại nhìn về phía đám người Lý Tử Nhiễm, bà ta cười nhạt nói, nhìn đi người chồng Diệp Quân Lâm của cháu đâu. Rõ ràng cậu ta là người khơi nào tai họa, cậu ta lại chạy, bây giờ còn liên luyện tới người. Tiêu Thám và Triệu Viễn muốn mắng người lắm rồi. Nhưng người này là bà nội, họ đành chịu. Ngô Mộc Lan nhìn Triệu Kiến Quốc, thì thầm nói, có lẽ hôm nay chúng ta sẽ chịu tổn thất rất lớn, ông phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Hai, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Không mong cái khác, chỉ mong bảo vệ được mấy đứa nhỏ là được. Triệu Kiến Quốc nhìn đám người Triệu Thanh Phong với ánh mắt phức tạp. Ông ta đã sẵn sàng làm vật hy sinh rồi. Phanh! Đúng lúc này, cửa lớn nhà họ Triệu bị người ta đạp ra, rơi xuống đất, phát ra âm thanh rất to. Nhà họ Sở đã đánh vào rồi. Đầu tiêu, 800 người mặc áo trắng nhà họ Sở như nước lũ đánh vào. Họ tràn vào như tổ ong, mấy chục tên bảo vệ của nhà họ Triệu không đáng là bao, nháy mắt đã ngã hết trên mặt đất. 800 cao thủ áo trắng của nhà họ Sở tiếp tục đánh sâu vào, chẳng mấy chốc đã vào tới sảnh chính của nhà họ Triệu, bao vây nơi này với 3 vòng trong 3 vòng ngoài. Người nhà họ Triệu hoảng sợ trước trận thế lớn này. Họ nào có gặp trận thế này bao giờ? Cho dù là hai người Ngô Mộc Lan và Triệu Kiến Quốc, họ cũng rất chấn động. Ngoại trừ trong quân đội ra, làm gì có nơi nào có hình ảnh này? Thấy trận thế lớn như này, giờ gia đình Lý Tử Nhiễm mới hiểu nhà họ Sở ở Hoa Hải mạnh cỡ nào. Cả tỉnh Giang Nam không có đối thủ cũng không ngoan, đây là gia tộc lớn ở Hoa Hải đó. Hóa ra Diệp Quân Lâm đã chọc phải tai vạ lớn như này. Lý Tử Nhiễm há miệng, vẻ mặt khiếp sợ. Diệp Quân Lâm, cậu không yên với tôi đâu, họa tự gây ra họa, giờ cậu lại bỏ chạy. Tôi muốn giết cậu. Triệu Nhã Lan khóc không ra nước mắt. Lý Văn Uyên hít sâu một hơi rồi nói, chắc chắn là cậu ta biết nhà họ Sở mạnh như này cho nên mới bỏ chạy. Rất nhanh, mọi người nhà họ Triệu đã bị đuổi ra một chỗ. Đợi sự trừng phạt của nhà họ Sở. Lọc cọc lọc cọc. Một chàng tiếng bước chân lộn xộn vang lên. Mọi người hiểu chính chủ đã tới. Đội ngũ áo trắng tự động tách ra một đường. Một đoàn người đi vào. Đi đầu là Sở Nhậm Hùng. Đi theo ông ta là mấy chục người nữa, đây mới là các cao thủ thật sự của nhà họ Sở. Sở Thiên Truyền cũng ở trong đoàn này. Anh ta vừa tới, ánh mắt đã tìm kiếm bóng dáng của Diệp Quân Lâm. Thấy người không có ở đây, anh ta thở phào một hơi. Của nhiên giống như lời tình báo nói, Diệp Quân Lâm đã bỏ chạy vào hôm đó rồi. Vậy thì nỗi lo duy nhất của anh ta đã tan biến. Chỉ cần các sếp lớn của Kim Lăng không can dự vào. Nhà họ Sở anh ta có thể hoành hành ngang dọc ở Kim Lăng rồi. Kẻ nào địch được nhà họ Sở ở Hoa Hải chứ? Chỉ dựa vào một nhà họ Triệu nho nhỏ sao? Thật là nực cười. Sau khi Sở Nhậm Hùng đi đến giữa sân, ông ta cười giễu còn nói, thế nào? Không phải đã nói là tìm người giúp sao? Tìm được bao nhiêu người tính bấy nhiêu người mà. Nhà họ Triệu các người một người cũng không tìm được hả? Không kéo nhà nào tới giúp à? Đây là đang coi thường nhà họ Sở tôi hả? Ông ta vừa nói ra câu này, mọi người nhà họ Triệu lập tức hoảng sợ. Không, không có chuyện đó, ông thủ trưởng à, một nhà họ Triệu nhỏ bé như chúng tôi nào dám coi thường nhà họ Sở. Ngô Mộc Lan và Triệu Kiến Quốc suýt thì quỳ xuống luôn. Hừ, thế đứa cháu nhà họ Triệu các ông, đứa mà đã tát tôi một cái đâu? Sở Nhậm Hùng không để ý đến hai người kia, cười khẩy nói, nếu đã là ước chiến, nhà họ Sở tôi sẽ dốc hết sức. Giới thiệu mấy người bên cạnh tôi một chút, bốn người này là lính giải ngũ từ chiến đội thủy quân lục Hoa Kỳ, ba người này là huấn luyện viên của quân đội Delta, còn có bảy người này, là cao thủ của rắn mắt kính, tổ chức sát thủ châu Á, mười người này là vệ sĩ quốc tế mà nhà họ Sở tôi đã thuê về với giá cao. Họ từng bảo vệ cho Tổng thống nước họ, người này là cao thủ hắc hồ của giới xã hội đen Hoa Hạ, người này là. Ngoài ra, mạng lưới quan hệ của nhà họ Sở tôi cũng đã chuẩn bị chu đáo rồi, nếu bản thân nhà họ Sở tôi không giải quyết được, tới lúc đó tôi chỉ cần gọi một cú điện thoại, thế lực của các gia tộc lớn ở các tỉnh lớn và ở Hoa Hải nhất định sẽ giúp đỡ hết mình. Đừng bảo chúng tôi bắt nạt ông, bởi vì các ông là người khơi mào chuyện này trước. Khi Sở Nhậm Hùng liệt kê ra các cường giả bên cạnh ông ta, rồi lại nói tới quan hệ của nhà họ Sở. Người nhà họ Triệu ngây người. Thế thì, nhà họ Triệu lấy gì chống lại người ta đây? Đừng nói là bọn họ,
cho dù máy gia tộc mạnh nhất ở Kim Lăng cũng không làm gì được. Không nói đến 800 người mặc áo trắng của nhà họ Sở, chỉ riêng mấy chục cao thủ bên cạnh Sở Nhậm Hùng thôi đã có thể giải quyết được mọi thứ ở Kim Lăng rồi. Đúng rồi, người đã tát ba tôi đâu? Con trai của Sở Nhậm Hùng là Sở Văn Vũ lạnh lùng nói. Nghe tin ba mình bị đánh, con cháu nhà họ Sở suýt nữa đã dẫn người đánh tới ngay tối hôm đó. Đối với nhà họ Sở, đây chắc chắc là chuyện không thể tha thứ. Chuyện xưa nay chưa từng thấy. Vậy mà lại có người dám tát Sở Nhậm Hùng ư? Thật không thể tưởng tượng nổi. Là tôi. Triệu Viễn Hào phóng đi ra, nhìn Sở Văn Vũ với vẻ mặt không sợ gì. Tốt, tốt lắm, tiểu bối thật ngông cuồng. Cậu lại dám tát ba tôi ư? Ha ha ha. Cậu thật to gan. Sở Văn Vũ gầm lên. Ừ, tôi là người tát đấy. Ông ta kêu người tát tôi một cái, tôi trả lại cho ông ta một cái. Công bằng công chính. Triệu Viễn không hề sợ hãi, anh nhìn thẳng vào Sở Văn Vũ. Rầm rầm. Câu nói này của Triệu Viễn đã chọc giận người nhà họ Sở. 800 người mặc áo trắng nhà họ Sở chằm chòng chọc Triệu Viễn. Đối với họ thì đây là chuyện liên quan đến nỗi nhục của nhà họ Sở. Tát Sở Nhậm Hùng, ngang với tát vào mặt nhà họ Sở. Không người nào nhẫn được. Bọn họ chỉ chờ một tiếng ra lệnh, xé nát Triệu Viễn. Lần này Triệu Viễn đã xúc phạm đến điều cấm kỵ của nhà họ Sở. Sở Văn Vũ bật cười, sớm đã nghe nói con cháu nhà họ Triệu ngông hơn trời, hôm nay xem như đã được mở rộng tầm mắt, đúng là kinh khủng. Còn người nào tên là Tiêu Thắm đâu? Tôi muốn xem cô gái như thế nào mà coi thường con trai của Sở Văn Vũ nhà họ Sở tôi. Sở Văn Vũ tò mò hỏi. Trước đó ông ta còn cười nói, không có một người phụ nữ nào ở tỉnh Giang Nam lại từ chối con trai tôi. Không ngờ Tiêu Thắm lại từ chối. Tất cả mọi người nhà họ Sở đều rất hiếu kỳ xem Tiêu Thắm như thế nào. Người nhà họ Triệu liền hoảng hốt. Triệu Viễn xảy ra chuyện cũng được, nhưng Tiêu Thắm thì không được. Tiêu Thắm là dòng chính nhà họ Triệu. Nhưng Tiêu Thắm to gan đi tới trước mặt Sở Văn Vũ, mỉm cười nói, tôi là Tiêu Thắm. Xin lỗi, tôi thật sự không thích con trai ông. Nhân tài ưu tú thì khó tìm, nhưng phụ nữ xinh đẹp vơ một cái là có một nắm, không phải sao? Con trai tôi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cô còn lâu mới đủ tư cách. Đúng thế, cũng không nhìn lại mình đi, dựa vào đâu mà từ chối cậu chủ nhà tôi chứ? Ngoài vẻ hơi sinh ra, cô xứng được với cậu Sở sao? Người nhà họ Sở nhao nhao sỉ nhục. Tiêu Thắm quật cường, cười nhạt nói, đúng, tôi không xứng. Thế các người tới tìm tôi làm gì? Con cháu nhà họ Triệu, đứa nào cũng kiêu căng nhỉ. Sở Văn Vũ cười khẩy nói. Phải rồi, còn có Diệp gì gì đấy nữa, cậu ta là người hẹn chiến với chúng tôi đúng không? Cậu ta đâu? Sở Văn Vũ chuyển đề tài. Đát! Nhất thời, đại sảnh nhà họ Triệu yên tĩnh không một tiếng động. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Cũng không biết phải nói sao. Sở Văn Vũ sửng sốt, không nhịn được cười nói, các cậu sẽ không nói với tôi là... Diệp gì gì đó không có ở đây đấy chứ. Mọi người lần lượt cúi đầu. Đúng lúc này, Lý Tử Nhiễm đứng lên. Tôi là vợ của Diệp Quân Lâm, tôi sẽ gánh vác mọi lỗi lần của chồng tôi. Lý Tử Nhiễm lên tiếng. Lý Văn Uyên, Triệu Nhã Lan đều sửng sốt. Người nhà họ Triệu cũng trợn tròn mắt. Không ngờ lúc này Lý Tử Nhiễm sẽ đứng ra. Tiêu Thám nhìn Lý Tử Nhiễm với ánh mắt hâm mộ. Cô ta vốn nghĩ, Lý Tử Nhiễm không yêu anh rẻ lắm. Nhưng bây giờ, xem ra hai người họ đều yêu thương nhau. Ha 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 ha. Thấy Lý Tử Nhiễm đứng ra, Sở Văn Vũ bật cười, thật nực cười. Một thằng đàn ông lại bỏ chạy, để phụ nữ đứng ra gánh vác hậu quả ư. Ai nói tôi bỏ chạy? Sở Văn Vũ trực tiếp quỳ xuống đất. Bùm bụp, bùm bụp. Hơn trăm người khác của nhà họ Sở cũng đồng thời quỳ xuống đất. Ngay cả quân đội cũng tới á. Như này thì ai mà chịu nổi? Đợi đã không đúng. Mẹ nó đây là Viêm Hoàng Thiết Lữ mài đối với các đứa trẻ ở Hoa Hạ, thì Viêm Hoàng Thiết Lữ càng thêm thần thánh. Quân đội bảo vệ tổ quốc chân chính. Không ngờ họ lại gặp được. Ngô Mộc Lan và Triệu Kiến Quốc liếc nhau, hai người mừng như điên. Giờ phút này, bọn họ là vui mừng nhát. Họ còn biết là, sau này nhà họ Triệu sẽ có địa vị bất bại ở Kim Lăng. Ai cũng đừng hòng động vào một đầu ngón tay của nhà họ Triệu. Đại tá Long Giã, cậu đã tới rồi à?
nhà họ Triệu biết ơn anh lắm. Tôi đại diện cho nhà họ Triệu cảm ơn cậu. Ngô Mộc Lan và Triệu Kiến Quốc cực kỳ vui mừng, họ suýt thì quỳ xuống trước mặt Long Dã luôn. Cụ ông, cụ bà không cần cảm ơn. Lúc tôi dẫn các anh em đi huấn luyện dã ngoại 20 km, tôi thấy nhà họ Triệu có biến, liền tới xem sao. Long Dã cười nói. Phóc, người nhà họ Sở thật muốn hộc máu. Cậu lừa ai đấy? Từ lúc nào mà đi huấn luyện dã ngoại bộ hành mà võ trang đầy đủ như này? Rõ ràng là đến vì bọn họ. Triệu Viễn kích động cúi mình chào rồi nói, chào đại tá Long Dã. Long Dã vỗ vai Triệu Viễn rồi mỉm cười nói, nhóc con cậu khá đấy, tôi đã nghe nói rồi. Vì không muốn bị ức hiếp, cậu đã chống lại nhà họ Sở. Triệu Viễn cười ngượng ngùng. Một mình tôi thì không làm gì được, vẫn phải cảm ơn đại tá Long Dã đã giải cứu nhà họ Triệu trong lúc nguy nan. Triệu Viễn lại cúi mình chào. Vốn dĩ, mấy lời Long Dã nói chỉ là mấy lời xã giao thôi. Nhưng mọi người nhà họ Triệu nghe vào thì lại thành ý khác. Long Dã coi trọng Triệu Viễn thế. Vậy chứng tỏ lần này anh tới giúp đỡ nhà họ Triệu, rõ ràng là vì nể mặt Triệu Viễn. Mặc kệ anh ta đi huấn luyện dã ngoại thật hay giả, nhưng chắc chắn là vì Triệu Viễn. Thấy thế, Ngô Mộc Lan lập tức nói, đại tá Long Dã, cậu không biết chứ chúng tôi đã trách nhầm Triệu Viễn. Chúng tôi cứ tưởng là Triệu Viễn lỗ máng, trẻ tuổi ngông cuồng, nhất thời xúc động nên đánh chủ nhà họ Sở. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu rồi, Triệu Viễn suy nghĩ rất rõ ràng, làm việc cũng có chừng mực. Có người như cậu làm chỗ dựa cho thằng bé còn sợ nhà họ Sở sao? Triệu Kiến Quốc lập tức phụ họa, đúng, chúng ta đã trách nhầm Viễn rồi. Bà nói đúng, nhà họ Sở không thể cứ cậy mạnh mà bắt nạt chúng ta phải phản kháng. Ngô Mộc Lan lại cúi đầu nói, Viễn à, bà nội xin lỗi cháu đã bị tát oan rồi. Bà nội, cái này. Triệu Viễn rất xấu hổ. Rõ ràng chuyện này chẳng liên quan gì với anh ta. Long Dã càng trọn tròn mắt. Chuyện này liên quan quỷ gì với Triệu Viễn chứ? Các người đang nói cái gì vậy? Kế tiếp, Ngô Mộc Lan lại nghĩ đến một chuyện. Hiện tại Triệu Viễn là phó đội trưởng. Thế chẳng phải chứng tỏ Trần Đăng, Trương Kế Hàng, những sếp lớn này tới đây cũng là vì Triệu Viễn sao? Ông Trần, ông Trương, cảm ơn các ông đã tới giúp đỡ họ tôi. Sau này Triệu Viễn còn phải nhờ các ông cất nhắc nhiều. Ngô Mộc Lan cười nói. Triệu Kiến Quốc cũng cười nói, ông Trần, ông Trương, các ông có thể tới đây, chứng tỏ chắc chắn là các ông nể mặt Triệu Viễn, các ông cực kỳ coi trọng thằng bé. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ dạy bảo Triệu Viễn thật tốt, để nó càng ưu tú, công hiền càng nhiều hơn nữa. Triệu Học Văn còn vui mừng nước mắt đảo quanh, tôi đã nói rồi mà, Viễn là tương lai của nhà họ Triệu. Đúng mà. Các sếp lớn của tỉnh thành đều tới đây vì thằng bé. Diệu Viễn thật giỏi, không ngờ chủ tịch tỉnh, thị trưởng đều tới đây vì cậu ấy. Anh Viễn của tôi trâu quá, đánh ra chủ nhà họ Sở mà bình tĩnh thế, chẳng trách được, hóa ra là đã bố trí xong mọi việc từ trước. Nhưng sắc mặt các lãnh đạo của tỉnh thành đều thay đổi. Trần Đăng, Trương Kế Hàng, các sếp lớn của tỉnh thành đều trợn tròn mắt. Chuyện gì thế này? Bọn họ tới đây hoàn toàn là vì chiến thần Côn Luân. Có liên quan gì với Triệu Viễn chứ? Bọn họ không hề quen Triệu Viễn. Càng đừng nói đến chuyện đứng ra mặt cho Triệu Viễn. Người nhà họ Triệu này tư duy kiểu gì vậy? Hiểu sai hả? Mọi người nhà họ Triệu lũ lượt cảm ơn, mấy người Trần Đăng thì xấu hổ. Bọn họ nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm gật đầu. Lúc này Trần Đăng mới nói, đúng thế. Triệu Viễn là người mà tôi cực kỳ coi trọng, nhà họ Triệu còn là gia tộc ưu tú ở Kim Lăng mình, mấy năm nay đã có rất nhiều đóng góp. Có người gây khó dễ, tôi tuyệt đối không để yên. Trương Kế Hằng cũng nói, đúng, Triệu Viễn là nhân tài hiếm có. Chúng tôi rất coi trọng cậu ấy. Sau khi các sếp lớn khen ngợi một phen, Triệu Viễn cảm thấy đỏ mặt xấu hổ. Hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào. Rõ ràng chẳng liên quan gì tới anh ta. Người trong nhà lại đổ hết công lao thành của anh ta. Anh ta lén nhìn Diệp Quân Lâm một cái, phát hiện không có khác thường, lúc này trong lòng mới dễ chịu hơn. Triệu Viễn xấu hổ, nhưng người nhà họ Triệu thì khác. Bọn họ hưng phấn chết đi được. Đầu tiên, đã hóa giải được kiếp nạn mà nhà họ Sở mang tới. Tiếp theo, các sếp lớn hàng đầu ở thành phố Kim Lăng liên tục khen ngợi Triệu Viễn,
Đây là phúc của nhà họ Triệu. Nhà họ Triệu ra rồng thật rồi. Có Triệu Viễn ở đây, tương lai nhà họ Triệu trăm năm không ngã. Bây giờ tôi lập Triệu Viễn làm gia chủ đời tiếp theo của nhà họ Triệu. Trước mặt mọi người, Ngô Mộc Lan trực tiếp bổ nhiệm vị trí gia chủ đời tiếp theo cho Triệu Viễn. Vượt một hàng chỗ đám Triệu Học Thành. Nhưng bọn họ không có bất kỳ lời oán thán nào. Với thực lực hiện tại của Triệu Viễn, dưới sự dẫn dắt của anh ta, nhà họ Triệu sẽ đi được càng xa. Mọi người mới được hưởng thụ càng nhiều. Ông Trần, ông thấy thế nào? Ngô Mộc Lan còn hỏi. Trần Đằng cười cười, ừ, được, người trẻ có thực lực thì gánh vác tốt trọng trách này. Nhà họ Triệu ai ai cũng gieo hò. Nhưng Triệu Nhã Lan và Lý Văn Uyên, bọn họ không vui nổi. Lúc đầu, khi đám người chiến thần Diêm La tới, nhà họ Sở bị trấn trụ. Khó khăn lắm họ mới được tự hào đứng thẳng thắt lưng. Đến lúc Trần Đằng xuất hiện, bọn họ càng vui mừng hơn. Cứ tưởng tất cả là công lao của Diệp Quân Lâm. Bọn họ còn đang hãnh diện vì Diệp Quân Lâm. Còn muốn mọi người nhìn thấy, đây là con rể của họ. Nhưng kết quả lại chẳng liên quan gì đến Diệp Quân Lâm. Hết thảy đều là vì nguyên nhân chỗ Triệu Viễn sao. Thử hỏi sao họ chấp nhận được chuyện này. Vốn Diệp Quân Lâm xoay chuyển tình thế, bọn họ đã xoay được người ở nhà họ Triệu. Nhưng lại nói Diệp Quân Lâm không liên quan đến họ. Này này này, tâm trạng của Lý Tử Nhiễm cũng không khác gì bọn họ. Trong suy nghĩ của cô, Diệp Quân Lâm là người đã hái xuống thành quả thắng lợi này. Bây giờ có cảm giác bị người khác cướp mất. Tiêu Thắm hơi ngứa mắt rồi. Rõ ràng là công lao của anh rể, không liên quan tới Triệu Viễn. Bà nội, mọi người phải biết rằng, vừa nãy người gọi điện thoại gọi người đến là anh dễ cháu. Tuy anh Triệu Viễn có công, nhưng công lao lớn nhất phải là của anh dễ cháu. Tiêu Thắm tức giận, nói với mọi người. Vấn đề này làm cho mọi người sững sờ. Đúng thế, vừa nãy mọi việc đều là trong dự tính của Diệp Quân Lâm. Hình như không liên quan lắm đến Triệu Viễn. Triệu Học Văn lập tức phản đối, Tiêu Thắm, cháu nói cái gì đấy? Chủ tịch tỉnh Trần và thị trưởng Trương đều đã công nhận là họ đến đây vì nể mặt Triệu Viễn, liên quan gì đến Diệp Quân Lâm chứ? Tiêu Thắm cười nhạt nói, vậy bác cả nói cho cháu biết, vì sao người là anh dễ cháu gọi điện gọi tới? Nhà họ Sở mới là nhân vật chính mà. Hả? Vừa nghe thấy nói chủ đề lại quay lên người mình, Sở Văn Vũ sợ hãi. Địa bàn Kim Lăng muốn tới thì được, nhưng ở thì khó đấy. Diệp Quân Lâm cười nói. Long Giã cũng nói, đúng, không sêu không ai đồng ý đâu. Tôi, tất cả nghe mọi người xử lý. Sở Văn Vũ quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên. Nghe nói nhà họ Sở muốn tới thành phố Kim Lăng để phát triển và cống hiến hả? Thế này đi, lấy ra một nửa tài sản đầu tư vào việc phát triển thành phố Kim Lăng. Cái gì? Diệp Quân Lâm vừa lên tiếng, mọi người nhà họ Sở nhìn anh như nhìn thấy thằng điên. Bỏ một nửa tài sản ra ư? Đây chẳng phải là muốn bức tử nhà họ Sở sao? Đừng lo còn nữa mà, tôi từng nói là đến thì dễ, muốn đi nhà họ Sở mới là nhân vật chính mà. Hả? Vừa nghe thấy nói chủ đề lại quay lên người mình, Sở Văn Vũ sợ hãi. Địa bàn Kim Lăng muốn tới thì được, nhưng ở thì khó đấy. Diệp Quân Lâm cười nói. Long Giã cũng nói, đúng, không sêu không ai đồng ý đâu. Tôi, tất cả nghe mọi người xử lý. Sở Văn Vũ quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên. Nghe nói nhà họ Sở muốn tới thành phố Kim Lăng để phát triển và cống hiến hả? Thế này đi. Lấy ra một nửa tài sản đầu tư vào việc phát triển thành phố Kim Lăng. Cái gì? Diệp Quân Lâm vừa lên tiếng, mọi người nhà họ Sở nhìn anh như nhìn thấy thằng điên. Bỏ một nửa tài sản ra ư? Đây chẳng phải là muốn bức tử nhà họ Sở sao? Đừng lo còn nữa mà, tôi từng nói là đến thì dễ, muốn đi thì khó. Nếu đi thì mỗi người nộp 10 triệu tệ nhé. Ra này hợp lý không? Diệp Quân Lâm mỉm cười nói. Cái gì? Một người 10 triệu tệ. Sở Văn Vũ trợn trừng mắt. Bọn họ cộng lại tổng cộng 900 người, một người 10 triệu tệ. Thế tất cả là 9 tỷ tệ. Nhưng Diệp Quân Lâm vẫn chưa dừng tính, còn nữa, nhà họ Triệu có nhiều người bị tổn thất tinh thần như thế, phí tổn thất tinh thần tính 1 tỷ đi. Phóc! Sở Văn Vũ không chịu nổi nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Tròn 10 tỷ, cộng thêm một nửa tài sản,
quả thực là muốn lấy mạng của nhà họ Sở luôn. Đúng rồi, các ông tới thành phố Kim Lăng mà không mang chút quà, làm ít từ thiện à? Vừa khéo tôi nghe nói đang có một công trình tạo phúc cho người dân, các ông không làm một ít à? Diệp Quân Lâm cười nói. Phóc! Phóc! Sở Văn Vũ thực sự là muốn hộc máu đến chết luôn, không xấu xa như thế chứ. Mấy người Trần Đẳng lập tức nói, đúng, đúng đấy. Có 8 công trình tạo phúc cho người dân vẫn đang thiếu khoảng 7 tỷ. Diệp Quân Lâm cười cười, số tiền này các ông bỏ ra được đúng không? Không, không vấn đề gì. Sở Văn Vũ thật sự là muốn đập đầu chết. Tranh chấp với nhà họ Triệu, nhà họ Sở thua sạch. Lần này, nhà họ Sở đại thương nguyên khí. Nhìn bộ dạng đắc ý của con rể cô kia, như thể cậu ta là người giải quyết thật vậy. Tiêu Nhược Mai khinh thường nói Triệu Nhã Lan. Đúng thế, rõ ràng là Triệu Viễn giải quyết, Diệp Quân Lâm cậu ta ra vẻ cái gì chứ? Đúng thế, vừa nãy cậu ta ra oai, nhìn không quen. Cũng coi như cậu ta có tí tác dụng, nếu Triệu Viễn mà giải quyết, chắc chắn sẽ không nhắc đến phí tổn thất tinh thần 1 tỷ, chỉ có Diệp Quân Lâm mới mặt dày như thế thôi. Người nhà họ Triệu nhao nhao trào phúng, nhưng niệm tình Diệp Quân Lâm có công, cho nên lời nói của mọi người không ác độc lắm. Sau khi mọi người rời đi, hai người Ngô Mộc Lan và Triệu Kiến Quốc ôm chặt lấy Triệu Viễn, hô to, Viễn à, cháu đúng là niềm tự hào lớn nhất của nhà họ Triệu chúng ta. Hai người cực kỳ vui mừng. Nước mắt hạnh phúc rơi xuống. Nhà họ Triệu chúng ta thật may mắn, có thể có được đứa cháu Triệu Viễn như này. Mọi người đều nhìn Triệu Viễn với ánh mắt sùng bái và hâm mộ. Từ hôm nay trở đi, Triệu Viễn sẽ là người quan trọng nhất ở nhà họ Triệu. Là nền tảng cho sự kiến thiết và phát triển nhà họ Triệu sau này. Ngô Mộc Lan nhìn về phía Diệp Quân Lâm, cậu cũng được coi là có công, dẫu sao cũng đứng trên một chiến tuyến với Triệu Viễn. Tất nhiên là bởi vì con người Viễn quá tốt, thằng bé giản dị dễ gần, đối xử công bằng với từng người trong gia tộc. Cho dù chúng tôi nghĩ cậu bình thường, nhưng rất nhiều lần Viễn bảo chúng tôi phải đối xử tốt với cậu, coi trọng cậu. Đúng, sau này, Diệp Quân Lâm cậu hãy học hỏi Triệu Viễn nhiều vào. Anh ấy coi trọng anh như thế, đi cùng anh ấy, anh sẽ không kém đâu. Rõ ràng đang khen Diệp Quân Lâm có công, nói ra lại thành công lao của Triệu Viễn. Triệu Viễn xấu hổ không chịu nổi, cúi thấp đầu, không dám nhìn Diệp Quân Lâm. Anh ta gắt gao nắm chặt nắm đấm. Hết sức xấu hổ, nếu có một cái lỗ ở đây anh ta sẽ chui vào luôn. Ngay cả Tiêu Thắm còn thấy ngại. Anh Triệu Viễn được khen lên tận trời rồi. Thế mà lại không có một tí quan hệ gì với anh ta. Ngô Mộc Lan lại nói với Triệu Nhã Lan và Lý Văn Uyên, mấy hôm nay đã để anh chị khổ rồi, nhưng Triệu Viễn coi trọng nhà anh chị, sau này có việc thì có thể tới tìm nhà họ Triệu. Cảm ơn bố mẹ. Triệu Nhã Lan và Lý Văn Uyên lập tức nói. Nếu muốn cảm ơn thì anh chị đi cảm ơn Triệu Viễn đi. Ngô Mộc Lan bày ra vẻ mặt kiêu ngạo. Hai người Triệu Nhã Lan và Lý Văn Uyên đi tới trước mặt Triệu Viễn, nói cảm ơn, cháu à, cảm ơn cháu nhé. Cô, chú đừng làm thế. Triệu Viễn lập tức ngăn lại. Nếu Diệp Quân Lâm mà tức giận, anh ta không gánh nổi đâu. Lúc này, một chiếc xe đi vào nhà họ Triệu. Trương Văn Thao và Triệu Quân Phi đã tới. Vừa rồi khi nhà họ Triệu nằm ở thế nguy nan, bọn họ chạy. Mắt dạng, bây giờ vấn đề đã được giải quyết, trái lại quay về rồi. Ông nội bà nội, mọi người đã biết chuyện rồi chứ? Thực ra, có một số người là cháu gọi tới đấy. Chính là mấy người xếp Trần, xếp Trương, cuối cùng ba cháu vất vả cầu xin, mới gọi họ đến được. Trương Văn Thao nói mà không biết xấu hổ. Hả, là cháu gọi tới à hai? Mấy người Ngô Mộc Lan sửng sốt. Không phải Triệu Viễn sao? Mọi người nói. Lúc này Triệu Viễn lập tức giải vây cho mình, đúng là không liên quan đến cháu. Nghe thấy chưa? Trương Văn Thao cười nói. Đám người Ngô Mộc Lan nhớ lại cảnh tượng trước mặt, đúng là lúc mấy người Trần Đằng nhắc tới Triệu Viễn, sắc mặt họ không được tự nhiên. Thậm chí nói còn rất gượng gạo. Bây giờ nhớ lại, nguyên nhân không phải Triệu Viễn. Đúng thế. Ngoài nhà có bối cảnh chính trị của nhà họ Trương gia, người khác sao mà mở được những xếp lớn này? Văn Thao à, thời khắc máu chót vẫn là cháu giúp sức. Ngô Mộc Lan ôm chặt Trương Văn Thao. Những người khác cũng lũ lượt cảm ơn Trương Văn Thao, thậm chí còn ngưỡng mộ nhìn anh ta. Có phần thực lực này. Trương Văn Thao hơi ngại, anh ta nói,
thực ra, cũng không phải công của một mình cháu, Triệu Viễn cũng có công, đại tá Long Giã đó đến vì Triệu Viễn, còn cả các gia tộc lớn gì gì đó cũng là công của Triệu Viễn. Triệu Viễn đang định trả lời là không phải, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Diệp Quân Lâm, anh ta đành phải im lặng thừa nhận. Nhưng anh ta và Tiêu Thấm khó chịu nhìn Trương Văn Thao. Lúc nhà họ Triệu nguy nan, anh ta chạy đi thật xa. Bây giờ nguy nan được giải trừ, lại chạy tới tranh công. Con mẹ nói có một xu liên quan với anh sao? Bây giờ có rất nhiều người như vậy, lúc khó khăn thì không thấy đây, lúc lĩnh công thì xuất hiện hết. Tốt tốt tốt, cháu và Triệu Viễn là công thần lớn nhất của nhà họ Triệu. Ngô Mộc Lan cười to nói. Trương Văn Thao rất là hưởng thụ khoảnh khắc này. Triệu Viễn thì rất xấu hổ. Hai người tạo nên sự đối lập rõ rệt. Trương Văn Thao chợt nhìn thấy Diệp Quân Lâm, không nhịn được đi lên cười rồi nói, Quân Lâm à, chú cũng có công đấy. Nếu không phải chú ước chiến với nhà họ Sở thì sao mà thực lực của chúng ta lại thể hiện ra thế này nhỉ? Đúng đấy, nếu không có chú ước chiến, ông nội bà nội sao có thể nhìn thấy Văn Thao nhà tôi giỏi thế nào chứ? Triệu Quân Phi cũng rất là không biết xấu hổ, chủ động hưởng thụ mọi thứ. Tiêu Thắm không nhìn nổi nữa. Em nói này chị cả, anh rể, chuyện này có quan hệ với hai người sao? Tiêu Thắm hỏi. Nếu như nói là công của Triệu Viễn, cô tạm nhìn vậy. Nhưng Triệu Quân Phi và Trương Văn Thao chạy tới tranh công, cô không nhìn được nữa. Sắc mặt Trương Văn Thao không vui, anh ta nói, Tiêu Thắm, em có ý gì? Sao lại không liên quan đến anh? Lãnh đạo Trần, lãnh đạo Trương, chẳng phải họ đều được anh mời tới sao? Không có họ, có thể hóa giải mối nguy này sao? Triệu Quân Phu cũng cười khẩy nói, em gái, em có ý gì hả? Tiêu Thắm cười nhạt nói, có chuyện gì? Trong lòng anh chị tự biết, sao vừa nãy hai người ở đây, bây giờ sự việc đã được giải quyết thì chạy tới tranh công rồi hả? Tiêu Thắm luôn nói không kiêng dè gì cả, có gì nói nấy. Tiêu Thắm, ý của em là những lãnh đạo đó là người khác mời tới. Không liên quan tới bọn anh ư. Trương Văn Thao chợt cao giọng, quát về phía Tiêu Thắm. Triệu Quân Phi cũng quát lên, đúng thế, Tiêu Thắm, em không được vu oan cho người khác như thế, cái gì gọi là bọn chị tới tranh công hả? Khóe miệng Tiêu Thắm khẽ nhếch lên nụ cười trào phúng, không phải anh chị nói những lãnh đạo đó là do anh chị mời tới sao? Được thôi, bây giờ gọi điện thoại kiểm chứng đi. Cái này, Trương Văn Thao và Triệu Quân Phi đều sửng sốt. Ít hầu khẽ trượt, một tia khẩn trương hiện lên. Được rồi, Tiêu Thắm, cháu cũng không nghĩ xem, anh Triệu Viễn cháu giỏi, nhưng chưa đến mức lãnh đạo Trần phải đích thân tới, bố và ông nội của Văn Thao, người ta từng ở cùng một tuyến đấy, chắc chắn là người ta nể mặt hỏi. Ngô Mộc Lan giải vây kịp thời, mới cho Trương Văn Thao và Triệu Quân Phi thở phào một hơi. Nếu Tiêu Thắm khăng khăng gọi điện thoại, bọn họ sẽ lộ tẩy mát. May mà có Ngô Mộc Lan. Ông nội bà nội, để chúc mừng cho thắng lợi của nhà họ Triệu, cháu đã đặt một bàn ở khách sạn Vạn Hào cho mọi người tới chúc mừng. Trương Văn Thao nói. Ngô Mộc Lan gật đầu, tốt quá, bà cũng nghĩ vậy, không ngờ cháu đã sắp xếp xong xuôi rồi. Nhà họ Triệu cháu và Viễn, bà rất mừng, các cháu nhỏ hãy học theo nhé. Đúng, nhát là Nhã Lan, con dễ chị mới học được một ít, đừng kiêu ngạo như vậy. Tiêu Nhược Mai hừ lạnh nói. Triệu Nhã Lan và Lý Văn Uyên liếc mắt nhìn nhau. Sắc mặt rất là khó coi. Địa vị của họ ở nhà họ Triệu vẫn thấp như cũ. Dựa vào Diệp Quân Lâm không ổn rồi. Chỉ có thể dựa vào Lý Tử Nhiễm thôi. Buổi tối, mọi người nhà họ Triệu đi tới khách sạn Vạn Hào. Trên bàn cơm, Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan không hề có cảm giác tồn tại. Thực ra hai người rất muốn có được sự công nhận của hai vợ chồng Ngô Mộc Lan. Cuối cùng ánh mắt của Ngô Mộc Lan cũng nhìn tới Lý Tử Nhiễm. Tử Nhiễm, dạo này cháu phát triển thế nào? Ngô Mộc Lan dịu dàng hỏi. Trong lòng Triệu Nhã Lan biết cơ hội đã tới, bà ta nói ngay, mẹ, mẹ không biết chứ bây giờ Tử Nhiễm phát triển rất tốt. Chủ tịch của tập đoàn Đông Thiên, giá trị công ty sắp được 5 tỷ. Mẹ có biết hai bộ phim siêu hot dạo gần đây không? Phim mà Trịnh Tử Hàm đóng ý ạ? Trịnh Tử Hàm đóng à, mẹ biết, thì ra là công ty Tử Nhiễm quay à? Chị Tử Nhiễm, em cực kỳ thích Trịnh Tử Hàm, chị có thể xin chữ ký giúp em được không? Mọi người hâm mộ nói. Ngô Mộc Lan và Triệu Kiến Quốc rất là ngạc nhiên, hả? Ra thị trường là 5 tỷ á 2.
Nhà họ Triệu cũng được coi là đại tộc, nhưng cộng hết sản nghiệp lại cũng chỉ có hơn 10 tỷ. Này chẳng phải chứng tỏ Lý Tử Nhiễm sắp đòi kịp nhà họ Triệu rồi à? Đúng mà, gần đây công ty của Tử Nhiễm sắp tiến quân vào thị trường điện tử. Đây là ý của cấp trên phía Tô Hàng, họ muốn tập đoàn Vân Đình và tập đoàn Đông Thiên lấp lại khoảng trống của thị trường điện tử sau khi tập đoàn Tam Hưng rời đi với thời gian nhanh nhất. Tương lai của Tử Nhiễm là vô hạn. Lý Văn Uyên mặt mày hớn hở nói. Cuối cùng đã có thể thẳng lưng trước mặt nhà họ Triệu. Thế thì quá tốt. Đám người Ngô Mộc Lan sáng mắt lên. Trong lòng lập tức chấp nhận Lý Tử Nhiễm. Đây cũng là một phần tử của nhà họ Triệu. Xem ra ánh mắt của Triệu Viễn rất tốt. Phải đối xử với gia đình Lý Tử Nhiễm tốt hơn một tí. Tử Nhiễm à, có gì cần giúp, thì cứ nói với ông nội bà nội. Nhà họ Triệu là hậu thuẫn vững chắc nhất của cháu. Ngô Mộc Lan cam đoan. Lý Tử Nhiễm cười cười, ông nội bà nội, gần đây nghiệp vụ điện tử của công ty sắp tới tỉnh thành để mở rộng, đến lúc đó sẽ làm phiền chỗ mọi người nhiều hơn. Ở Tô Hàng, tập đoàn Vân Đình đã bố trí xong, tiếp theo sẽ tiến vào tỉnh thành. Tập đoàn Đông Thiên chính là quân tiên phong. Thật sao, thế thì tốt quá. Ngô Mộc Lan và Triệu Kiến Quốc liếc nhau, ánh mắt tràn ngập mừng rỡ. Lý Tử Nhiễm có một công ty lớn như thế, nếu mà tới mở rộng ở tỉnh thành thì đúng là có lợi cho nhà họ Triệu. Bọn họ không giống như nhà họ Lý, muốn lấy đồ của Lý Tử Nhiễm làm của riêng. Bọn họ muốn đôi bên cùng có lợi. Nhà họ Triệu mượn sức của Lý Tử Nhiễm. Lý Tử Nhiễm mượn sức của nhà họ Triệu. Yên tâm đi, cô bé. Cháu cứ yên tâm tới tỉnh thành, chúng ta sẽ trải đường cho cháu. Không nói đến cái khác. Triệu Viễn có thể loại bỏ mọi phiền phức cho cháu. Anh rể cháu làm ở cục công thương, chắc chắn sẽ giúp được nhiều cho cháu, chị cả cháu là phó thống đốc ở ngân hàng Hắc Kỳ, cũng có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề. Ngô Mộc Lan bảo đảm nói. Vậy thì cảm ơn ông nội bà nội, anh rể cả, chị cả, và em Triệu Viễn. Trước đó Lý Tử Nhiễm vẫn thấp thỏm làm sao để nói chuyện này. Bây giờ Ngô Mộc Lan chủ động đề xuất thì tốt hơn nhiều rồi. Nào. Ông đề nghị mọi người cạn một ly. Hôm nay đúng là xong hỉ lâm môn, nhà họ Triệu đã giải trừ được mối nguy, thêm nữa là cô nhóc Tử Nhiễm tới tỉnh thành để phát triển. Triệu Kiến Quốc đề nghị nâng ly. Sau khi uống xong một ly, Diệp Quân Lâm nói với Lý Tử Nhiễm, em tới phát triển là được rồi, ai dám cản trở em chứ? Không cần người khác hỗ trợ. Diệp Quân Lâm muốn bảo vệ chu toàn cho Lý Tử Nhiễm cả đời, làm gì cần người khác chứ? Lời này vừa khéo bị Triệu Học Thành nghe thấy, ông ta cười khẩy nói, sao nào? Khinh thường sự trợ giúp của nhà họ Triệu tôi hả? Có chuyện gì vậy? Ngô Mộc Lan hỏi ngay. Bố mẹ, vừa nãy Diệp Quân Lâm bảo là không cần chúng ta giúp đỡ. Triệu Học Thành trừng mắt nhìn Diệp Quân Lâm. Mặt Triệu Nhã Lan và Lý Văn Uyên lập tức biến sắc. Khó khăn lắm nhà họ Triệu mới đồng ý trợ giúp cho Tử Nhiễm phát triển. Thế không tốt à? Sao cứ phải từ chối nhỉ? Ngô Mộc Lan và Triệu Kiến Quốc nhìn về phía Diệp Quân Lâm với vẻ bực bội, là cậu nói hả? Đúng, là cháu nói đấy. Vợ cháu không cần giúp, tự cô ấy làm cũng phát triển rất tốt. Nếu như mọi người cần Tử Nhiễm giúp thì cứ nói, chúng cháu không cần giúp đâu. Diệp Quân Lâm trả lời nghiêm túc. Phốc! Diệp Quân Lâm vừa nói ra câu này, hai người Triệu Nhã Lan muốn ói máu rồi đấy. Còn về phần Ngô Mộc Lan và Triệu Kiến Quốc, hai người họ đang đen mặt. Đây là ý gì? Coi thường nhà họ Triệu hả? Nói như kiểu nhà họ Triệu muốn dựa vào Lý Tử Nhiễm vậy. Phanh! Ngô Mộc Lan bất ngờ vỗ mạnh lên bàn một phát, mọi người giật mình. Nhất thời, giữa sân yên tĩnh lại. Mọi người đều giật mình, không dám thở mạnh. Ngô Mộc Lan đen mặt, liên tục chất vấn. Công ty của Tử Nhiễm có liên quan đến cậu không? Cậu có thể quyết định thay Tử Nhiễm không? Cậu nghĩ cậu giỏi giang lắm à? Những người khác cũng tức giận nói, đúng thế, công ty là của Tử Nhiễm, liên quan gì đến cậu chứ? Cậu ở đây giả bộ cái gì? Không có bản lĩnh thì không có tư cách nói chuyện, cùng lắm thì cậu cũng chỉ là một thằng được bao nuôi thôi mà. Một câu nói của Diệp Quân Lâm đã khiến cho mọi người nhà họ Triệu rất bất mãn. Lý Tử Nhiễm kịp thời đứng ra giải vây, được rồi, ông ngoại bà ngoại. Mọi người đừng để ý của Quân Lâm là không muốn phiền hà mọi người thôi ạ. Lúc này Ngô Mộc Lan mới bỏ qua, nhưng bà ta vẫn châm chọc nói, hừ, có khi cậu ta không nghĩ vậy.
Trương Văn Thao nhìn về phía Diệp Quân Lâm, cười nói, Quân Lâm à, lẽ nào chú không nghĩ là bây giờ chú hoàn toàn không xứng với Tử Nhiễm sao? Triệu Quân Phi lập tức phụ họa theo, đúng thế. Công ty của Tử Nhiễm có ghế thị trường tận 5 tỷ, lại còn có tấm dựa là tập đoàn Vân Đình. Chú, có cái gì? Đúng đấy, ở nhà họ Triệu, có mỗi hai người là không môn đăng hộ đôi thôi nhỉ. Bữa tiệc tối rất không vui vẻ. Cả bữa tiệc, Ngô Mộc Lan đen mặt. Tử Nhiễm này cháu ở lại một lát, bà ngoại có chuyện hỏi cháu. Sau bữa tiệc tối, Ngô Mộc Lan bảo mỗi Lý Tử Nhiễm ở lại. Lý Tử Nhiễm thấp thỏm đi tới trước mặt Ngô Mộc Lan rồi nói, bà ngoại sao vậy ạ? Tử Nhiễm này, bà ngoại hỏi cháu một câu hỏi riêng tư. Ngô Mộc Lan sờ đầu Lý Tử Nhiễm rồi hỏi. Dạ, bà ngoại hỏi gì? Lý Tử Nhiễm khó hiểu. Khoảng thời gian này cháu không tính có một đứa con với Diệp Quân Lâm sao? Nghe được câu hỏi, Lý Tử Nhiễm hơi ngượng ngùng, cháu không ạ, tạm thời chúng cháu vẫn lấy sự nghiệp làm trọng. Không, cháu không hiểu ý của bà. Bà hỏi thẳng cháu này, cháu hãy trả lời thật, cháu và Diệp Quân Lâm đã xảy ra quan hệ hay chưa? Ngô Mộc Lan hỏi thẳng. Hả? Lý Tử Nhiễm sửng sốt, khuôn mặt đỏ bừng. Không ngờ Ngô Mộc Lan sẽ hỏi vấn đề này. Cháu thành thật nói cho bà biết, hiện tại tình hình của hai cháu là gì? Ngô Mộc Lan truy hỏi. Lý Tử Nhiễm thở gấp. Bà, anh ấy chưa chạm vào cháu. Lý Tử Nhiễm trả lời thành thật. Ừ, bà biết rồi. Sau khi Lý Tử Nhiễm rời đi, Ngô Mộc Lan gọi Triệu Kiến Kiến và đám người Triệu Học Thành tới. Vừa nãy tôi đã tìm hiểu rõ ràng rồi, Tử Nhiễm và Diệp Quân Lâm có danh nghĩa vợ chồng, nhưng chưa là vợ chồng thật. Ngô Mộc Lan nói, mẹ, chẳng lẽ ý của mẹ là... Đám người Triệu Học Thành đã nghe ra ý của Ngô Mộc Lan. Đúng, không sai đâu, mẹ muốn cho họ ly hôn, sau đó Tử Nhiễm tái hôn. Ngô Mộc Lan nói thật. Đám người Triệu Học Thành, Tiêu Nhược Mai lập tức giơ hai tay tán thành, đáng lẽ ra họ nên ly hôn từ lâu rồi ý, Diệp Quân Lâm nào có xứng với Tử Nhiễm, đúng là một chuyện cười. Đúng thế, chúng con đều không thích cái thằng Diệp Quân Lâm đó. Không có năng lực thì thôi, tính tình còn ghê gớm. Ngô Mộc Lan gật đầu, ừ, mẹ cũng không thích cậu ta. Trước đây, Tử Nhiễm không quan hệ với nhà họ Triệu ta, mẹ không trông đến. Nhưng giờ thì khác rồi, con bé là một bộ phận quan trọng của nhà họ Triệu ta, tất nhiên mẹ phải quản chuyện của con bé. Con bé phải ly hôn với Diệp Quân Lâm, bên bà sẽ sắp xếp nhà chồng cho con bé, ừ, Tử Nhiễm càng ngày càng phát triển tốt, thể nào Diệp Quân Lâm cũng kéo chân con bé. Triệu Kiến Quốc cũng nói. Như vậy, vì để chứng minh Tử Nhiễm và cậu ta không phải là vợ chồng thật, ngày mai các con dẫn Tử Nhiễm tới bệnh viện làm kiểm tra toàn diện, phải nhìn thấy bảng báo cáo bà mới yên tâm. Ngô Mộc Lan vẫn hơi không yên tâm về những gì Lý Tử Nhiễm nói. Phải đi bệnh viện khám. Bà ta mới yên tâm. Sau này, bố trí hôn ước cho Lý Tử Nhiễm, có tờ báo cáo là có thể chứng minh cô vẫn còn tắm thân xử nữ. Như vậy, người ta mới không băn khoăn khi cưới cô. Bố mẹ, nhưng có một vấn đề. Tiêu Nhược Mai đưa ra câu hỏi. Vấn đề D2. Hai người Ngô Mộc Lan lập tức nhìn lại. Nếu mà ly hôn, Diệp Quân Lâm sẽ đồng ý sao? Tiêu Nhược Mai hỏi. Những người khác lập tức nói, chắc chắn là Diệp Quân Lâm sẽ không đồng ý đâu. Làm gì có chuyện cậu ta sẽ từ bỏ chứ? Triệu Kiến Quốc cười ra tiếng, ly hôn còn phải cần cậu ta đồng ý ư? Đến lúc đó trực tiếp đưa đơn ly hôn cho cậu ta là được. Chuyện này không cần thông qua cậu ta. Mọi người đều cười. Với thực lực của nhà họ Triệu, lặng lẽ sắp xếp ly hôn quả thực là quá đơn giản. Đến lúc đó Diệp Quân Lâm cầm lấy chứng giấy nhận ly hôn mới biết là mình đã ly hôn rồi. Mẹ, chuyện này không nói cho Nhã Lan và Lý Văn Uyên biết à? Triệu Học Văn lo lắng hỏi. Các con đi gọi đi. Rất nhanh. Hai vợ chồng Lý Văn Uyên luống cuống vào phòng. Ngô Mộc Lan nói cho họ biết chuyện. Hai vợ chồng ngơ ngác nhìn nhau, trợn tròn mắt. Chuyện này nghe mẹ, chẳng mấy nữa giá trị con người của Tử Nhiễm sẽ lên đến chục tỷ. Tới lúc đó Diệp Quân Lâm sẽ trở thành nhược điểm của con bé, những chuyện như từng đi tù và cưỡng gian chị dâu sẽ bị phơi bày ra ngoài. Khả năng, Tử Nhiễm sẽ bị hủy mát. Nghe Ngô Mộc Lan nói. Hai vợ chồng thở dài. Không phải là họ chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Hiện tại Lý Tử Nhiễm phát triển ngày càng tốt. Thế quá mạnh,
thật sự là không chê vào đâu được. Diệp Quân Lâm thì như quả bom hẹn giờ, không chừng lúc nào đó sẽ phát nổ. Tới lúc đó, người bị tổn thương chính là Lý Tử Nhiễm. Hơn nữa, Diệp Quân Lâm đã không còn xứng với Lý Tử Nhiễm nữa rồi. Các con nghe mẹ là được, mẹ nói thật, hai đứa nó ly hôn thì tốt cho Tử Nhiễm và tốt cho nhà họ Triệu. Để thể hiện thành ý của nhà họ Triệu, chỉ cần bọn nó ly hôn, nhà họ Triệu lập tức đầu tư 2 tỷ cho Tử Nhiễm. Ngô Mộc Lan nói nghiêm túc. Hai vợ chồng Lý Văn Uyên liếc nhau, vâng, chúng con nghe theo ba mẹ. Bọn họ không thấy chuyện này có gì hại. Có được sự công nhận của nhà họ Triệu, Lý Tử Nhiễm bỏ được Diệp Quân Lâm, đúng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Còn chỗ Diệp Quân Lâm, mẹ sẽ cho cậu ta một số tiền. Ngô Mộc Lam đã quyết tâm. Ngày hôm sau, tập thể nhà họ Triệu đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm cũng đi cả. Bu ỏi chiều, báo cáo kiểm tra sức khỏe đã có. Ngô Mộc Lan nhìn thấy báo cáo sức khỏe của Lý Tử Nhiễm thì rất vui mừng. Con bé này nói không sai. Diệp Quân Lâm vẫn chưa chạm vào nó. Thật là tốt quá rồi. Ngô Mộc Lan rất là hưng phấn. Bà ta dặn dò Triệu Học Thành, Học Thành, con lập tức đi thu xếp chuyện hôn sự. Triệu Học Thành cười nói, bố mẹ, con đã thu xếp xong rồi, bên phía cục dân chính còn không cần giấy chứng nhận kết hôn và sổ hộ khẩu. Thế thì tốt quá rồi. Một tiếng sau, Triệu Học Thành đã lấy được 2 tờ giấy chứng nhận ly hôn. Ha ha ha, tốt quá. Ngô Mộc Lan, Triệu Kiến nở nụ cười. Người nhà họ Triệu ai cũng vui mừng. Update sau. Que nhồ. Diệp Quân Lâm vừa nói câu này ra, một cỗ khí thế cuồng bạo ngang ngược bao phủ toàn trường. Hồng hộc hồng hộc. Giờ phút này, tất cả mọi người ở đây cảm nhận được uy áp trước giờ chưa từng có. Hô hấp dồn dập, thậm chí là sắp hít thở không thông. Diệp Quân Lâm nổi giận rồi. May mà anh có thu bớt lại. Nhưng với một thân sát khí của anh, không còn một ai có thể đứng được. Ngô Mộc Lan và Triệu Kiến Quốc bị dọa sợ rồi. Hai người đứng đó, như cái xác không hồn. Giờ phút này, bọn họ cảm thấy hốt hoảng. Dường như đang đặt mình giữa chiến trường. Đứng trước mặt họ là một đại tướng quân vô địch thiên hạ, khí nuốt núi sông. Có loại cảm giác một mình anh đánh lui 10 vạn quân địch. Kẻ nào dám hoành hoành ngang ngược. Duy Diệp đại tướng quân tôi. Làm sao? Chúng tôi không quyết định được à, cậu không xứng với Tử Nhiễm, tất nhiên chúng tôi phải tự quyết. Mấy người Triệu Học Thành cương quyết nói. Ngô Mộc Lan và Triệu Kiến Quốc cũng dần bình tĩnh lại. Chúng tôi là trưởng bối của Tử Nhiễm, không quyết định được chuyện này chắc. Ngô Mộc Lan hỏi ngược lại. Diệp Quân Lâm, tất nhiên là chúng tôi biết cậu sẽ không ly hôn với Tử Nhiễm, đánh chết cậu cũng sẽ không ly hôn, cho nên chúng tôi đã dùng một ít thủ đoạn. Cuộc hôn nhân này cậu ly cũng phải ly, không ly cũng phải ly. Đám người Tiêu Nhược Mai rất là cứng rắn. Trong cuộc hôn nhân này, Diệp Quân Lâm chỉ có thể là công cụ bị đùa nghịch, không có một tí quyền quyết định nào cả. Hồng Hồ ba mẹ của Tử Nhiễm đều ở đây, họ cũng đồng ý hết rồi. Không tin cậu hỏi họ đi. Bị nhắc tới, Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan hơi xấu hổ. Nói thế nào thì chuyện này bọn họ làm là không đúng. Hồ thẹn với Diệp Quân Lâm a. Nghe vậy, Diệp Quân Lâm nhìn về phía hai người, mỉm cười hỏi, bố mẹ, hai người có đồng ý không? Hai người Lý Văn Uyên đều nhìn ra chỗ khác, không dám nhìn Diệp Quân Lâm. Nhưng hai người vẫn gật đầu, ừ, ba mẹ đồng ý. Vậy con biết rồi. Ngô Mộc Lan bật cười, nhìn đi, mọi người đều đồng ý để hai người ly hôn. Đúng, anh không xứng với chị ấy. Mau ly hôn đi. Các con cháu của nhà họ Triệu cũng nhao nhao nói. Triệu Viễn và Tiêu Thắm đứng về phía Diệp Quân Lâm, chúng cháu không đồng ý ly hôn. Diệp Quân Lâm khoát tay, những người khác đồng ý hay không đồng ý tôi không quan tâm, điều mà tôi quan tâm là Lý Tử Nhiễm đã đồng ý chưa. Diệp Quân Lâm tìm xung quanh, Tử Nhiễm đang ở đâu? Ngô Mộc Lan lắc đầu nói cho cậu biết, Tử Nhiễm cũng đã đồng ý ly hôn rồi, con bé ngại nói thẳng với cậu, nên không đến. Đúng, Tử Nhiễm đồng ý. Nếu không thì không lấy được giấy chứng nhận ly hôn đâu. Những người khác nhao nhao phù họa. Không, tôi không tin. Các người bảo Tử Nhiễm ra, chính miệng nói cho tôi biết. Vành mắt Diệp Quân Lâm hồng hồng. Diệp Quân Lâm. Trương Văn Thao bất ngờ quát lên.
Chú đừng tưởng chúng tôi không biết suy nghĩ của chú không muốn ly hôn, muốn cầu xin Tử Nhiễm. Nói cho chú biết, chú đừng mong gặp được Tử Nhiễm. Trương Văn Thao có thái độ cương quyết. Đúng, đúng thế, có chúng tôi ở đây, cậu đừng hòng gặp Tử Nhiễm. Ngô Mộc Lan cười cười. Bây giờ giấy chứng nhận ly hôn đã đưa cậu, cũng biết chuyện rồi. Sau này đừng mơ tưởng hão huyền nữa, cậu không trèo được đâu. Triệu Kiến Quốc vô tình nói. Ngô Mộc Lan đánh một cái ánh mắt. Tiêu Nhược Mai đi lên, đưa cho Diệp Quân Lâm một tấm sóc. Nhà họ Triệu cũng sẽ không để cậu ly hôn không công đâu. 10 triệu này là tiền bồi thường cho cậu. Oanh! Diệp Quân Lâm lại sửng sốt. Vốn tưởng nhà họ Lý đã đủ tuyệt tình rồi. Không ngờ nhà họ Triệu còn tuyệt tình hơn. 10 triệu bán đứa cuộc hôn nhân của anh của Lý Tư Nhiễm sao? Nực cười. Cực kỳ nực cười. Thấy Diệp Quân Lâm sửng sốt, Tiêu Nhược Mai còn tưởng Diệp Quân Lâm đang giả vờ. Cậu đừng giả vờ nữa. Cầm lấy đi, 10 triệu đủ cho cậu tiêu cả đời rồi. Tiêu Nhược Mai cứng rắn nhét tấm séc vào trong tay Diệp Quân Lâm. Thấy Diệp Quân Lâm đã nhận tấm séc, mọi người bật cười. Đúng là một thằng tầm thường. Mới có 10 triệu đã thỏa hiệp rồi. Tôi từng nói, chú không xứng với Tử Nhiễm. Trương Văn Thao cười khẩy nói. Tiêu Thắm và Triệu Viễn nhìn cảnh trước mặt mà trợn tròn mắt. Nhà họ Triệu đang làm cái gì vậy? Thế mà lại bắt Diệp Quân Lâm ly hôn với Lý Tử Nhiễm bốn. Bọn họ không biết họ đã bỏ lỡ cái gì sao? Chẳng lẽ họ không có não hả? Diệp Quân Lâm đã làm nhiều việc như thế, chẳng lẽ họ không phát hiện ra tí nào ư hai? Không có anh, nhà họ Triệu đã sớm diệt vong rồi. Sao các người lại hồ đồ thế? Triệu Viễn và Tiêu Thắm lo đến sắp khóc rồi. Người nhà họ Triệu là một đám ngu xuẩn. Mau đi đi, sau này cậu đừng hòng bước vào cửa lớn nhà họ Triệu một bước. Trương Văn Thao thúc giục. Diệp Quân Lâm cười rồi cười, được. Anh quay người rời đi. Anh rẻ. Tiêu Thắm và Triệu Viễn định đuổi theo, nhưng bị người khác ngăn lại. Không được đi. Mấy người Tiêu Nhược Mai và Triệu Quân Phi đều bật cười, tôi còn tưởng cậu ta khí phách cứng rắn lắm co. Không ngờ đã cầm tấm séc đi rồi. Ha ha ha. Trương Văn Thao cũng mỉm cười nói, đúng thế, tôi còn tưởng anh ta sẽ xé tan tấm séc cơ, không ngờ lại hèn nhát như vậy. Đâu, tấm séc đó 10 triệu đấy. Làm gì có chuyện anh ta không bỏ cuộc chứ? Ha ha ha. Người nhà họ Triệu đều cười. Trong lòng họ, ấn tượng về Diệp Quân Lâm đã hoàn toàn rơi xuống đáy cốc. Còn Diệp Quân Lâm, sau khi đi ra khỏi nhà họ Triệu, anh tiện tay vứt tấm séc đi. 10 triệu, anh sẽ để vào mắt chắc. Nhưng cảnh này, đã bị một người hầu nhà họ Triệu nhìn thấy, anh ta lặng lẽ chạy lên nhặt lại tấm séc trong thùng rác. Trong sảnh chính nhà họ Triệu, Tiêu Thắm hỏi, ông nội bà nội, chị cháu có biết chuyện này không? Ngô Mộc Lan cười cười, hiện tại Tử Nhiễm biết thì cũng vậy thôi, Diệp Quân Lâm đã cầm giấy chứng nhận ly hôn đi rồi. Ít nhất thì mọi người cũng phải hỏi xem chị cháu có đồng ý không chứ. Tiêu Thắm sắp khóc rồi. Đúng rồi, Tiêu Thắm, tạm thời cháu không được nói chuyện này với chị cháu. Đợi đến sau này hãng nói cho nó biết. Ngô Mộc Lan ra lệnh cắm. Triệu Viễn đằng sau đã lén lút trốn đi. Không được, chị Tử Nhiễm phải biết chuyện này. Triệu Viễn chạy đi nói cho Lý Tử Nhiễm biết. Lúc này, Lý Tử Nhiễm đang làm việc. Dự tính xem tập đoàn Đông Thiên sẽ tiến vào tỉnh thành như nào. Nhưng cô nào biết, thực ra cô đã bị nhốt. Trong thời gian này, nhà họ Triệu sẽ sắp xếp mọi việc cho cô, tuyệt đối sẽ không cho cô rời đi. Lại càng không cho cô gặp mặt Diệp Quân Lâm. Ngoài cửa có 10 cao thủ đang canh giữ. Thấy Triệu Viễn, họ lập tức ngăn anh lại. Tránh ra, tôi muốn gặp chị tôi. Triệu Viễn lạnh lùng nói. Thấy người tới là Triệu Viễn. Mấy người đó đành phải tránh ra. Triệu Viễn, sao em lại tới đây? Lý Tử Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn thấy Triệu Viễn, cô rất ngạc nhiên. Chị ơi, xảy ra chuyện lớn rồi. Ông nội bà nội đã làm thủ tục ly hôn cho chị và anh rể. Triệu Viễn kể lại những chuyện đã xảy ra cho Lý Tử Nhiễm. Oanh! Đối với Lý Tử Nhiễm mà nói, tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang. Cái gì? Chị và Diệp Quân Lâm đã ly hôn rồi á? Sao chị không biết? Lý Tử Nhiễm ngã ngồi trên mặt đất. Nhoáng cái, cô đã hiểu vì sao Ngô Mộc Lan lại hỏi cô những câu hỏi riêng tư đó rồi. Cô càng hiểu,
làm sao mà đang yên đang lành lại đi làm kiểm tra sức khỏe rồi. Bây giờ họ đã thông báo cho anh Dễ Diệp và đuổi anh ấy đi rồi. Triệu Viễn nói, Lý Tử Nhiễm lắc đầu, không thể nào, chỉ cần chị không đồng ý, thì cuộc hôn nhân này không thể ly. Triệu Viễn bát đắc dĩ nói, chị, cưới xin là chuyện của hai người, không xêu nhưng sau khi kết hôn, gia đình hai bên cũng chính là một phần của cuộc hôn nhân, quan điểm và cách làm của họ cũng rất quan trọng. Em thấy anh Dễ Diệp đã đau lòng rồi. Lý Tử Nhiễm đã khóc luôn. Cô có thể nghĩ được, giờ phút này Diệp Quân Lâm đang đau lòng đến nhường nào. Không được, chị phải đi gặp Quân Lâm. Lý Tử Nhiễm nói. Vâng, em đưa chị đi. Triệu Viễn đưa được Lý Tử Nhiễm đi một cách thuận lợi. Lý Tử Nhiễm gọi điện liên lạc với Diệp Quân Lâm. Sau khi nhìn thấy Diệp Quân Lâm, Lý Tử Nhiễm lập tức nhào vào lòng anh. Khóc thút thít. Tại sao anh lại đồng ý với họ chứ? Đây là việc của hai chúng ta, liên quan gì đến họ? Lý Tử Nhiễm nghẹn ngào nói. Diệp Quân Lâm vuốt tóc cô. Xin lỗi, người nhà em cứ liên tục làm tổn thương anh, em xin lỗi. Vậy mà Lý Tử Nhiễm lại nói xin lỗi với Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm cười cười, không sao, anh biết em quan tâm anh là được rồi. Thế tại sao anh còn đồng ý ly hôn, còn cầm giấy chứng nhận ly hôn đi nữa? Chúng ta sẽ tái hôn luôn, ném cái này đi. Lý Tử Nhiễm đoạt giấy chứng nhận ly hôn, muốn xé nát nó ra. Diệp Quân Lâm mỉm cười sâu xa, em có còn nhớ anh từng nói với em, anh sẽ cho em một lễ cưới không? Em nhớ, em vẫn nhớ trong lòng. Lý Tử Nhiễm khóc thút thít. Vừa hay, anh sẽ theo đuổi em thêm một lần nữa, chúng ta làm một lễ cưới nữa. Diệp Quân Lâm mỉm cười nói. Lý Tử Nhiễm lập tức hiểu ra, vì sao Diệp Quân Lâm lại rời khỏi nhà họ Triệu. Hóa ra anh muốn kết hôn lại từ đầu, cô cũng đồng ý với suy nghĩ của anh, họ sẽ làm một lễ cưới nữa. Lý Tử Nhiễm lau khô nước mắt, được, bắt đầu từ bây giờ, anh phải theo đuổi em lại từ đầu, nhưng anh hứa với em, không được đi lại với người phụ nữ khác. Lý Tử Nhiễm rất yêu Diệp Quân Lâm. Trước đây rất yêu. Bây giờ càng yêu sâu hơn. Cho dù Diệp Quân Lâm không chịu đựng được. Cô đã chọn, thì sẽ chọn người đó cả đời. Không ai ngăn được. Được, anh đồng ý với em. Hôn lễ đó, anh sẽ cho cả thế giới. Em là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế giới này. Diệp Quân Lâm ôm Lý Tử Nhiễm thật chặt. Triệu Viễn nhìn thấy cảnh này, anh mỉm cười. Nhà họ Triệu còn cứu được. Giờ hoằm. Đúng lúc này, một chiếc ô tô lái như bay tới đây. Diệp Quân Lâm, chú đang làm cái gì? Chú vẫn dây dưa không tha cho Tử Nhiễm sao? Trương Văn Thao quát lên. Người nhà họ Triệu xuống xe. Ngô Mộc Lan cùng Triệu Kiến Quốc kinh ngạc nói, hả? Giá thị trường 50 triệu. Triệu gia cũng xem như là đại gia tộc, nhưng sản nghiệp thêm một chấm thì được nhiều hơn 100 triệu. Đây chẳng phải chứng tỏ Lý Tử Nhiễm sắp ngang hàng Triệu gia. Cũng không hẳn thế, gần đây công ty Lý Tử Nhiễm hướng đến thị trường điện tử. Đây là mặt hàng tiềm năng ở Tô Hàng, muốn tập đoàn Vân Đình cùng tập đoàn Đông Thiên nhanh chóng bù vào chỗ trống sau khi tập đoàn Tam Hưng rời đi. Tương lai Lý Tử Nhiễm vô cùng sáng lạn. Lý Văn Uyên hớn hở nói. Rốt cuộc cũng có thể đứng thẳng người ở Triệu gia. Chuyện này quá tốt rồi. Ánh mắt đám người Ngô Mộc Lan vô cùng sáng ngời. Trong lòng lập tức đứng về phía Lý Tử Nhiễm. Đây cũng là một thành viên của Triệu gia. Xem ra ánh mắt Triệu Viễn không sai. Phải đối tốt với Lý Tử Nhiễm một chút. Tử Nhiễm à, có gì cần trợ giúp, cứ việc nói với ông bà nhé. Triệu gia là hậu thuẫn kiên cố sau lưng con. Ngô Mộc Lan chắc chắn nói. Lý Tử Nhiễm cười, ông bà ngoại, gần đây công ty chuyên ngành điện tử sẽ tới tỉnh thành phát triển, đến lúc đó phiền đến mọi người rồi. Bộ cục của tập đoàn Vân Đình ở Tô Hàng đã hoàn thành, kế tiếp muốn vào tỉnh thành. Tập đoàn Đông Thiên chính là quân tiên phong. Thật sao, vậy tốt quá. Ngô Mộc Lan cùng Triệu Kiến Quốc nhìn nhau, tràn đầy vui mừng. Lý Tử Nhiễm có được một công ty lớn như vậy, tới tỉnh thành phát triển thì Triệu gia càng có lợi nha. Bọn họ không giống như Lý gia, muốn đem những gì của Lý Tử Nhiễm làm của riêng. Bọn họ là muốn đôi bên cùng có lợi. Triệu gia có thể lợi dụng Lý Tử Nhiễm. Lý Tử Nhiễm cũng có thể lợi dụng Triệu gia. Cháu yên tâm, cháu cứ tới tỉnh thành, chúng ta sẽ trải thẳng đường vì cháu. Không nói đến chuyện khác, Triệu Viễn có thể vì cháu mà dẹp mọi trở ngại.
anh rể của cháu chính là người cục công thương, chắc chắn sẽ giúp cháu nhiều hơn, chị của cháu là phó trưởng phòng ngân hàng Hắc Kỳ, cũng có thể xử lý được nhiều việc. Ngô Mộc Lan nói chắc chắn. Vậy cảm ơn ông bà, chị cả anh rể cùng em trai Triệu Viễn. Trước đó Lý Tử Nhiễm còn thấp thỏm không biết mở lời thế nào. Hiện tại Ngô Mộc Lan chủ động nói thì dễ hơn nhiều. Đến đây, tôi đề nghị cả nhà uống một ly. Hôm nay đúng là xong nghỉ lâm môn, nguy cơ của Triệu gia được hóa giải, hơn nữa cháu gái Lý Tử Nhiễm còn tới tỉnh thành để phát triển. Triệu Kiến Quốc đề nghị nâng ly. Sau khi uống xong một ly, Diệp Quân Lâm nói với Lý Tử Nhiễm, em cứ tới đây phát triển thôi, ai dám ngăn cản em chứ? Không cần người khác hỗ trợ. Diệp Quân Lâm muốn bảo vệ Lý Tử Nhiễm một đời chu toàn, sao lại cần cầu người khác? Vừa lúc bị Triệu Học Thành nghe thấy, ông ta cười lạnh, sao nào? Khinh thường sự hỗ trợ của Triệu gia. Sao lại thế? Ngô Mộc Lan lập tức hỏi. Ba mẹ, Diệp Quân Lâm vừa nói, không cần chúng ta hỗ trợ. Triệu Học Thành lạnh lùng trừng mắt Diệp Quân Lâm. Sắc mặt Triệu Nhã Lan cùng Lý Văn Uyên lập tức thay đổi. Vất vả lắm mới để Triệu gia giúp Tử Nhiễm phát triển. Đây không phải tốt sao? Sao lại còn muốn từ chối? Sắc mặt Triệu Kiến Quốc cùng Ngô Mộc Lan không vui nhìn về phía Diệp Quân Lâm, là anh nói hai. Đúng vậy, là tôi nói. Vợ của tôi cơ bản không cần ai hỗ trợ, chính mình có thể tự phát triển tốt. Các người có việc cần hỗ trợ cứ việc nói, chúng tôi thì không cần hỗ trợ. Diệp Quân Lâm nghiêm túc trả lời. Phóc. Diệp Quân Lâm vừa nói xong, hai người Triệu Nhã Lan tức hộc máu. Đến mức Ngô Mộc Lan cùng Triệu Kiến Quốc đều đen mặt. Đây là có ý gì? Khinh thường Triệu gia sao? Nói cứ như Triệu gia muốn dựa vào Lý Tử Nhiễm nên nịnh bợ phanh. Ngô Mộc Lan đột nhiên đập bàn một cái, làm mọi người cả kinh. Triệu Kiến Quốc lắc đầu, thôi bỏ đi, giờ cậu ta không liên quan gì đến chúng ta nữa. Mặc kệ cậu ta làm thế nào thì làm. Đúng rồi đó bà nội, nếu bà đi tìm cậu ta, ngược lại sẽ bị ăn vạ cho xem L. Sau khi nghe mọi người khuyên như vậy, lúc này Ngô Mộc Lan mới chịu bỏ qua. Ngô Mộc Lan nói với Lý Tử Nhiễm, tuy rằng phí phạm 10 triệu, nhưng vì để cháu thấy rõ được bộ mặt thật của người này, bà cũng cảm thấy đáng giá. Không phải, bà ngoại, nhân phẩm của Quân Lâm không có vấn đề. Cô tin chắc Diệp Quân Lâm nhất định đã ném chỉ phiếu vào thùng rác. Rất có thể tờ chi phiếu đó đã bị người ta nhặt được. Lý Tử Nhiễm muốn cố gắng chứng minh Diệp Quân Lâm không có nói dối. Triệu Kiến Quốc nói, Tử Nhiễm à, từ nay về sau người này không có liên quan gì với chúng ta nữa. Chúng ta cũng không muốn biết nhân phẩm của cậu ta thế nào. Đúng vậy, cậu ta có nói dối hay không cũng không quan trọng nữa. Những người khác cũng nói như vậy. Mặc dù tất cả mọi người nói không quan tâm nữa. Nhưng ai cũng dùng chuyện này để cười nhạo Diệp Quân Lâm. Vẻ mặt Lý Tử Nhiễm thật bất đắc dĩ. Nếu đã thành công ly hôn, Ngô Mộc Lan muốn mau chóng sắp xếp một cuộc hôn nhân mới cho Lý Tử Nhiễm. Lấy thực lực bây giờ của Lý Tử Nhiễm và bối cảnh của nhà họ Triệu thì đó phải là một người thật kiệt xuất mới được. Hai con cứ yên tâm đi, mẹ sẽ an bày sắp xếp một người bề trên để làm vị hôn phu cho Tử Nhiễm. Sau này các con cứ chờ hưởng phúc là được rồi. Nghe Ngô Mộc Lan nói như vậy, Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan không khỏi càng trông ngóng. Ngô Mộc Lan lại mời tham dự một hội nghị. Tử Nhiễm à, ông ngoại bà ngoại đã hứa, chỉ cần cháu và Diệp Quân Lâm ly hôn thì nhà họ Triệu sẽ đầu tư cho công ty cháu 20 tỷ. Bà nói được thì làm được. Ngô Mộc Lan nói. Lý Tử Nhiễm vừa mừng vừa sợ, bà ngoại, vậy thì tốt quá. Ngoài ra phía cháu còn có gì khó khăn không? Cứ nói với ông ngoại bà ngoại. Ngô Mộc Lan hỏi. Lý Tử Nhiễm do dự một chút rồi nói, bà ngoại, thật sự là có một vấn đề. Cái gì? Sắp tới sẽ mở ra thị trường điện tử trong tỉnh thành, nhưng phía cháu không có ký túc xá, không có khu sản xuất, đoàn đội kỹ thuật còn chưa xây dựng hoàn thiện, Lý Tử Nhiễm nói. Cái này quá đơn giản rồi còn gì, cứ để anh sắp xếp cho, Trương Văn Thao cười nói. Đối với anh ta mà nói, chút chuyện này thật sự quá đơn giản. Anh dễ à, không phải, bởi vì tập đoàn Vân Đình giao cơ bản toàn bộ giai đoạn đầu của nghiệp vụ điện tử cho em, nhiệm vụ của chúng ta là cả thị trường chống chỗ của tập đoàn Tam Hưng, có vẻ quá lớn, cho dù chỉ giai đoạn đầu thôi dự toán đã chừng 500 triệu. Ôi! Lời này vừa vang lên, cả sảnh toàn là tiếng hít mạnh suýt xoa.
Giai đoạn đầu thôi mà đã phải đầu tư 500 triệu. Vậy làm sao nuốt trôi được? Ban đầu Ngô Mộc Lan còn cảm thấy đầu tư 20 tỷ là quá nhiều. Nhưng so với 500 triệu, con số đó thật sự không là cái gì cả. Cho nên đây mới là chuyện làm cháu khó xử, phương diện tiền bạc thì tập đoàn Vân Đình cũng có cung cấp. Nhưng những chuyện như sân bãi, con đường giao thiệp vân vân, tính ra phải lấy được tất cả những gì vốn có của tập đoàn Tam Hưng thì mới có thể triển khai nhiệm vụ của cháu được. Vẻ mặt của Lý Tử Nhiễm thật ảm đạm. Điều này căn bản là không thể hoàn thành được. Địa bàn của tập đoàn Tam Hưng sớm đã bị các dòng tộc lớn trong tỉnh thành phân chia. Cô không có cách nào.